Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 16. Trong lòng đại hỉ, lúc này Lục Thiếu Du làm sao có thể buông tha loại cơ hội như thế này, tức thì hắn tham lam hấp thu cỗ năng lượng bàng bạc này. Trong thông đạo, quanh thân Lục Thiếu Du lúc này đang được xương trắng đậm đặc bao vây, trong tầng tầng xương trắng, hàng vạn tia năng lượng kia nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi qua đi, tất cả mọi chuyện của Vân Dương Tông lại trở về vị trí cũ. Chuyện Lục Thiếu Du bị tông chủ xử phạt cũng lan ra. Thế nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây căn bản không phải là xử phạt, chỉ là xử cho có lệ mà thôi. Căn bản chỉ muốn ngăn chặn Triệu trưởng lão. Theo sự kiện Lục Thiếu Du tiến vào Linh Vũ ảo cảnh, trong Vân Dương Tông lúc này sự kiện khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là luận võ 2 tháng sau. 2 tháng sau chính là ngày mật địa mở ra, 3 năm một lần. Cũng chỉ có top 50 trên long bảng mới có thể tham gia tranh đoạt danh ngạch, mà cuối cùng cũng chỉ có 20 người mới có thể tiến vào trong mật địa tu luyện. Tu luyện trong mật địa, đây chính là địa phương mà tất cả các đệ tử đều muốn. Đồn rằng, sau khi tiến vào mật địa thực lực mỗi người đều đại tăng. Trong mật địa kia dường như là có bảo vật lớn. Long bảng hiện tại cũng vô cùng náo nhiệt, bởi vì chỉ có người trên long bảng mới có thể tham dự luận vũ trong vũ linh ảo cảnh. Cho nên muốn đi vào mật địa tu luyện, đầu tiên phải tiến vào long bảng. Mà trên long bảng, những đệ tử top cuối lúc này tất nhiên là sẽ bị khiêu chiến liên tục. Thời gian mật địa mở ra càng lúc càng tới gần, cường giả trên long bảng cũng không ngừng nỗ lực tu luyện, chạy nước rút. Trong vũ linh ảo cảnh, đúng một tháng sau, một cánh cửa đánh được mở ra. Lục Thiếu Du từ bên trong đi ra ngoài, lười biếng duỗi người, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Mà lúc này nhị hộ pháp cùng những hộ pháp khác phụ trách vũ linh ảo cảnh đang ở trong đại điện lúc này đang chấn kinh. Lục Thiếu Du ở trong vũ linh ảo cảnh không ngờ lại tròn một tháng. Trong tứ trọng tiên cảnh, thời gian một tháng coi như là linh phách tứ trọng cũng không làm được. Đối với vũ giả mà nói, vũ phách bát trọng, thậm chí là vũ phách cửu trọng cũng khó mà làm được. Bởi vì trên phương diện linh hồn của vũ giả so với linh giả kém hơn không ít. Mà lúc này, Lục Thiếu Du thân là vũ giả không ngờ lại ở tứ trọng tiên cảnh đủ một tháng. Bảo sao nhị hộ pháp không khiếp sợ cơ chứ? Nhị hộ pháp, một tháng đã hết. Đệ tử xin phép cáo lui, ngày mai trở lại. Lục Thiếu Du thi lễ, lập tức rời khỏi đại điện. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này đã sớm có mặt trên bầu trời, Lục Thiếu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này cũng không khỏi vui vẻ. Thân thể khổng lồ của Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đạt tới 300 thước, giống như một khối mây trắng lớn, khí tức cũng mạnh hơn nhiều. Đột phá tới tam giai hậu kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc không ngớt, trong một tháng này Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đột phá. Tam giai hậu kỳ nha, lần đột phá tiếp theo chính là tứ giai rồi. Lão đại! Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, một đạo hoàng quang bắn xuống, Tiểu Long đáp xuống vai Lục Thiếu Du. Tiểu Long, trong khoảng thời gian này ngươi có chăm chỉ tu luyện không vậy? Vỗ đầu Tiểu Long vài cái, Lục Thiếu Du hỏi. Đương nhiên là tu luyện rồi. Gần đây thực lực của lão đại ngươi tiến bộ như vậy, đệ cũng không thể thua kém nha. Tiểu Long lắc lư cái đầu, chớp chớp mắt nói. Lão đại, đệ có cảm giác thực lực của ngươi dường như mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, hiện giờ là linh phách tam trọng và vũ phách tam trọng. Khẽ vuốt mũi, Lục Thiếu Du đáp, trong mắt không khỏi hiện lên sự thỏa mãn. Trong tiên cảnh một tháng, Lục Thiếu Du dùng linh đan đột phá vũ phách nhị trọng. Trong lúc vô ý dẫn tới việc năng lượng bàng bạc kia hội tụ khiến cho tinh thần sung mãn không ngờ trực tiếp độ phá tới linh phách tam trọng. Ngay khi muốn đột phá linh phách tứ trọng Lục Thiếu Du phải cắn răng áp chế. Liên tiếp đột phá tuy rằng là chuyện tốt thế nhưng cũng là chuyện xấu đối với hắn. Mạnh mẽ áp chế xuống, trên phương diện linh lực Lục Thiếu Du bảo trì ở trạng thái linh phách tam trọng đỉnh phong, thiếu chút là có thể đột phá. Muốn đột phá linh phách tứ trọng, tuy rằng Lục Thiếu Du rất muốn. Thế nhưng cũng không dám làm chuyện ảnh hưởng tới căn cơ. Sau khi đình chỉ việc tu luyện linh lực, thời gian một tháng vẫn chưa hết, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục dùng đan dược tứ phẩm. Sau khi dùng 6 khỏa đan dược tứ phẩm sơ giai và 1 khỏa đan dược tứ phẩm cao giai, rốt cuộc tu vi vũ giả của hắn cũng đã đột phá tới vũ phách tam trọng. Lão đại, người quá cường hãn nha. Hai mắt nhỏ của Tiểu Long trừng lên, lập tức nói. Xem ra đệ phải nỗ lực tu luyện mới được. Bằng không không đuổi kịp được ngươi. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói rồi nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất khỏi bầu trời.
Sau khi trở về ngọn núi của mình, Lục Lâm Thiên vừa đi vào đình viện thì khẽ nhíu mày, rồi lại mỉm cười nhìn vào thân ảnh xinh đẹp trong phòng nói. Hồng Lăng, sao nàng lại tới đây? Vân Hồng Lăng không nói gì, lúc này tóc tai nàng có chút toán loạn, hai mắt chăm chú không có chút cảm xúc nào nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hồng Lăng, nàng làm sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn thấy biểu tình của Vân Hồng Lăng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không để yên cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không còn quan hệ. Sau này chúng ta chính là cửu nhân, ta hận ngươi. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm về phía Lục Lâm Thiên nói, xong rồi lập tức rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên lại nói. Chẳng lẽ vì chuyện kia? Lật thuyền rồi. Một lát sau Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra Vân Hồng Lăng đã biết chuyện của hắn với Lục Vô Song. Không biết vì sao, nhìn vào ánh mắt của Vân Hồng Lăng hắn có cảm giác rất đau lòng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nổi giận, sau đó truy sát hắn, thế nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy. Nhìn ra bên ngoài, Lục Lâm Thiên có chút do dự không biết có nên đuổi theo hay không. Quả thực hắn đã làm tổn thương nàng. Nữ nhân này tuy rằng có chút ngang ngược, vô lý, thế nhưng tuyệt đối là một nữ nhân đơn thuần. Dưới vẻ bề ngoài ngang ngược vô lý đó hẳn là một trái tim yếu đuối. Lục Lâm Thiên đi về phía trước vài bước rồi lập tức dừng lại. Cho dù hắn có đuổi theo cũng không làm được gì. Vạn nhất để cho nàng càng hận mình, chỉ sợ sẽ càng làm thương tâm. Bản thân hắn đã có Vô Song, muốn hắn bỏ Vô Song hắn không làm được. Mà Vân Hồng Lăng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông lại cùng người khác thờ một chồng sao. Phỏng chừng cho dù nàng đồng ý Vân Khiếu Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên ngọn núi, một thân ảnh xinh đẹp nhìn về phía đình viện trước mặt, một lát sau, trong mắt nàng chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Sau đó mới nhảy lên thiểm điện phi báo rồi lập tức rời đi. Buổi chiều, Lục Lâm Thiên lại đi một chuyến tới Vạn Vũ Lâu. Lật xem không ít tư liệu, chỉ cần là thứ hắn có đủ quyền hạn lật xem, trên cơ bản sẽ không buông tha. Ban đêm, Lục Lâm Thiên móc ra Linh Ngọc Sàng tu luyện, trong một tháng này đột phá quá nhanh, những ngày kế tiếp chỉ cần củng cố tu vi là được. Ánh bình minh xuất hiện, toàn bộ núi non được bao phủ trong đám sương mù, lúc này Lục Lâm Thiên mới đình chỉ việc tu luyện, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Nên tiếp tục tu luyện phù quang lược ảnh. Lục Lâm Thiên thầm nói. Sau khi thu dọn một chút, hắn gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư ra rồi tiếp tục đi tới Vũ Linh ảo cảnh. Ban ngày tiến vào trong Vũ Linh ảo cảnh tu luyện, buổi tối dung hợp việc tu luyện bằng ý thức và thực tế. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là Lục Lâm Thiên lại khiến cho nhị hộ pháp vô cùng phiền muộn. Mỗi một lần Lục Lâm Thiên đều tiến vào ngũ trọng tầng 4, thế nhưng lại không xông qua, cũng không thất bại, cứ tới tối là hắn tự động đi ra. Chuyện này cũng có không ít đệ tử thân truyền biết được. Đều cảm thấy nghi hoặc không ngớt, mà tin Lục Lâm Thiên ở trong tứ trọng tiên cảnh một tháng cũng khiến cho không ít người khiếp sợ. Lúc này trong ngũ trọng tầng 4, trong hỏa tiễn ngập trời, dưới chân Lục Lâm Thiên xuất hiện hai vòng xoáy nhỏ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Siêu một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, bằng vào tốc độ quỷ dị mà bằng mắt thường khó có thể thấy được, trong nháy mắt xuyên qua hỏa tiễn ngập trời. Lục Thiếu Xu sau khi tu luyện một tháng trong vũ cảnh, lại thêm buổi tối không ngừng nghỉ dung hợp tu luyện, lúc này khi thi triển phù quang lược ảnh đã đạt tới tình trạng vô thanh vô thức. Theo thời gian tu luyện Lục Lâm Thiên cũng đã có thêm hiểu biết về vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh này. Khi thi triển phù quang lược ảnh tới một trình độ nhất định, vòng xoáy dưới chân hoàn toàn có thể mở rộng, tốc độ tăng nhanh đồng thời còn có thể ẩn giấu thân ảnh của mình, dùng tốc độ như quỷ mị tiếp cận đối phương. Phù quang lược ảnh phối hợp với vũ giả phong hệ khi thi triển ra ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm giác chấn động. Tốc độ này so với trước đây nếu nói là nhanh hơn 100 lần là vô cùng khoa trương. Thế nhưng nhanh hơn gấp mười mấy lần thì không hề khoa trương một chút nào. Tốc độ hiện tại của hắn đã đạt tới tình trạng này. Hỏa tiễn càng ngày càng nhiều, tốc độ Lục Lâm Thiên cũng càng ngày càng nhanh. Trong hỏa tiễn ngập trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này đã gần như biến mất. Nếu như có người ở đây phỏng chừng cũng không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có dùng tâm thần cảm nhận thì cũng chỉ cảm nhận được hấp lực của vòng xoáy dưới chân hắn mà thôi. Thế nhưng muốn nhìn rõ thân ảnh như quỷ mị của hắn thì rất khó. Hỏa tiễn càng ngày càng cuồng bạo, thế nhưng cho dù như vậy, nếu như có người ở trong này nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng bình thản, vòng xoáy dưới chân không ngừng vận chuyển.
Cước bộ ổn định, tiến lên, lùi về, mỗi một động tác vô cùng nhẹ nhàng, trong nháy mắt là có thể né tránh được hỏa tiễn. Hầu như là vừa vặn tránh được, tất cả động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Trong hỏa tiễn ngập trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này không ngừng di chuyển khiến cho người ta hoa mắt. Hiện giờ Lục Lâm Thiên ở trong đó dường như là đang dạo chơi vậy. Lúc bắt đầu tu luyện phù quang lược ảnh, Lục Lâm Thiên có chút luống cuống, có đôi khi phải dùng tay ngăn cản, còn phải bố trí thanh linh khải giáp. Tới bây giờ, Lục Lâm Thiên di chuyển trong hỏa tiễn ngập trời này, có cảm giác những hỏa tiễn này căn bản không thể tới gần Lục Lâm Thiên được. Được rồi, phá cho ta. Sau một lát, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vòng xoáy dưới chân điên cuồng xoay tròn, thân hình hóa thành một vòng xoáy, biến mất tại chỗ. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lần thứ hai xuất hiện thì trong tay hắn có một đạo trưởng ấn phóng lên cao. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấn bổ về phía sương mù dày đặc phía sau hỏa tiễn. Phanh, phanh, lập tức từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng trong không gian. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung, đám sương mù bị đánh cho tán loạn, cảnh vật trước mắt biến mất, mà hỏa tiễn ngập trời cũng biến mất giữa không trung. Trận pháp loại nhỏ trong ảo cảnh bị Lục Lâm Thiên dùng phương pháp mạnh mẽ phá hủy, nhất thời cảnh tượng trước mắt lúc này đã biến đổi thành một vực sâu. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Lúc chạng vạng, Lục Lâm Thiên rốt cuộc vượt qua ngũ trọng, cũng để cho hai vị hộ pháp hết phiền muộn. Trở lại đình viện, Lục Lâm Thiên gặp sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã lâu không thấy. Đệ tử ra mặt sư phụ. Lục Lâm Thiên tôn kính hành lễ. Tuy rằng vị sư phụ này trên phương diện tu luyện không có điều gì chỉ dạy hắn, thế nhưng vị sư phụ này hắn lại rất thích. Lâm Thiên, ta nghe nói gần đây con đều ở trong vũ linh ảo cảnh tu luyện, trong bốn đệ tử của ta, con chính là khiến cho ta ít lo lắng nhất. Vũ Ngọc Tiền cười nói. Sư phụ, người tới tìm con hẳn là có chuyện gì đó. Lục Lâm Thiên cười hỏi. Vào trong, sư phụ nói cho con chút chuyện quan trọng. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi nghiêm túc nói. Sau khi đi vào trong đình viện, hai người ngồi xuống, Lục Lâm Thiên hỏi. Sư phụ, chuyện quan trọng gì mà khiến cho người phải tự mình tới đây? Còn một tháng nữa là mật địa mở ra. Mật địa mở ra, trong tông sẽ chọn ra 21 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện. Một tháng sau trong vũ linh ảo cảnh, 50 đệ tử trên long bảng sẽ tiến hành luận võ, chỉ có 20 người cuối cùng mới có thể tiến vào trong long bảng. Vi sư tới đây để nhắc con nhất định phải tiến vào trong mật địa. Mật địa này đối với tu luyện giả chúng ta có không ít chỗ tốt. Vũ Ngọc Tiền nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Mật địa này Lục Lâm Thiên đã nghe qua vài lần, thế nhưng đối với chuyện liên quan đến nó hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn hỏi. Sư phụ, tiến vào trong mật địa rốt cuộc có chỗ tốt gì? Vũ Ngọc Tiền mỉm cười nói. Thời gian ở trong mật địa là nửa năm. Những đệ tử tiến vào mật địa nếu không có bất ngờ xảy ra lúc đi ra phân nửa đệ tử thực lực tăng vọt. Ví như, Vũ Phách thất trọng tiến vào mật địa, đến lúc ra cho dù đột phá Vũ Tướng cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Lại nói nếu như Vũ Tướng nhất trọng đi vào sau khi ra đột phá Vũ Tướng tam trọng cũng là chuyện bình thường. Thời gian nửa năm, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên tức thì kinh ngạc, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tu vi đạt tới Vũ Phách. Đặc biệt là Vũ Phách thất trọng, nếu như muốn đột phá lên một trọng, người bình thường mất 2 năm là chuyện bình thường, coi như là người có thiên phú tốt cũng mất 1 năm. Cho dù là những đệ tử trên long bảng của Vân Dương Tông, cả đám này thiên phú đều hơn người cũng cần 7-8 tháng. Vũ giả song hệ tốc độ nhanh hơn không ít cũng phải mất nửa năm. Đây đã là cực hạn, thế nhưng trong mật địa không ngờ chỉ cần nửa năm từ Vũ Phách thất trọng đột phá đến Vũ Tướng. Đây còn là qua một ranh giới lớn mà còn có thể đột phá được, thực sự quá dọa người. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền còn nói đó là tình huống bình thường, chỉ sợ còn có người đột phá nhanh hơn nữa. Sư phụ, lẽ nào trong mật địa có bảo vật gì đó sao? Lục Lâm Thiên hỏi, nếu như không có bảo vật trợ giúp đột phá ở bên trong, thì việc đột phá nhanh như vậy cũng không phải là không có khả năng. Không sai. Vũ Ngọc Tiền nói, trong mật địa có bảo vật. Chuyện này cũng chỉ có mấy lão gia hỏa trong tông biết mà thôi. Trong mật địa này có Vũ Linh Thánh Quả, một trong những căn cơ của Vân Dương Tông ta. Căn cơ của Vân Dương Tông, Vũ Linh Thánh Quả sao? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Sư phụ, Vũ Linh Thánh Quả này rốt cuộc là cái gì?
Đây là một loại kỳ bảo, sau khi dùng thực lực sẽ tăng vọt. Quan trọng nhất chính là sau khi dùng vũ linh thánh quả có thể tăng cường tâm cảnh của tu luyện giả. Đối với việc tu luyện sau này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt sau khi dùng vũ linh thánh quả, xác suất đột phá vũ vương tăng lên một thành. Vũ Ngọc Tiền nói, còn có tác dụng bực này sao? Lục Lâm Thiên chấn kinh, trước đây hắn cũng từng nghe Nam Thúc nói qua, vũ giả và linh giả, trong con đường tu luyện có ba ranh giới lớn, thứ nhất chính là đột phá vũ phách, ngưng tụ vũ đan, điều này đối với vũ giả mà nói, tuyệt đối là một ranh giới vô cùng khó khăn. Thứ hai, chính là từ vũ xuất đột phá vũ vương. Đây cũng là một cái ranh giới lớn, vũ vương trên đại lục hiện giờ không có được mấy người. Cho nên độ khó khi đột phá vũ vương không cần nói cũng biết. Về phần ranh giới lớn thứ ba lại càng xa không thể với tới. Trước đây Lục Lâm Thiên còn tưởng rằng đó là đột phá vũ đế. Thế nhưng sau khi nghe Nam Thúc nói tuy rằng việc đột phá vũ đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng còn có cấp bậc cao hơn vũ đế, đó là cấp bậc ở thời kỳ viễn cổ mới có. Hiện tại đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhìn Lục Lâm Thiên đang kinh ngạc. Vũ Ngọc Tiền không cảm thấy có chút kỳ quái nào, lại nói. Vũ Linh Thánh quả chỉ có 9 quả, 21 đệ tử tiến vào mật địa cũng không phải ai cũng có phần, còn phải tiến hành tranh đoạt. Điều này cần phải dựa vào vận khí và thực lực, ở bên trong đó cũng có không ít nguy hiểm, trong mật địa không giống như Vũ Linh ảo cảnh, đó là nguy hiểm chân chính. Lục Lâm Thiên nhíu mày, loại bảo vật như Vũ Linh Thánh quả này đương nhiên hắn phải đoạt lấy, thế nhưng muốn đoạt thì tất phải lộ một chút thực lực. Ngoại trừ Vũ Linh Thánh quả ra, trong mật địa có nguy hiểm thế nhưng còn có không ít bảo vật khác. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trong mật địa còn có không ít dược liệu, vũ kỹ. Còn có vũ kỹ sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Vũ Ngọc Tiền nói. Không chỉ có vũ kỹ, còn có không ít vũ kỹ cao cấp. Hẳn con cũng biết, coi như là đệ tử thân truyền của tông ta mỗi người chỉ có một bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai mà thôi. Đệ tử trên Long Bảng. Mỗi người được hai bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Về phần đệ tử top 10 Long Bảng, có lẽ cũng chỉ có mấy người có vũ khí huyền cấp sơ giai. Nói xong, Vũ Ngọc Tiền lại nói với Lục Lâm Thiên. Vũ khí vi sư đưa cho ngươi nhiều hơn đệ tử thân truyền, đó là bởi vì đệ tử của vi sư ít, cho nên tiện nghi cho con. Về phần thân pháp vũ khí huyền cấp sơ giai phù quang lược ảnh kia theo đạo lý mà nói, trong tông không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện. Thế nhưng ta cho con các trưởng lão khác cũng không dám nói gì. Mà ở trong mật địa sẽ có không ít vũ khí, đều là cường giả trong tông môn ném vào trước đó. Ném ở đâu cũng không ai biết. Năm trước trong số đệ tử đi vào có không ít người nhặt được vũ khí hoàng cấp cao giai, trung giai, còn có người nhặt được vũ khí huyền cấp sơ giai. Còn có vũ khí huyền cấp sơ giai sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, xem ra trong mật địa này rất mê người nha. Lâm Thiên. Tuy rằng con hiện tại bài danh thứ 20 trên Long Bảng, thế nhưng dù sao cũng là bài danh cuối cùng. Năm trước, mỗi lần mật địa mở ra, trong Long Bảng cũng có vài đầu hắc mã tiến vào vị trí 20. Vì vậy con phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền nói. Đệ tử sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên đáp. Được rồi, còn có một tháng nữa. Con tập trung tu luyện đi. Nhất định phải tiến vào mật địa. Cơ hội này chỉ có một lần thôi, mật địa 3 năm mới mở ra một lần. Cho nên cơ hội như vậy không có thường xuyên đâu. Vũ Ngọc Tiền nói. Sau khi hàn huyên không ít, Vũ Ngọc Tiền rời khỏi đình viện. Trước khi đi giao cho hắn không ít đan dược, đều là đan dược tứ phẩm, giá trị xấp xỉ trăm vạn kim tệ. Sau khi sư phụ hắn rời đi, sắc trời đã gần tối. Nhìn sắc trời Lục Lâm Thiên gọi ra thiên sĩ tuyết sư lập tức đi tới chỗ ở của Lục Vô Song. Vô Song, tỷ đột phá rồi sao? Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức trên người Lục Vô Song, lúc này nàng đã là vũ phách tam trọng, hai tháng trước đó nàng mới chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Đúng vậy, tỷ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đột phá vũ phách tỷ có cảm giác tốc độ tu luyện của tỷ nhanh hơn. Dường như cơ thể của tỷ mọi lúc đều đang tu luyện. Lục Vô Song nói, dường như ngay cả bản thân nàng cũng rất nghi hoặc. Có thể là tác dụng của việc tu luyện chăm chỉ. Lục Lâm Thiên nói. Tỷ còn có chút kỳ quái, tỷ có cảm giác, thực lực của tỷ không giống mọi người. Có đôi khi tỷ có cảm giác trong cơ thể của tỷ có một lực lượng khổng lồ. Có đôi khi lại không cảm giác được nó. Lục Vô Song nhíu mày nói. Đối với chuyện này Lục Vô Song cũng không rõ ràng lắm. Lục Vô Song cũng không suy nghĩ nhiều,
dù sao chuyện tu vi tăng trưởng nhanh cũng không phải là một chuyện xấu. Hai người ở chung một lúc lâu rồi Lục Lâm Thiên lại bị Lục Vô Song đuổi ra khỏi phòng. Lần này giống như những lần trước, Lục Lâm Thiên khó có thể nhịn, muốn thời gian thích hợp đó đến sớm hơn, thế nhưng cũng nhanh chóng bị Lục Vô Song bác bỏ. Hắn muốn bá vương ngạnh thương cùng thiếu chút nữa là đắc thủ, thế nhưng cuối cùng không biết vì sao, đạo phòng tuyến cuối cùng kia không thể đột phá. Rơi vào đường cùng, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể đi về ngọn núi của mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ không ít chuyện tình, trong nháy mắt hắn cũng đã đến Vân Dương Tông được nửa năm, cũng bằng thời gian rời khỏi Phi Linh Môn. Không biết Phi Linh Môn hiện tại thế nào, phỏng chừng ở trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh tốc độ mở rộng của nó hẳn sẽ rất nhanh. Lại có thôi hồn độc suốt đông vô mệnh trấn thủ, hẳn cũng không có chuyện gì lớn lắm. Mà lúc này sắp tới thời gian tiến vào mật địa, trong lòng Lục Lâm Thiên đã quyết định, nếu như có bảo vật như vũ khí huyền cấp và vũ linh thánh bảo, hắn tuyệt đối phải nắm vào tay. Mà hiện tại đã nửa năm trôi qua, vạn niên xích đồng còn chưa có tin tức gì khiến cho hắn có chút sốt ruột. Vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh hắn đã tu luyện, kế tiếp phải tìm được tin tức về vạn niên xích đồng. Tầm quan trọng của vạn niên xích đồng Lục Lâm Thiên không biết, thế nhưng có lẽ so với vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh còn hơn nhiều. Nam Thúc từng nói qua, mục đích đến Vân Dương Tông chính là vì vạn niên xích đồng, còn về vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh chỉ là tiện thể mà thôi. Lục Lâm Thiên trầm tư, kế tiếp nếu muốn tiến vào mật địa, hắn không thể xuất hiện một chút sai lầm nào. Hắn phải nỗ lực tu luyện, trong một tháng này thực lực của hắn có thể tăng cường lần thứ hai. Lúc tiến vào mật địa cũng có thêm phần nắm chắc. Chỉ là, trước khi tiến vào mật địa, trong vũ linh ảo cảnh còn có luận võ giữa các đệ tử thân truyền trên long bảng. Hắn cũng không thể sơ ý, lúc đó, 20 cường giả top đầu đều phải gặp nhau. Một đêm tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên tiếp tục tới Vạn Vũ Lâu. Ngày hôm sau tiến vào vũ linh ảo cảnh, sau đó lại tiếp tục đi tới Vạn Vũ Lâu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày Lục Lâm Thiên đều đi sớm về muộn, đương nhiên địa phương mà Lục Lâm Thiên đi cũng chỉ có hai nơi, không phải là Vũ Linh Ảo Cảnh thì là Vạn Vũ Lâu. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên cũng không gặp phải phiền phức gì. Bởi vì hiện tại hắn bài danh thứ 20 trên long bảng, cũng không có kẻ nào đuôi mù đến trêu chọc hắn. Ngày thứ 5, Lục Lâm Thiên gọi Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, huyết tích dịch ra hộ pháp, lần thứ 2 dùng đan dược chuẩn bị đột phá tới Vũ Phách Tứ Trọng. Đan dược trên người hắn hiện tại còn rất nhiều, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không tiếc rẻ làm gì. Hơn nữa sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng cho hắn không ít đan dược, cho nên bao nhiêu đan dược hắn đem ra dùng hết. Khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn nhanh chóng được đánh ra. Ăn một viên đan dược tứ phẩm trung giai vào, theo sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết, quanh thân Lục Lâm Thiên nhất thời có một vòng quang mang màu vàng bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Vân Dương Tông lúc này vô cùng yên bình, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Những đệ tử trên Long Bảng đang nỗ lực tu luyện. Ngày càng nhiều đệ tử muốn tiến vào Long Bảng đều khiêu chiến người trên Long Bảng. Mà đệ tử trên Long Bảng đều đang tu luyện. Cuối cùng Vân Dương Tông lại áp dụng biện pháp giống như những năm trước. Những đệ tử thân truyền không ở trên Long Bảng phải luận võ trên địa Long Đỉnh, sau đó chọn ra 10 người cùng với 50 đệ tử trên Long Bảng tiến vào Vũ Linh Ảo Cảnh luận võ. Ngày thứ 20, sau khi mất 12 khỏa đan dược tứ phẩm trung giai, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đột phá tới Vũ Phách Tứ Trọng. Từ Vũ Phách Nhị Trọng đột phá tới Vũ Phách Tam Trọng, đan dược tiêu hao so với từ Tam Trọng tới Tứ Trọng không bằng 1/10, giá trị lên đến mấy trăm vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, nếu như muốn dùng đan dược từ Vũ Phách Tứ Trọng đột phá tới Vũ Phách Ngũ Trọng, đan dược tiêu hao nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Loại tiêu hao này khiến cho Lục Lâm Thiên biến sắc. Hiện tại trên người hắn cũng không có yêu đan, trong Vân Dương Tông cũng không tiện thi triển lực thôn phệ. Nếu muốn đột phá tiếp quả thực vô cùng khó khăn. Phù, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác trong cơ thể là tu vi Vũ Phách Tứ Trọng, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi mỉm cười. Thực lực của hắn bây giờ đủ để đánh bại Vũ Phách Thất Trọng tới Bát Trọng. Nếu như gặp phải Vũ Phách Cửu Trọng hắn cũng không phải là không có sức kháng cự. Ngày thứ 13. Lục Lâm Thiên lại đi tới Vũ Linh Ảo Cảnh. Lúc này Lục Lâm Thiên trực tiếp xông qua trọng thứ 6, vừa vặn gặp thiết trưởng Cuồng Ngưu ở bên trong. Lúc này hắn cũng bị Lục Lâm Thiên làm cho há hốc mồm. Bởi tới hiện tại hắn cũng chưa thể xông qua trọng thứ 6. Ngày thứ 9, Lục Lâm Thiên mang theo Tiếu Ý tiến vào tứ trọng thiên cảnh.
Trong tiên cảnh, Lục Lâm Thiên sau khi đánh ra vài đạo lưu quang, thân thể hắn đã xuất hiện trong một thông đạo tràn ngập sương mù màu trắng. Khóe miệng dương lên, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, tay móc ra một đống địa linh đan nhét vào trong miệng. Hiện tại hắn đã là linh phách tam trọng đỉnh phong, không cần nhiều linh lực dẫn dắt lắm cũng có thể đột phá tới tứ trọng được. Địa linh đan chỉ là đan dược tam phẩm cao giai, đối với tu vi linh phách tam trọng hiện tại của Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu tác dụng, có chút yếu kém. Thế nhưng mấy ngày nay hắn chuyên môn luyện chế không ít địa linh đan, định dùng nó để mạnh mẽ đột phá. Đến tiên cảnh đột phá, đương nhiên Lục Lâm Thiên còn có dự định khác. Lần trước hắn đột phá khiến cho linh hồn lực được tẩm bổ không ít. Khiến cho hắn từ linh phách tam trọng đột phá tới linh phách tam trọng đỉnh phong. Lúc này hắn muốn diễn lại trò cũ cho nên mới tới đây. Lần trước đột phá, bởi vì có tác dụng của khí tức vô hình trong tiên cảnh khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác linh hồn lực của hắn tăng trưởng không ít. Hồn đan trong đầu ngày càng sáng bóng, chỗ tốt không ít. Ăn vào một đống địa linh đan, Lục Lâm Thiên lập tức chìm đắm trong tu luyện. Năng lượng do địa linh đan biến thành đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói là rất yếu, thế nhưng chút năng lượng yếu ớt này khi tiến vào trong đầu hắn lập tức khiến cho linh lực trong đầu có chút dị động, không bao lâu sau, linh lực trong người Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút hoạt bát. Trên Vân Dương Tông, trong một đình viên, Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp đang ngồi trong đó. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên lúc này đang nhíu mày. Đại Hộ Pháp, tin tức này có chắc chắn không? Vân Khiếu Thiên nói. Ánh mắt lúc này có vẻ ngưng trọng. Hẳn không sai. Đại Hộ Pháp đáp. Không nghĩ tới bọn chúng hành động nhanh như vậy. Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là vì cái gì? Vân Khiếu Thiên nói. Cái này ta cũng không rõ. Gần đây trong thành Ma Vân đã có thêm không ít thế lực nhị lưu gia nhập. Tên của chúng dường như là Linh Vũ Giới. Đại Hộ Pháp nói. Linh Vũ Giới sao? Rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau thao túng? Mục đích là gì? Lẽ nào trên đại lục sắp sửa nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ? Vân Khiếu Thiên thấp giọng nói. Tông chủ, Vân Dương Tông chúng ta phải phòng bị một chút. Đại Hộ Pháp do dự một chút rồi nói. Đại hội Tam Tông Tứ Môn sắp tới gần, đến lúc đó mượn lần tụ hội này thương nghị cũng không muộn. Ta đoán những tông môn khác cũng đã có tin tức. Vân Khiếu Thiên lại nói. Gần đây có tin tức gì của tiểu tử Lục Lâm Thiên không? Lục Lâm Thiên này từ khi ở trong tiên cảnh một tháng ra, mỗi ngày đều đi tới Vũ Linh ảo cảnh và Vạn Vũ lâu. Đại Hộ Pháp nói, tiểu tử này, không ngờ lại ở trong tứ trọng tiên cảnh một tháng. Ngay cả Hồng Lăng lúc còn là Vũ Phách nhị trọng cũng không có biện pháp ở lại trong đó một tháng. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên này quả thực không giống như bình thường mà xét nha. Đại Hộ Pháp cũng than thở. Đáng tiếc không để cho ta sử dụng. Đáng tiếc, quả thực làm khó ta rồi. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Tông chủ, gần đây tiểu thư có chút khác thường, mỗi ngày đều tu luyện, hầu như là liên tục. Đại Hộ Pháp nói. Lần trước nhà đầu này vì Lục Lâm Thiên mà tới chỗ ta náo loạn một hồi, phỏng chừng lần này cũng là vì tiểu tử kia, hài tử này. Vân Khiếu Thiên nói. Chỉ sợ chuyện này không dễ như vậy. Lần trước trong lúc vô ý ta nhìn thấy tiểu thư từ nơi ở của Lục Lâm Thiên đi ra, còn khóc sướt mướt. Ta đoán, hẳn có liên quan tới chuyện này. Đại Hộ Pháp sau khi do dự một chút rồi nói. Nhà đầu này. Vân Khiếu Thiên sửng sốt, khe khẽ thở dài, không biết trong lòng hiện tại đang nghĩ gì. Bằng vào ánh mắt của ta, tiểu thư cũng đã tới tuổi biết yêu. Thế nhưng tiểu thư thích ai không thích lại coi trọng tiểu tử Lục Lâm Thiên kia. Đại Hộ Pháp nói. Nhà đầu này tính khí giống mẫu thân nó như đúc, nếu như thực sự coi trọng Lục Lâm Thiên, chỉ sợ cho dù là ai nói cũng vô dụng, thế nhưng Lục Vô Song và Lục Lâm Thiên, ai? Vân Khiếu Thiên cười khổ. Tông chủ, chuyện của bọn trẻ, để cho bọn chúng tự mình giải quyết đi. Ta còn nhớ, phu nhân và tông chủ lúc còn trẻ chẳng phải cũng như vậy sao? Trong chớp mắt không ngờ tiểu thư đã lớn như vậy rồi. Đại Hộ Pháp có chút cảm khái nói. Đáng tiếc mẫu thân Hồng Lăng mệnh đoản, mấy năm nay nó không có mẫu thân, ta lại nuông chiều thành hư. Hiện tại có lẽ cũng phải quản giáo nó một chút, thế nhưng phải chờ tới khi mật địa mở ra rồi tính tiếp. Trong tứ trọng tiên cảnh, khí tức của Lục Lâm Thiên không ngừng kéo lên, quang mang quanh thân bắt đầu sáng chói. Phanh! Một tiếng trầm muộn vang lên, linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên khuếch tán về bốn phía. Lúc này hồn đan cũng nhanh chóng xoay tròn.
Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể Lục Lâm Thiên không ngừng có linh lực tiết ra. Sau đó tạo thành một vòng xoáy quanh người hắn, một cỗ lực hút từ trong vòng xoáy xuất hiện đem đám xương trắng chung quanh hút vào. Trong lúc vô hình, xương trắng bị hút vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Một lát sau khí tức kia như ào ào kéo đến, đủ để cho Lục Lâm Thiên trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Cảm nhận một màn này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi mừng như điên, lần thứ hai bắt đầu thôn phệ cỗ năng lượng bàng bạc này. Âm dương linh vũ quyết khẽ vận chuyển lập tức chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Trong thông đạo, quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này đã bị đám xương trắng đậm đặc bao vây. Trong đám xương trắng, khí tức kia ào ào kéo đến hóa thành năng lượng bàng bạc tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tông chủ, nhị hộ pháp báo lại, trong vũ linh ảo cảnh lần thứ hai xuất hiện sự cố. Trong đình viện lúc này có một đệ tử đứng ngoài cửa bẩm báo với Vân Khiếu Thiên. Lại xảy ra chuyện sao? Hơn một tháng trước đã xảy ra một lần rồi. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, lập tức cùng đại hộ pháp đi tới vũ linh ảo cảnh. Sốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ linh ảo cảnh trong nháy mắt có phân nửa mất đi tác dụng. Hơn một tháng, đã từng xuất hiện một lần. Thế nhưng sau khi kiểm tra qua, vũ linh ảo cảnh cũng không có tổn hại. Mấy vị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh lúc này đang không ngừng nghị luận. Tại sao có thể như vậy? Ta vừa mới xông qua ngũ trọng tầng 4 thì đột nhiên lại đi ra. Ta cũng vậy, ta vừa mới vào tam trọng lập tức đã bị đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vũ linh ảo cảnh bị phá hủy khiến cho những ảo cảnh bên trong biến mất? Tất cả mọi thứ trong tiên cảnh cũng biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện, lúc này có không ít đệ tử từ trong vũ linh ảo cảnh đi ra ngoài. Trong chúng đệ tử cũng có một vài linh giả, nếu như Lục Lâm Thiên ở đây cũng có thể nhận ra một người quen của hắn, đó là Tần Thiên Hạo của Tần gia ở trấn Thanh Vân. Mọi người không ngừng nghị luận, đây đã là lần thứ hai rồi. Lần trước vũ linh ảo cảnh cũng từng xuất hiện hiện tượng như vậy, thế nhưng lúc mấy vị trưởng lão đi vào kiểm tra thì lại trở lại bình thường. Nhị hộ pháp, chuyện gì xảy ra vậy? Mấy vị đệ tử thân truyền hỏi nhị hộ pháp. Ta cũng không biết, đại hộ pháp sẽ lập tức tới đây. Đến lúc đó sẽ kiểm tra lại một lần. Nhị hộ pháp nhướng mày nói. Vũ linh ảo cảnh từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này, gần đây không ngờ lại xảy ra tới hai lần. Bái kiến tông chủ, đại hộ pháp. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi vào đại điện, chính là Vân Khiếu Thiên và đại hộ pháp mặc hắc bào. Nhị hộ pháp. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vân Khiếu Thiên vừa tới đại điện lập tức nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch đang tỏa ra quang mang trong đại điện. Tông chủ, trong vũ linh ảo cảnh lúc này tiên cảnh và vũ cảnh tán loạn, mất đi hiệu lực, về phần nguyên nhân tạm thời ta cũng không biết. Nhị hộ pháp trả lời. Còn có ai ở bên trong không? Vân Khiếu Thiên nhíu mày hỏi. Không có. Nhị hộ pháp nhìn vào những đệ tử ở trong đại điện lại nói. Cũng chỉ có Lục Lâm Thiên đang ở trong tiên cảnh, những đệ khác đều đã ra ngoài. Chỉ còn Lục Lâm Thiên ở bên trong sao? Vân Khiếu Thiên nhướng mày. Bái kiến chư vị trưởng lão. Trong lúc đó có hơn 10 đạo thân ảnh đi đến. Chính là hơn 10 vị trưởng lão của Vân Dương Tông, Vũ Ngọc Tiền, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão. Tông chủ, vũ linh ảo cảnh làm sao vậy? Dương trưởng lão đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên hỏi. Ta cũng không biết. Sau khi vũ linh ảo cảnh mở ra, tất cả mọi thứ bên trong không có ai có thể xem xét. Vân Khiếu Thiên sau khi do dự một chút rồi nói. Đóng vũ linh ảo cảnh, mời mấy vị linh đường trưởng lão tới đây kiểm tra. Tông chủ, gần đây mấy vị linh đường trưởng lão đều đang hỗ trợ thái thượng trưởng lão chuẩn bị cho việc mở ra mật địa, sợ rằng không thể bước ra. Tạ trưởng lão nói. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, vậy thì đóng vũ linh ảo cảnh. Chờ sau đó tìm kiếm nguyên nhân. Vân Khiếu Thiên nói. Rõ. Nhị hộ pháp đáp rồi lập tức đi tới góc đại điện, đem một khối ngọn giản trong tay đánh ra. Trong nháy mắt bắn ra vô số đạo lưu quang bắn về phía ngọc thạch trong đại điện. Siêu. Trên ngọc thạch một mảnh quang mang chói mắt bắn ra rồi lập tức mờ nhạt đi. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ lúc này đột nhiên lay động giống như đại trấn. Siêu. Trong khoảnh khắc, trong sơn động Lục Lâm Thiên đang ở. Lúc này khí tức ào ào hội tụ tới cơ thể hắn đột nhiên biến mất, sương mù màu trắng quanh người cũng hóa thành không khí. Lúc này không còn năng lượng khổng lồ hút vào cơ thể cho nên không thể tiếp tục thôn vệ được nữa. Thủ ấn trước ngực biến hóa, cuối cùng thu lại. Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, hắn khẽ lẩm bẩm nói.
Có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào năng lượng bị ta thôn vệ sạch sẽ hết rồi? Cảm giác linh lực trong đầu một phen, Lục Lâm Thiên phát hiện ra sau khi đột phá linh phách tứ trọng, thôn vệ năng lượng thần dị mà khổng lồ trong tiên cảnh này khiến cho hắn vẫn đang tiếp tục đột phá. Đã tới linh phách tứ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tới linh phách ngũ trọng, thế nhưng năng lượng vô hình kia đột nhiên lại biến mất không thấy. Thu hồi trận bàn, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lúc này hắn phát hiện ra chu vi chung quanh vốn ban đầu có vô số thông đạo lúc này chỉ có một cái, những ảo cảnh kia cũng biến mất không thấy. Dọc theo thông đạo, Lục Lâm Thiên tìm được thạch thất của mình. Sau khi đi ra khỏi thạch thất, Lục Lâm Thiên tức thì kinh ngạc. Bái kiếm tông chủ, bái kiến sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên lại càng giật mình, lúc này trong đại điện, tông chủ Vân Khiếu Thiên, còn có không ít trưởng lão, ngay cả Triệu Vô Cực kia và sư phụ hắn cũng có mặt. Lục Lâm Thiên, người ở bên trong tiên cảnh có thấy chuyện gì khác thường không? Vân Khiếu Thiên tức thì hỏi. Không có, đệ tử vừa mới đi ra thì phát hiện ra toàn bộ ảo cảnh đều biến mất không thấy đâu. Lục Lâm Thiên trả lời, vốn hắn còn tưởng rằng có người phát hiện ra bí mật hắn đột phá trong tiên cảnh, thế nhưng hiện tại nhìn biểu tình trên mặt mọi người dường như bọn họ cũng không biết nha. Có thứ gì khác thường so với lần trước ngươi tiến vào không? Vân Khiếu Thiên lại hỏi. Không có. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Những ngày trước hắn một mực đột phá cho nên tự nhiên là không biết. Lục này Lục Lâm Thiên cũng không biết bởi vì hắn đột phá khiến cho toàn bộ vũ linh ảo cảnh biến đổi. Nhị hộ pháp, mở vũ linh ảo cảnh ra nhìn xem. Vân Khiếu Thiên nhíu mày, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lục Lâm Thiên. Rõ, tông chủ. Nhị hộ pháp đáp, sau đó lần thứ hai khởi động vũ linh ảo cảnh, từng đạo thủ ấn được đánh ra. Trong đại điện một lần nữa tràn ngập quang mang kỳ dị. Ầm ầm, ngọn núi lại rung lên kịch liệt, sau đó lại khôi phục lại như cũ. Gì, hình như khôi phục rồi. Tạ trưởng lão nghi hoặc nói. Đúng vậy. Vân Khiếu Thiên cũng nghi hoặc không ngớt. Lẽ nào bởi vì mình? Lục Lâm Thiên đưa mắt lén nhìn mọi người chung quanh. Trong lòng hắn hiện tại rất nghi hoặc, có lẽ nào do hắn đột phá thôn phệ khí tức thần dị kia dẫn đến biến cố trong vũ linh ảo cảnh. Xem ra khí tứ thần dị kia phát ra từ vật chống đỡ vũ linh ảo cảnh này. Không biết nó là bảo vật gì. Linh giả, Tần Thiên Hạo. Ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy một vài linh giả, Tần Thiên Hạo cũng ở trong đó. Tần Thiên Hạo lúc này cũng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc rồi lập tức gật đầu ra ý chào hỏi. Lục Lâm Thiên cũng khẽ gật đầu, tu vi của Tần Thiên Hạo lúc này chính là linh sư cửu trọng đỉnh phong. Còn chưa đột phá tới linh phách. Thế nhưng chỉ 2 năm trước Tần Thiên Hạo này mới là linh sĩ mà thôi. Tiến bộ như vậy cũng vô cùng kinh người rồi. Bỗng dưng, Lục Lâm Thiên cảm giác được trong đám người có một ánh mắt mang theo hàn ý nhìn vào hắn. Ánh mắt này là của một người thanh niên chừng 24-25 tuổi, ánh mắt âm trầm, dáng dấp có chút tương tự như Triệu Kình Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, dường như hắn chưa từng gặp qua người này. Chúng đệ tử tiến vào vũ linh ảo cảnh tu luyện như bình thường đi. Còn 5 ngày nữa là tới ngày giao đấu, các ngươi phải nỗ lực hơn một chút. Vân Khiếu Thiên nói với chúng đệ tử trong đại điện. Vâng, thưa tông chủ. Chúng đệ tử đáp, lập tức tản ra dưới sự an bài của nhị hộ pháp lần thứ 2 tiến vào bên trong vũ linh ảo cảnh. Lục Lâm Thiên, ngươi còn muốn vào tiên cảnh hay không? Vân Khiếu Thiên nói. Tông chủ, đệ tử không vào nữa. Lục Lâm Thiên đáp. Lâm Thiên à, còn 5 ngày nữa chính là ngày các đệ tử thân truyền trên long bảng giao đấu, còn cần phải nỗ lực hơn nữa, cũng cấp cho vi sư chút mặt mũi. Vũ Ngọc Tiền ngẩng đầu ưỡn ngực cố ý lớn tiếng nói. Từ khi có đồ đệ bảo bối này, hắn bắt đầu cảm thấy mình không còn tự tin khi gặp các trưởng lão khác rồi. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không để người mất mặt. Lục Lâm Thiên trả lời, hắn biết tính sư phụ mình, vô cùng chú ý đến mặt mũi. Hai thầy trò nhà này. Chúng trưởng lão khẽ thở dài, thế nhưng cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Ai bảo vũ trưởng lão thu được một đệ tử tốt, không chỉ gây oanh động trong Vân Dương Tông. Vốn ai cũng cho rằng thiên phú bực này rơi vào tay vũ trưởng lão chính là củ cải trắng vứt cho heo ăn. Thế nhưng tới bây giờ xem ra lại có chút ngoài ý muốn, thực lực của Lục Lâm Thiên so với bất kỳ kẻ nào đều tiến bộ nhanh hơn. Tiến vào Vân Dương Tông chưa tới nửa năm đã chiếm được vị trí 20 trên long bảng.
đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện của mình, một lần lăn qua lăn lại trong tiên cảnh, tuy rằng không đột phá tới linh phách ngũ trọng thế nhưng với tu vi hiện tại hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Vũ phách tứ trọng, linh phách tứ trọng đỉnh phong, thực lực đại tăng, cho dù trực tiếp chống lại vũ phách cửu trọng cũng không có bao nhiêu áp lực. Cũng không biết có thể đánh với vũ tướng nhất trọng một trận hay không. Dù sao vũ tướng và vũ phách là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn 5 ngày, vẫn phải tiếp tục chuẩn bị một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiến vào mật địa là chuyện hắn nhất định phải làm. Trạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, mây mù che phủ bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tạo ra ánh sáng mờ ảo, soi sáng ngọn núi. Thỉnh thoảng có ánh nắng vàng từ vầng thái dương ở phía cuối đường chân trời đang chuẩn bị lặn xuống. Trên ngọc núi lúc này có hai đạo thân ảnh đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn chăm chú về phía xa không nói gì. Chung quanh vô cùng vắng vẻ, sơn cốc phía dưới chân núi lúc này đã đen kịt. Thiếu Du, còn 5 ngày nữa là tới ngày giao đấu trong vũ linh ảo cảnh rồi, mà chỉ có 20 người đứng đầu mới có thể tiến vào mật địa. Để có nắm chắc không? Trên tảng đá, một thân ảnh khiến cho mọi nam nhân mơ ước đang ỉ ôi trong lòng Lục Thiếu Du nói. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói, nữ tử trong lòng hắn lúc này đang ỉ ôi trong lòng hắn, nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, hóa ra tình yêu chân chính là như vậy. Để cẩn thận một chút, nếu như có thể tiến vào mật địa sẽ có không ít chỗ tốt, thì sợ rằng sẽ không tiến vào top 20 được. Lục Vô Song nói, thực lực của nàng đối với top 20 này một chút nắm chắc cũng không có. Đệ tử top 20 trên long bảng đều là thiên tài trong thiên tài. Thiên phú của nàng tuy rằng sau khi đột phá vũ phách có chút cải thiện, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp đám người trên long bảng này. Tận lực là được rồi, bằng vào thực lực của tỷ hiện tại đã rất mạnh rồi. Nếu như đại bá biết tỷ đã là vũ phách nhất định sẽ vui vẻ 3 ngày 3 đêm nha. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói, người Lục gia nếu như biết được Lục Vô Song đã tiến vào long bảng nhất định sẽ khiến cho toàn tộc vui vẻ. Trong gia tộc có người tiến vào Vân Dương Tông lại còn trở thành đệ tử thân truyền trên long bảng khiến cho địa vị Lục gia tại trấn Thanh Vân ổn định hơn rất nhiều. Đệ cũng vậy, tỷ thực không biết đệ tu luyện thế nào mà thực lực hiện tại lại mạnh như vậy. Tỷ nghĩ không chỉ có Tam A Di, Tam Thúc mà cha tỷ cũng sẽ cao hứng. Lục Vô Song nói, không cần nói tới cha đệ, đệ và ông ta không còn gì nữa. Lục Thiếu Du nói, đối với Lục Trung, dường như tổng cộng hắn mới gặp qua 2 lần, cũng không có bao nhiêu cảm tình. Trong trí nhớ của hắn, Lục Trung đối với người con Lục Thiếu Du này cũng không có một chút quan tâm nào. Một người nam nhân ngay cả vợ con mình cũng không thể bảo vệ, đương nhiên Lục Thiếu Du không có bao nhiêu hảo cảm. Thiếu Du, kỳ thực Tam Thúc rất quan tâm tới đệ và Tam A Di. Khi còn bé, Tam Thúc thường bảo ta chiếu cố cho đệ, còn bảo ta không được nói cho người khác. Ta nghĩ... tất cả những chuyện xảy ra trước đây với đệ và Tam A Di nhất định, trong lòng Tam Thúc nhất định là có điều khổ tâm. Lục Vô Song nói. Được rồi, chúng ta không đề cập tới ông ta nữa. Lục Thiếu Du nói, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn vào môi Lục Vô Song. Thời gian chậm rãi trôi đi, vô tình lúc này trời đã tối. Trên trời cao xuất hiện đám sương trắng, những ngôi sao le lói trên bầu trời. Đêm khuya yên tĩnh. Thi thoảng có vài tiếng hú của yêu thú chung quanh. Đã khuya rồi, tỷ nghỉ ngơi đi, đệ cũng đi về đây. Lục Thiếu Du nói, mặc dù trong lòng có chút tạp niệm, thế nhưng hắn sợ lại bị Lục Vô Song đuổi cho nên cũng không dám nói ra. Được. Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, hai người đứng lên. Trong đình viện, nhìn vào bóng lưng của nam tử đang đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư kia, Lục Vô Song nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó lập tức đóng cửa tu luyện. Thế nhưng lúc này tiếng đập cửa truyền vào tai nàng. Là Băng Lan sao? Lục Vô Song nhíu mày, đã muộn thế này rồi cũng chỉ có Độc Cô Băng Lan mới đến tìm nàng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức kinh ngạc. Đệ đã về rồi sao còn quay lại? Sửng sốt một lúc, Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Đệ muốn nhìn tỉ một chút. Lục Thiếu Du nói. Không phải đệ vừa mới nhìn sao? Lục Vô Song nói. Ánh mắt nhìn vào nam tử trước mặt lúc này đã có chút mê ly. Thế nhưng đệ vẫn nhớ tỷ, cho nên đệ mới trở lại. Lục Thiếu Du nói. Vào đi, một lát nữa về cũng được. Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Vô Song cười nói.
Nhìn đệ thế này quả thực giống như tiểu hài tử không chịu lớn. Thật không? Lục Thiếu Du cười nói. Trong đình viện, Lục Vô Song không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, hôm nay có thể sẽ có một chuyện phát sinh. Được rồi, đệ đã ôm tỉ một lúc rồi, bây giờ thì về đi. Lúc này Lục Vô Song đang ở trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ cắn môi nói. Được. Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn vào nữ tử trước mặt, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi hắn, mái tóc bị hắn xoa có chút mất trật tự, Lục Lâm Thiên còn có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn của nàng. Giống như miếng ngọc được mài giũa vậy, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, nhịn không được mà cúi đầu hôn nàng một cái. Không được lộn xộn. Lục Vô Song run lên, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngày càng mê ly. Nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng run lên. Đột nhiên vật ở phía dưới đang lớn dần lên. Nữ tử trước mắt này vô cùng xinh đẹp tới mức xuất trần khiến cho hắn say sưa. Phía dưới cái mũi nhỏ xinh là đôi môi mềm mại dường như đang mời gọi hắn. Đệ còn nhìn cái gì đó? Không được suy nghĩ lung tung, mau về. Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngồi ở trong lòng hắn nàng tự nhiên là có thể cảm giác được có một vật nóng bỏng đang chọc vào mông nàng. Dường như nó đang lớn dần lên, tuy rằng cách một lớp quần áo. Thế nhưng một đại cô nương như nàng cũng biết đó là vật gì. Nhất thời khuôn mặt nàng đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Lục Lâm Thiên không nói gì mà nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Sau đó áp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, trong nháy mắt thân thể hai người run lên dữ dội, xúc cảm mê người kia khiến cho Lục Lâm Thiên hoàn toàn không thể khống chế được mình nữa. Lâm Thiên! Lục Vô Song nói không nên lời, tùy ý để Lục Lâm Thiên hoạt động trên người mình. Hai tay không tự chủ được mà ôm đối phương, cảm giác như điện giật truyền đến cũng khiến cho nàng hoàn toàn mê muội. Lục Lâm Thiên hiện tại không chút kiêng nể mà hôn nàng, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ không ngừng mở đôi môi mềm mại kia, muốn tách hàm răng trắng bóng trong nháy mắt tìm thấy cái lưỡi của Lục Vô Song. Hai người quên hết tất cả, đắm chìm vào trong đó. Tất cả mọi thứ đều bị bọn họ ném lên 9 tầng mây. Đôi môi của hai người như nắng hạn gặp mưa rào chưa từng chia lìa dù chỉ một khắc. Cũng không biết qua bao lâu, không biết từ lúc nào hai người đã vào trong phòng. Đây là khuê phòng của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên cũng không phải tới đây lần đầu. Trong phòng của nàng thơm ngát vô cùng, lại mang đến cho người ta chút cảm giác như khuê phòng của một người vợ biết chăm lo cho gia đình vậy. Lâm Thiên, chưa tới lúc thích hợp. Trên giường, Lục Vô Song nhìn vào người nam tử đang ôm mình, đôi mắt có chút mê ly. Lúc nào mới là thích hợp? Lục Lâm Thiên nói. Nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt này, lúc này cung đã lên dây rồi muốn dừng lại cũng khó. Tỷ cũng không biết. Lục Vô Song e thẹn nói. Giờ phút này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Lâm Thiên. Vậy chính là lúc thích hợp. Lục Lâm Thiên nói. Không. Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì thế nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của nàng lại tiếp tục bị bịt kín, thân thể quen thuộc kia dán vào người nàng, một cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm thân thể nàng. Toàn thân Lục Vô Song run lên, cảm giác được có một cỗ lửa nóng không ngừng di chuyển trên người nàng. Hai tay của Lục Lâm Thiên hiện tại không ngờ đang chạy loạn trên người nàng, còn xâm chiếm cấm địa trước ngực, thế nhưng loại cảm giác này khiến nàng tê dại căn bản không thể phản kháng. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không thể khống chế được mình nữa, tuổi trẻ khí huyết cương phương nha, áp lực quá lớn. Lúc này cho dù nói cái gì cũng muốn phóng tới, trong lúc đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa. Dưới sự khiên khích của hắn Lục Vô Song tê dại ngã vào trong lòng Lục Lâm Thiên, cho dù có tu vi cao hơn cũng không có chút sức lực nào để phản kháng. Trên giường, hai người ngồi đó, hô hấp càng lúc càng dồn dập, tay Lục Lâm Thiên chui vào quần Lục Vô Song, cảm nhận bờ mông đầy đặn và mềm mại của nàng khiến cho nàng run lên. Hai tay ôm chặt lấy Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song lúc này đã biết rằng mình không còn sức lực để cự tuyệt hắn, cự tuyệt những thứ sắp phát sinh. Nữ tử trong lòng cam chịu khiến cho Lục Lâm Thiên không còn chút cố kỵ nào nữa, hai tay lại từ thắt lưng đi lên tới bộ ngực khẽ miết vài cái. Quần của nàng bị hắn lột đi, áo ngực chảy xuống lộ ra một mảnh tuyết trắng. Ngoài cửa, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Trong phòng, đôi nam nữ này đã hòa thành một thể, dường như giữa thiên địa chỉ có mình bọn họ, trong phòng một mảnh xuân sắc. Một đêm lặng lẽ trôi qua, trăng sáng dần dần biết mất. Trên sơn mạch Vân Dương lúc này những cơn gió thổi qua thi thoảng lại có nơi lóe ra ánh sáng. Trong phòng, lúc này Lục Lâm Thiên đã tỉnh lại,
trong lòng hắn còn có một thân thể mềm mại nóng bỏng đang ôm chặt, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng tin những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lúc này trên giường còn có mấy đóa hoa đỏ tươi, tối hôm qua tuyệt đối không phải là mộng cảnh. Nghĩ tới ngày hôm qua điên cuồng, khóe miệng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà mỉm cười thì thào nói. Rốt cuộc cũng không còn là Sử Nam. Sắc quỷ, đệ đã tỉnh chưa? Nữ tử tuyệt mỹ trong lòng Lục Lâm Thiên mở mắt rồi nói. Đệ tỉnh rồi. Ôm nữ tử xinh đẹp này vào trong lòng, Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Có nữ nhân như vậy làm bạn, cuộc đời này sống không uổng. Lần sau tỷ sẽ không cho đệ dễ dàng ở lại như vậy, đau quá. Đôi bàn tay trắng như tuyết đánh vào người Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song e thẹn nói. Thật không? Lục Lâm Thiên cười tà, lại tiếp tục đặt nữ tử này xuống dưới thân mình. Trong vũ linh ảo cảnh, ngày thi đấu của các đệ tử trên long bảng rốt cuộc cũng đã tới. Lần thi đấu này thu hút mọi ánh nhìn trong Vân Dương Tông, ngay cả những trưởng lão ngoại môn trong các thành gần đây cũng nhanh chóng trở về tông môn quan khán lần thi đấu này của những nhân tài kiệt xuất trong tông. Lúc này sân thi đấu không phải là ở trên địa long đỉnh mà là ở trong vũ linh ảo cảnh, đấu đến khi xác định được 20 người cuối cùng tiến vào mật địa mới thôi. Có tư cách tiến vào mật địa cũng đủ đại biểu cho việc sau này chính là đệ tử hạch tâm của Vân Dương Tông, cơ hội như vậy đủ để khiến cho tất cả đệ tử trong Vân Dương Tông tha thiết, ước mơ. Tuy rằng nói trong sơn mạch Vân Dương số lượng đệ tử có mấy vạn, thế nhưng trong Vân Dương Tông, những đệ tử ngoạn môn thế gia cũng đạt tới con số trăm vạn. Có thể tiến vào trung tâm của Vân Dương Tông là một chuyện tất cả các đệ tử đều ao ước. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống. Lúc này có không ít đệ tử chạy tới bên ngoài võ trường của Vũ Linh ảo cảnh, mỗi người đều tự tìm kiếm lấy cho mình một vị trí tốt, để có thể chứng kiến 20 đệ tử cuối cùng vào mật địa. Trong ngày hôm nay cũng chính là ngày mà 3 năm một lần Vũ Linh ảo cảnh cho phép các đệ tử tiến vào võ trường, bao gồm cả tân đệ tử và đệ tử cũ, đều có thể tiến vào. Sáng sớm, vầng thái dương mọc lên trên cao, trước ngọn núi khổng lồ của Vũ Linh ảo cảnh, trên võ trường lúc này đông nghịt người. Còn có không ít đệ tử đang tới. Liếc mắt nhìn quanh không ngờ nhân số lại tới một vạn, có những đệ tử suốt đêm chạy về, đệ tử cũ và mới rất nhiều người không có yêu thú phi hành, tuy rằng là ở trong phạm vi của Vân Dương Tông, thế nhưng các ngọn núi đều ở cách xa nhau, ngọn núi xa nhất cho dù có đi một ngày một đêm cũng không nhất định đi tới được Vũ Linh ảo cảnh. Trước ngọn núi khổng lồ, lúc này đã tụ tập trên vạn người, cũng không cảm thấy có chút chật chội nào, cho dù có thêm một vạn người nữa cũng vậy. Nhân số ngày càng nhiều, có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Đề tài nghị luận đương nhiên là ai có thể tiến vào danh sách 20 đệ tử cuối cùng tiến vào mật địa. Các ngươi đoán xem, lần này tiến vào mật địa sẽ có những ai? Chiến đao khuất đao tuyệt, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, phi ưng Lăng Phong, ba người đó hẳn không thành vấn đề. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần có lẽ cũng sẽ ở trong danh sách. Lục Lâm Thiên cũng vậy, hắn là huynh đệ của chúng ta nha. Trong đoàn người, có mấy giọng nói to hơn một chút, chính là đám người trong đình viện số 806, Bành Truyện Hùng, Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh và Dương Vĩ. Để đến đây ủng hộ bạn cùng phòng, bọn họ đã khẩn cầu Bạch Mi trưởng lão 3 ngày 3 đêm nhờ Bạch Mi trưởng lão cho bọn họ đi cùng. Siêu siêu. Trong bầu trời, có một đầu yêu thú phi hành đang bay tới, mỗi lần quạt cánh tạo ra một cơn cuồng phong, khí tức vô cùng cường hãn khiến cho đám đệ tử phía dưới không khỏi ngước nhìn. Lâm Thiên, hôm nay con không được sơ ý, nhất định phải tiến vào top 20. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Lâm Thiên. Đệ tử nhất định sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên đáp, ánh mắt nhìn vào chúng đệ tử phía dưới cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ngày hôm nay có không ít đệ tử tới đây nha. Lam Ngọc Lang Ưng, là Vũ trưởng lão. Nhìn thấy rõ đầu yêu thú khổng lồ kia, các đệ tử thầm nói. Siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh từ trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống phía trước ngọn núi. Bái kiến Vũ trưởng lão. Lúc này những trưởng lão ngoại môn và hộ pháp tới sớm nhanh chóng hành lễ. Mau nhìn xem, đó là Lục Lâm Thiên. Không lâu trước đó hắn mới chỉ là tân đệ tử như chúng ta mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại hắn đã leo lên vị trí 20 trên long bảng rồi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, lập tức có không ít đệ tử nghị luận. Trong mắt tràn ngập vẻ ao ước. Siêu siêu. Trong bầu trời, có một đám yêu thú phi hành đang bay tới, khí tức cường hãn, mỗi một đầu yêu thú đều đạt tới trình tự ngũ giai.
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là những trưởng lão trong Vân Dương Tông. Bên người từng trưởng lão đều có một đệ tử, những đệ tử này trên người tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Hơn 10 người đáp xuống mặt đất, khí tức ba động, thế nhưng lại không khiến cho bụi bặm dưới mặt đất bốc lên. Tham kiến chư vị trưởng lão. Đám đệ tử chung quanh, bao gồm cả hộ pháp, trưởng lão ngoại môn tức thì hành lễ. Đó là tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, bài danh thứ 5 trên Long Bảng. Phía sau Triệu Kình Thiên hình như là Tằng Sở Hùng, bài danh thứ 12, còn có Lục Thiếu Hổ, cũng giả trên Long Bảng, bọn họ đều là môn hạ của Triệu trưởng lão. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần cũng đã tới, xếp thứ 9 trên Long Bảng. Mau nhìn xem, đó là Phách Đao Long Tam, Phách Đao Long Tam cũng tới, hắn bài danh thứ 6 trên Long Bảng. Phi Ưng Lăng Phong, thứ 7 Long Bảng, hôm nay hắn nhất định là một trong những người có hy vọng tiến vào mật địa nhất. Chiến Xuất Khuất Đao Tuyệt, thứ 3 Long Bảng, khí tức thật mạnh, không hổ là cường giả thứ 3 Long Bảng nha. Lục Vô Song cũng tới, đẹp quá. Nàng và Hồng Lăng Tiểu Thư chính là hai nữ nhân đẹp nhất Vân Dương Tông chúng ta nha, hai người đều là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có người nói, Lục Vô Song chính là nữ nhân của Lục Lâm Thiên. Ngay cả Phi Ưng Lăng Phong, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam cũng không có hy vọng, cho nên ngươi đừng mơ mộng. Bọn họ không phải là tỷ đệ hay sao? Chẳng lẽ là... Đừng nghĩ loạn, nghe nói Lục Vô Song chỉ là dưỡng nữ của Lục gia mà thôi, cũng không có quan hệ huyết mạch. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này gần quan được ban lộc Phật nha. Mau nhìn người bên cạnh Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên. Trời, là Triệu Kình Hải, là Triệu Kình Hải xếp thứ nhất trên Long Bảng. Theo sự xuất hiện của cường giả trên Long Bảng, chu vi chung quanh vang lên tiếng nghị luận không ngớt của đám đệ tử. Bình thường bọn họ muốn nhìn qua những cường giả này một lần cũng khó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này đang nhìn vào một đệ tử trên Long Bảng. Chính là Phi Ưng Lăng Phong, hiện tại hắn đang đứng bên người Tôn trưởng lão, hẳn là đệ tử của Tôn trưởng lão. Phách Đao Long Tam là đệ tử của Ngô trưởng lão, mà tên Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt kia chính là đệ tử của Dương trưởng lão. Trong đoàn người, lúc này Lục Lâm Thiên cũng gặp được đám người Lục Vô Song, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan còn có Thúy Ngọc. Lục Vô Song lúc này đang nhìn lén Lục Lâm Thiên, khuôn mặt không tự chủ được mà ửng đỏ. Lâm Thiên, còn phải chú ý kẻ bên cạnh Triệu Kình Thiên kia. Hắn chính là Triệu Kình Hải, là đại ca của Triệu Kình Thiên, là tôn tử của Triệu Vô Cực, cường giả đệ nhất Long Bảng. Tu vi hiện tại của hắn là Linh Tướng. Tam Trọng, chính là linh giả được đánh giá có thiên phú tốt nhất trong ngàn năm trở lại đây của Vân Dương Tông ta. Thứ nhất Long Bảng, Linh Tướng. Tam Trọng sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, hóa ra người này chính là kẻ xếp thứ nhất trên Long Bảng. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ mấy ngày trước trong đại điện chính là kẻ này dùng ánh mắt đầy hàn ý nhìn hắn. Hóa ra hắn là người Triệu gia, tuổi tác có lẽ tầm 25, Linh Tướng. Tam Trọng, thiên phú quả thực khiến cho người khác kinh hãi. Vân Dương Tông quả thực bất phàm. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, sau đó lại đánh giá những đệ tử bên người các trưởng lão. Cả đám đều là hạng người có thiên phú bất phàm, tuy rằng còn trẻ thế nhưng tuyệt đối là nhân vật kiệt xuất. Có những đệ tử này, cường giả Vân Dương Tông sẽ mọc lên như nấm, thực lực của tông môn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Siêu siêu! Ngay lúc này trên bầu trời lại xuất hiện thân ảnh khổng lồ của yêu thú phi hành. Có mấy đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống rồi đáp xuống trước mặt mọi người, khí tức thu liễm lại, thế nhưng lại có một cỗ khí tức vô hình khiến cho chúng đệ tử ở đây không dám nhìn thẳng. Bái kiến tông chủ, những trưởng lão, hộ pháp và đệ tử đều hành lễ. Trong sân lúc này tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, trong mắt mọi người bắn ra sự tôn kính, bởi vì người đứng trước mặt đám đệ tử lúc này chính là Vân Khiếu Thiên, chính là một trong những nhân vật phong vân nhất đại lục Linh Vũ. Không cần đa lễ. Vân Khiếu Thiên nhìn quanh một chút rồi nói, một cỗ khí tức vô hình như có như không phát tán ra bên ngoài. Trường bào màu xanh trên người không gió tự động phất phơ, khí thế phi phàm. Đây mới là cường giả, là khí thế của cường giả. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu thầm nghĩ, nhìn vào Vân Khiếu Thiên, nhân vật như vậy mới chính là đích đến mà hắn hướng tới. Tông chủ một trong tam tông tứ môn, một ngày nào đó Phi Linh Môn nhất định sẽ như Vân Dương Tông lúc này, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hồng Lăng, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức rơi vào thân ảnh tuyệt mỹ phía sau Vân Khiếu Thiên. Chính là nha đầu ngang ngược kia, dường như nàng gầy đi một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước,
cố ý không thèm để ý tới hắn. Hai người này thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy hai người thanh niên phía sau Hồng Lăng. Người thứ nhất mặc bộ y phục màu xanh, tuổi tác chừng 24-25, dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén như dao, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình khuếch tán. Người thứ hai mặc trường sam màu vàng, khoác một chiếc áo choàng màu tím, dáng vẻ anh tuấn, ánh mắt trong suốt, quả thực là một mỹ nam tử. Lâm Thiên, hai người bọn họ chính là đệ tử của tông chủ sư thúc con. Người mặc y phục màu xanh kia chính là Hàn Phong, vũ tướng tam trọng, xếp thứ hai trên long bảng. Người còn lại tên là Đồng Phàn, linh tướng. Nhất trọng, xếp thứ tư trên long bảng. Hai người này đều là ái đồ của sư thúc con. Tông chủ sư thúc con vốn có ý để một trong hai người trở thành con rể mình. Nếu như con thực sự có chút gì đó với Hồng Lăng nha đầu kia thì phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Vũ Ngọc Tiền truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Thứ hai và thứ tư long bảng sao? Lục Lâm Thiên thầm kinh ngạc, quả thực vô cùng kinh khủng. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên lại đảo qua mấy người phía sau Vân Khiếu Thiên. Những đệ tử này tuy rằng còn trẻ thế nhưng đều là linh giả, tu vi cũng không tầm thường, tổng cộng có 4 người. Người thực lực yếu nhất cũng đã tới linh phách tứ trọng. Khẽ nhướng mày, Lục Lâm Thiên từng nghe nói, trên long bảng có một vài người là linh giả, trong đó top 10 có 3 người, xem ra chính là đám người này. Những đệ tử có được tư cách tiến vào vũ linh ảo cảnh bước lên phía trước. Thanh âm đại hộ pháp truyền khắp sân, thanh âm như rót vào tai mỗi đệ tử có mặt ở đây. Lâm Thiên, đi đi, tất cả phải cẩn thận một chút. Vũ trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Đệ tử biết rồi sư phụ. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Siêu siêu. Bên người chúng trưởng lão có không ít thân ảnh nhảy ra, trong nháy mắt hạ xuống trước sân mang theo kình khí bén nhọn, khiến cho mặt đất khẽ rung chuyển một chút. Chỉ bằng khí thế như vậy những đệ tử bình thường còn xa mới có thể so sánh được với bọn họ. Lục Lâm Thiên lúc này cũng thả người nhảy lên, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh đám đệ tử. Ồ, Thúy Ngọc cũng có trong này. Lúc này trong đám đệ tử Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua thì kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu lúc này còn có nha hoàn Thúy Ngọc. Quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên mở rộng tầm mắt. Không chỉ có Lục Lâm Thiên, lúc này cũng có không ít đệ tử thân truyền kinh ngạc không ngớt, lẽ nào một nha hoàn cũng có tư cách tiến vào vũ linh ảo cảnh sao? Siêu! Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhảy tới, mũi chân nàng khẽ điểm một cái, thân thể như chiếc lá rụng trực tiếp nhảy lên cao, chính là Vân Hồng Lăng. Dưới chân Vân Hồng Lăng lúc này có một vòng xoáy vô hình, trong nháy mắt xẹt qua không trung, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Không biết là cố ý hay vô tình mà chân nàng lại đạp lên chân Lục Lâm Thiên. Hừ. Vân Hồng Lăng hừ nhẹ một tiếng, lập tức đi về phía trước, không nhìn Lục Lâm Thiên một lần nào. Cô nàng này. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra nha đầu này vẫn còn hận hắn. Sao lại có 62 người? Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh một lát, lúc này hắn mới phát hiện ra chung quanh hắn lúc này tổng cộng có 62 người. 50 người trên long bảng. 10 người được chọn từ cuộc tỷ thí ở Địa Long Đỉnh, tổng cộng là 60 người. Hai người cuối cùng chính là Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc. Trên long bảng này, Lục Lâm Thiên cũng từng xem qua, Vân Hồng Lăng tuyệt đối có thực lực nằm trong top đầu long bảng, thế nhưng có chút kỳ quái là cô nàng này lại không có tên trên long bảng. Mục đích này hôm nay tới đây, hẳn là ta cũng không cần nhiều lời nữa. Vũ linh ảo cảnh đã được điều chỉnh, vũ cảnh và tiên cảnh tạm thời sát nhập với nhau. Các đệ tử cùng tiến vào tầng thứ nhất, lấy 10 ngày làm hạn định. Sau 10 ngày, 20 đệ tử có thành tích cao nhất sẽ thu được tư cách tiến vào mật địa. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian 10 ngày. Nếu quá 10 ngày sẽ thất bại. Nếu như tự động bị trục xuất đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Cho nên bất luận một ai cũng không được sơ ý. Thanh âm của Đại Hộ Pháp một lần nữa truyền vào tai hơn 60 đệ tử có mặt ở đây. Không biết phải vượt bao nhiêu trọng mới có thể chiến thắng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, như thế có chút phiền toái nho nhỏ. Nếu như hắn toàn lực vượt qua mà nói, nếu như vượt qua nhiều trọng quá sẽ bại lộ thực lực của mình. Nếu như vượt quá ít, đến đó thua thì phiền phức lớn rồi. Nhớ kỹ, vũ cảnh và tiên cảnh đều được điều chỉnh, cho nên tất cả ảo cảnh có lẽ cũng là sự thực. Các ngươi không được sơ ý, đây không phải là tôi luyện mà là tranh đấu. Được rồi, các đệ tử bắt đầu tiến vào vũ linh ảo cảnh. Mỗi người ở đây có một khối ngọc giản,
nếu như trước 10 ngày chỉ còn 20 đệ tử ở bên trong, đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua khối ngọc giản này thông báo cho các ngươi. Đại hộ pháp tiếp tục nói, lập tức bảo chúng đệ tử tiến vào trong vũ linh ảo cảnh. Quả thực có chút khó khăn. Lục Lâm Thiên nhướng mày, vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại, đến lúc đó chỉ sợ là những đệ tử lúc bình thường có thể chạy tới tứ trọng lúc này sẽ xảy ra sai lầm. Trong tiên cảnh tất cả đều là ảo cảnh, một khi xuất thủ sẽ thất bại. Thế nhưng lại thêm ảo giác chân thực trong vũ cảnh không ra tay cũng sẽ thất bại. Vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại, thực thực giả giả thực thực, quả thực rất khó vượt qua. Lục Lâm Thiên lập tức cười khẽ, nếu như quả thực như thế bản thân hắn sẽ chiếm không ít tiện nghi. Bản thân hắn là linh vũ song tu, mặc kệ là vũ cảnh hay tiên cảnh dường như đối với hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn, chú ý nhiều hơn một chút là được. Những đệ tử tiến vào linh vũ ảo cảnh đi theo ta. Nhị hộ pháp mang theo mọi người tiến vào đại điện trong ngọn núi, lập tức chúng trưởng lão, hộ pháp, còn có những trưởng lão ngoại môn tiến vào bên trong đại điện. Những đệ tử khác thì chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả mà thôi. 62 người đứng trong đại điện, lúc này trong đại điện có 62 cánh cửa đá. Lục Lâm Thiên đứng trước một cánh cửa, lúc này hắn không khỏi cười khổ, bên trái hắn là Lục Vô Song, bên phải là Vân Hồng Lăng. Hai nàng đều không thèm ngó ngàng gì tới hắn, bản thân hắn lại giống như có tật giật mình, khẽ cúi đầu, cũng không dám nhìn về phía chung quanh. Các đệ tử tiến vào vũ linh ảo cảnh, tất cả chú ý. Nhị hộ pháp nói một tiếng. Mọi người không chút do dự nhất thời đồng loạt tiến vào trong thạch thất. Khi cánh cửa đá đóng lại là lúc sắc mặt chúng trưởng lão trong đại điện không khỏi có chút ngưng trọng. Tuy rằng là đệ tử vượt linh vũ ảo cảnh thế nhưng điều này cũng liên quan tới mặt mũi của bọn họ. Nếu như đệ tử của mình không có một ai được tiến vào mật địa, vậy thì quá mất mặt rồi. Chư vị trưởng lão, mọi người ngồi xuống đi. Thời gian 10 ngày còn dài. Để xem có bao nhiêu đệ tử khiến cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đại điện Vân Khiếu Thiên mở miệng nói với mọi người, hắn đã sớm phân phó hộ pháp an bài chỗ ngồi cho tất cả mọi người ở đây. Lúc này, trong vũ linh ảo cảnh, Lục Lâm Thiên đi theo quang mang chói mắt tới một vực sâu. Bốn phía có những lùm cây rậm rạp, chung quanh có chút tương tự với vụ đô sơn mạch. Siêu! Trước mặt Lục Lâm Thiên lúc này có một thân ảnh cao 3 thước từ trong lùm cây nhảy ra. Yêu thú nhất giai sao? Chân khí trong người Lục Lâm Thiên run lên, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn lao thẳng tới người đầu yêu thú nhất giai này khiến cho nó trong nháy mắt hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong không gian. Tất cả mọi người đều từ tầng thứ nhất tiến lên. Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút lý giải về linh vũ ảo cảnh. Trong tầng thứ nhất này hẳn cũng chỉ có một ít yêu thú nhất giai mà thôi, cũng không khó vượt qua lắm. Bên ngoài ngọn núi vũ linh ảo cảnh, lúc này nhân số trong sân rộng đang tiếp tục tăng lên. Chúng đệ tử lúc này hầu như đều chạy tới đây, cùng đợi kết quả sau 10 ngày nữa. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Triệu Kình Thiên, Khuất Đao Tuyệt, 4 người ngày phân biệt đã tới nhất trọng tầng 3. Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần đã tới cửu trọng tầng 2. 3 canh giờ sau, một vị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh đi ra sân rộng lớn tiếng tuyên bố với mọi người. Giống như những năm trước, cứ mỗi 3 canh giờ sẽ có hộ pháp tuyên bố 20 người đang dẫn trước. Bằng không nếu bảo đám đệ tử ở bên ngoài chờ 10 ngày, quả thực vô cùng nhàm chán. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Triệu Kình Thiên, Khuất Đao Tuyệt, 4 người này không hổ là top 5 long bảng, không ngờ đã nhanh chóng đi tới tầng thứ 3 rồi. Bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, phỏng chừng 2 ngày nữa bắt đầu có người thất bại, sau khi tới tầng thứ 4 cũng có người thất bại. Chấm. Chúng đệ tử trong sân lúc này bắt đầu nhao nhao thảo luận, phân tích. Còn có không ít đệ tử bắt đầu làm nhà cái. 20 người tiến vào vũ linh ảo cảnh đều có thể đặt cược. Tỷ lệ đặt cược tất nhiên sẽ khác nhau. Chỉ là, top 10 long bảng một người cũng không có tỷ lệ, bởi vì top 10 long bảng này hầu như có thể chắc chắn sẽ có tư cách tiến vào mật địa. Cho nên sẽ không có ai mở tỷ lệ đặt cược cho bọn họ. Loại chuyện như thế này đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít người tham gia. Sau một lát, trong đoàn người đông đảo xuất hiện không ít nhà cái. Những nhà cái này cũng có đủ thể loại phương thức giao dịch, có đặt cược bằng kim tệ, còn có điểm của tân đệ tử hoặc là dùng vũ khí để đặt cược. Nói chung là đủ thể loại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi 3 giờ đều đặn sẽ có kết quả của 20 người dẫn đầu. 20 người này cũng chính là những người đứng đầu trong tỷ lệ đặt cược. Tầng thứ 3, ngũ trọng,
Tại một bình nguyên lúc này có hơn 10 đầu yêu thú đại địa khiếu lang tam giai trung kỳ đang lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Kinh khí cường hãn khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Hừ! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt hừ một tiếng, chân khí dưới chân chợt lóe, tốc độ của hắn không biết nhanh hơn đám đại địa khiếu lang này bao nhiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên liên tục xuất hiện bên người 10 đầu đại địa khiếu lang này. Thế nhưng 10 đầu đại địa khiếu lang này ngay cả chéo áo Lục Lâm Thiên cũng không đụng tới được. Đột nhiên 10 đạo hỏa diễm xuất hiện giữa không trung mang theo kình khí nóng bỏng bắn về phía trước. Ngay lập tức 10 đầu đại địa khiếu lang này bị Lục Lâm Thiên đánh chết, trong nháy mắt hóa thành một đám năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu! Mà lúc này, trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện hai cánh cửa đá, một cánh rời khỏi, một cái đi tới Lục Trọng. Tiếp tục! Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Cũng không vội vàng mà chậm rãi đi tới Lục Trọng. Tại thất trọng tầng 3, bên trong một vực sâu thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt nhảy tới một tảng đá lớn. Lúc này cách hắn vài trăm thước là một đầu độc giác yêu nghiêu khổng lồ đang chậm rãi phi tới. Tam giai trung kỳ sao? Lục Lâm Thiên nhanh chóng phán đoán, đầu độc giác yêu nghiêu này trong sơn mạch vụ đô là tứ giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhanh chóng thi triển phù quang lược ảnh, vòng xoáy dưới chân xuất hiện. Thân thể như thiểm điện bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy lùi lại, khiến cho đầu độc giác yêu nghiêu kia cảnh giác quay đầu lại nhìn. Lục Lâm Thiên lúc này đã đi tới phía sau nó, một cỗ kình phong nhanh chóng ập tới. Ô! Đầu độc giác yêu nghiêu này gầm lên một tiếng, quang mang quanh thân chợt lóe, trên cái sừng kia không ngờ lại bắn ra một đạo thủy tiễn mang theo lực công kích cuồng bạo bắn về phía Lục Lâm Thiên. Tiêu tán đi thôi! Lục Lâm Thiên mỉm cười. Thân thể nhanh chóng tạo ra một quỹ tích không thể tưởng tượng nổi đem một đạo trưởng ấn trong tay đánh vào lưng độc giác yêu nghiêu. Phanh! Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu độc giác yêu nghiêu này nhanh chóng bị đánh văng về phía sau, va vào tảng đá khiến cho mặt đất chấn động, lập tức hóa thành một đám năng lượng tiêu tán trong hư không. Tiếp tục! Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đại điện lúc này sắc mặt Vũ Ngọc Tiền có chút sốt ruột. Đã 3 ngày rồi Lục Lâm Thiên vẫn còn đang ở nhị trọng của tầng 4. Mà đại bộ phận đệ tử đã tới tứ trọng. Hiện tại 20 đệ tử dẫn đầu trên cơ bản đều đã tới lục trọng, có mấy người còn tới bát trọng. Xem ra, không lâu nữa sẽ có người bị trục xuất rồi. Lúc này, tạ trưởng lão trong chúng trưởng lão lên tiếng. Sau khi tiến vào tầng thứ 4, dựa theo thông lệ những năm trước sẽ nhanh chóng có người thất bại bị trục xuất. Phú cảnh và tiên cảnh hợp lại cùng một chỗ. Coi như là đệ tử bình thường có thể đi tới ngũ trọng tầng 4, nếu như vận khí không tốt thì lúc này có lẽ đến trọng thứ nhất của tầng 4 không chừng cũng sẽ thất bại. Siêu! Thanh âm của tạ trưởng lão còn chưa dứt, tức thì có một cánh cửa đá mở ra. Một người thanh niên có chút ủ rũ đi tới, tu vi vũ phách tam trọng, cũng nhanh chóng dừng bước ở nhất trọng tầng 4. Vị đệ tử này sau khi đi ra thạch thất rồi đứng về phía sau lưng Ngô trưởng lão, chính là đệ tử của vị trưởng lão này. Không ngờ người thứ nhất thất bại chính là đệ tử của mình. Lúc này khuôn mặt của Ngô trưởng lão kia cũng không nhịn được mà đỏ lên. Siêu! Lại có thêm một vị đệ tử nữa thất bại rời khỏi linh vũ ảo cảnh, chính là đệ tử của Tôn trưởng lão, lúc này sắc mặt Ngô trưởng lão mới khá hơn một chút. Trên sân rộng, những đệ tử thất bại cũng nhanh chóng bị hộ pháp tuyên bố ra bên ngoài, khiến cho những đệ tử đặt vào bọn họ phiền muộn không ngớt. Tông chủ! Nha hoàn Thúy Ngọc của Độc Cô Băng Lan vì sao cũng có tư cách tiến vào vũ linh ảo cảnh. Trong đại điện, Triệu Vô Cực chăm chú nhìn vào khối ngọc thạch lóe lên quang mang hỏi. Lúc này, ánh mắt của chúng trưởng lão cũng chuyển về phía Vân Khiếu Thiên. Đối với việc Thúy Ngọc có tư cách tiến vào khiến cho chúng trưởng lão nghi hoặc không ngớt. Một nha hoàn cũng có thể tiến vào vũ linh ảo cảnh sao? Chuyện này sao? Bởi vì có một chút nguyên nhân cho nên nàng mới có thể tiến vào. Sau này ta sẽ nói cho chư vị trưởng lão. Vân Khiếu Thiên chậm rãi nói, cũng không nói rõ nguyên nhân. Lục Lâm Thiên hiện giờ còn ở tứ trọng tầng 4 sao? Nhìn vào quang mang trên ngọc thạch Vân Khiếu Thiên hỏi, dường như có chút nghi hoặc. Lục Lâm Thiên trước đó đã đi tới lục trọng, một mạch đi tới không dừng, theo đạo lý mà nói, lần này hẳn là phải có tốc độ cực nhanh mới đúng. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn nằm trong top 30, điều này có chút kỳ quái. Nhị hộ pháp nói, siêu, một cánh cửa đá lại mở ra, một nữ đệ tử vẻ mặt ảm đạm đi ra khỏi thạch thất. Đảo mắt đã qua 5 ngày,
lúc này mấy vị trưởng lão mới chính thức lo lắng, bởi vì hiện tại mới là thời điểm mấu chốt. Giống. Trước người Lục Lâm Thiên lúc này có một đầu yêu thú khổng lồ, thân thể cao tới 300 trượng, có 8 chân, miệng chứa đầy răng nanh bén nhọn, cả người đầy lân giáp, phía sau lưng còn có một cái đuôi dài. Bát chảo yêu giáp. Lục Lâm Thiên nhìn đầu yêu thú trước mặt khẽ đánh giá. Đầu yêu thú này có chút tương tự như con TT, thế nhưng nó chính là bát chảo yêu giáp tứ giai trung kỳ, thực lực tuyệt đối không thấp. Lực công kích và phòng ngự vô cùng cường hãn, giống như là đối đầu với một vũ phách ngũ trọng vậy. Cho dù là vũ phách ngũ trọng gặp nó cũng phải sứt đầu mẻ trán. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đầu bát chảo yêu giáp này trong vũ cảnh cũng không phải là lần đầu tiên chạm mặt với nó. Giống. Trong sát na, đầu bát chảo yêu thú này giống lên một tiếng với Lục Lâm Thiên, thân thể to lớn nhanh như thiểm điện phóng tới, lợi chảo mở ra mang theo khí tức cuồng bạo, tiếng gió rít gào vô cùng chói tai. Hỏa viêm bạo. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trên tay phải hắn nhanh chóng xuất hiện một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay. Hỏa cầu xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên nóng nực, nhiệt độ tăng lên, khí tức cường hãn trực tiếp bao phủ trong không gian. Hỏa cầu xoay tròn sau đó tạo thành một đường vòng cung, một cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng kinh khủng, mang theo khí thế bài sơn đảo hải khuếch tán về bốn phía. Trong nháy mắt hỏa cầu này tới trước người đầu bát chảo yêu thú thì thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến đổi, tay hắn giơ về phía trước nắm vào một cái, miệng quát lên một tiếng. Bạo! Thanh âm vừa dứt, hỏa cầu chợt bạo tạc, hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán trên bầu trời, khiến cho cả bầu trời biến thành màu đỏ, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp không gian. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, tiếng nổ vang truyền đi khiến cho không gian đột nhiên rung động kịch liệt. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được đầu bát chảo yêu giáp kia trong hỏa diễm ngập trời lúc này hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong không trung. Siêu, cảnh tượng trước mặt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt cũng biến đổi, trên người xuất hiện hai cánh cửa đá. Một là xuất cảnh, một là thất trọng. Thời gian hẳn cũng không còn nhiều, nên vượt nhanh một chút thôi. Tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, từ đầu tới bây giờ hắn đều chậm rãi đi tới hiện tại nên mau chóng tăng tốc độ một chút. Trước vực sâu, lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Trước mặt thân ảnh này có một đầu yêu thú khổng lồ đang đứng. Đầu yêu thú này cao chừng 350 thước, thân thể vô cùng khổng lồ, tới mức kinh khủng. Yêu thú này toàn thân có vô cùng cứng rắn, trên mỗi tấc da thịt đều lóe lên quang mang màu vàng sáng bóng, vô cùng chói mắt. Khiến cho ai gặp phải nó cũng phải dè chừng. Đôi chân của đầu yêu thú này càng kinh người hơn, phỏng chừng phải cần tới hai người mới có thể miễn cưỡng ôm trọn, hai chân trước cũng vậy, giống như một cái trụ đá, toát ra hàn mang sắc lạnh. Hỏa yêu viên tứ giai hậu kỳ. Nhìn đầu yêu thú trước mặt này, thân ảnh xinh đẹp trước mặt cũng không khỏi hít sâu một hơi, thân ảnh xinh đẹp này không phải là ai khác mà chính là Vân Hồng Lăng. Hỏa yêu viên này cực kỳ khó đối phó. Nó là yêu thú hỏa hệ, lực công kích vô cùng mạnh mẽ không gì sánh được, bản thể vô cùng cường hãn giống như yêu thú thổ hệ vậy. Nhìn thấy đầu yêu thú hỏa yêu viên này sắc mặt Vân Hồng Lăng không khỏi đại biến, không nghĩ tới mới chỉ bát trọng tầng 4 mà nàng đã gặp phải hỏa yêu viên kinh khủng này. Phù! Cái miệng khổng lồ của đầu hỏa yêu viên mở ra, không chút khách khí với Vân Hồng Lăng, nhanh chóng thở ra một đoàn hỏa diễm lớn trực tiếp bắn về phía Vân Hồng Lăng. Dưới hỏa diễm. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, không gian chung quanh lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng. Thân ảnh của Vân Hồng Lăng bằng một tốc độ vô cùng quỷ mị nhanh chóng biến mất tại chỗ, quanh thân thể nàng xuất hiện hộ thân cương khí. Phanh! Hỏa diễm phun xuống mặt đất, lực lượng cuồng bạo tạo thành mấy vết rãnh dài trên mặt đất. Đất đá văng tứ tung, mấy trăm khối đá lớn nhỏ bắn lên, vô số bụi bặm xuất hiện. Phù! Ngay lúc này thân thể Vân Hồng Lăng đã xuất hiện trên một tảng đá. Chân khí dưới chân chợt lóe, chân phải đá ra, một đám chân khí lam sắc hung hăng đánh về phía tảng đá lớn chừng hai thước đang bắn về phía nàng. Khối đá tức thì văng ra mang theo tiếng xé gió bay thẳng về phía hỏa yêu viên kia. Mắt thấy tảng đá này bay đến, chân trước đầu hỏa yêu viên vung lên, một cỗ kình khí nóng bỏng xuất hiện. Phanh! Khối đá nhanh chóng bị một chảo của hỏa yêu viên đánh cho nát bấy. Đồng thời thân thể to lớn của hỏa yêu viên nhanh chóng tiến về phía trước đem theo một đống đá lớn nhỏ đánh về phía Vân Hồng Lăng, tiếng gió rít gào, lực lượng ẩn chứa trong mỗi khối đá không ngờ lại lớn hơn không ít so với lực lượng ẩn chứa trong khối đá mà Vân Hồng Lăng đánh về phía hỏa yêu viên. Phong quyển tàn vân. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng,
đem một đạo thủ ấn đánh ra, quanh thân nàng lập tức xuất hiện một cỗ khí lưu xoay tròn giống như một cơn lốc vậy. Vòng xoáy này xuất hiện khiến cho vô số đất đá trên mặt đất bị hút vào, mặt đất nứt nẻ, đất đá bị hút lên trên cao, khí thế phô thiên cái địa. Trong nháy mắt vòng xoáy cuồng bạo này đám đá lớn nhỏ va chạm với nhau tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Phanh phanh. Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán khiến cho mặt đất chung quanh vốn bằng phẳng lúc này có không ít tảng đá đập xuống, bụi mù tràn ngập không gian. Giống. Trong đám bụi truyền ra tiếng giống giận dữ của hỏa yêu viên, một đạo hỏa diễm được phun ra trong nháy mắt bắn về phía Vân Hồng Lăng. Sắc mặt Vân Hồng Lăng trầm xuống. Chân khí dưới chân hóa thành vòng xoáy trong nháy mắt nhảy lên phía trên cao hơn 10 thước, thân thể mềm mại giống như mũi tên rời cung, biến mất tại chỗ. Giống. Đạo hỏa diễm do hỏa yêu viên phóng ra nhanh chóng thiêu rụi phạm vi vài trăm thước, trong hỏa diễm nóng bỏng này không ngờ ngay cả không khí chung quanh trong nháy mắt nóng lên. Siêu. Ánh mắt Vân Hồng Lăng ngưng trọng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa yêu viên, một cây trường tiên xuất hiện trong tay nàng. Trường tiên bay về phía trước tạo thành một đường vòng cung mang theo tiếng xé gió đánh về phía lưng hỏa yêu viên. Phù! Hai chân trước hỏa yêu viên vung lên, tốc độ của nó không ngờ còn nhanh hơn trường tiên, trong nháy mắt đánh về phía cây trường tiên kia khiến cho không khí chung quanh vang lên tiếng rít, lực lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía. Giữa! Trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng đột nhiên bắn ra 10 đạo tiên ảnh vân ảnh vô cùng quỷ dị, không ngờ lại đánh vào bụng của đầu hỏa yêu viên kia. Phanh! Hỏa yêu viên khổng lồ chưa kịp né tránh trực tiếp bị trường tiên oanh kích vào bụng, thân thể cao lớn lúc này nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Giống! Một tiếng giống giận dữ vang lên, trên thân thể cao lớn của hỏa yêu viên xuất hiện một đám quang mang, trong nháy mắt phun ra một đạo hỏa diễm về phía Vân Hồng Lăng. Phù quang lược ảnh! Hàn ý trong mắt Vân Hồng Lăng bắn ra, vòng xoáy dưới chân chợt lóe lên, thân thể trong nháy bắn biến thành tàn ảnh biến tại chỗ. Hỏa diễm lúc này đã gần tới người Vân Hồng Lăng, thế nhưng thân ảnh nàng đã biến mất. Siêu! Cũng vào lúc này thân ảnh của Vân Hồng Lăng đã tới phía sau lưng đầu hỏa yêu viên, lục sắc trường tiên trong tay lúc này run lên, chân khí bạo phát tạo thành vô số tiên ảnh, so với đám tiên ảnh vừa rồi cuồng bạo hơn mấy lần, tiên ảnh tràn ngập khắp bầu trời, trong nháy mắt bắn về phía hỏa yêu viên. Giống! Thân thể hỏa yêu viên trong nháy mắt khi tiên ảnh bao phủ. Quanh thân thể của nó có một tầng quang cháo, mờ nhạt đi một cách nhanh chóng. Trong tiên ảnh khắp bầu trời, thân ảnh như quỷ mị của Vân Hồng Lăng xuất hiện. Đồng thời cũng trong nháy mắt đánh ra từng đạo tiên ảnh, đột nhiên xuất ra một đạo tiên ảnh khác trực tiếp đánh vào đầu hỏa yêu viên. Phanh! Hỏa yêu viên rít gào một tiếng, rồi hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu! Hỏa yêu viên bị đánh chết, trước mặt Vân Hồng Lăng xuất hiện hai cánh cửa đá. Một cánh rời khỏi nơi này, một cánh đi tới cửu trọng. Sắc mặt Vân Hồng Lăng tái nhợt, một chiêu vừa rồi dường như nàng đã tiêu hao không ít chân khí, thế nhưng nàng cũng không do dự một chút nào mà đi vào cửu trọng. Không nghĩ tới tiểu thư nhanh như vậy đã đi tới cửu trọng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong đại điện, nhị hộ pháp kinh ngạc nói. Hồng Lăng là vũ giả tam hệ, cho nên có thể phát ra thực lực hơn xa tu vi của bản thân, vũ giả tam hệ quả thực vô cùng kinh khủng. Không ít trưởng lão lúc này cũng kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên chỉ mất một ngày một đêm từ lục trọng tới bát trọng, hiện tại đã tiến vào top 20 rồi. Tạ trưởng lão nhìn chăm chú vào một quang điểm trên ngọc thạch rồi có chút kinh ngạc nói. Lục Lâm Thiên mới đột phá vũ phách không lâu, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tống trưởng lão lúc này cũng kinh ngạc không ngớt. Đó là bởi vì ta dạy dỗ tốt. Vũ Ngọc Tiền đắc ý cười. Thế nhưng cũng khiến cho những trưởng lão, bao gồm cả Vân Khiếu Thiên ném cho hắn ánh mắt kinh thường. Lúc này, trong mắt Triệu Vô Cực chỉ có hàn ý tràn ngập. Siêu! Hai cánh cửa đá đồng thời mở ra, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, chính là Độc Cô Băng Lan và Lục Vô Song. Hai người sau khi đi tới lục trọng tầng 4 thì thất bại, một người tới ngũ trọng tầng 4, cả hai người bọn họ đều không còn cơ hội tiến vào mật địa. Hai người phân biệt trở về đứng sau lưng Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng không có ý tứ trách cứ, thực lực của đồ đệ mình thế nào bọn họ hiểu rất rõ ràng, tiến vào top 20 không phải là chuyện dễ dàng gì. Siêu! Ngay sau đó cũng có hai cánh cửa đá mở ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Một nam một nữ, chính là Lục Thiếu Hổ và Dương Diệu, bọn họ cũng không còn cơ hội tiến vào mật địa.
Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu, Lục Vô Song, Độc Cô Băng đã thất bại đi ra. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt tiến vào nhất trọng tầng 5. Lăng Phong, Đổng Phàn, Đỗ Tử Thuần, Long Tam, Triệu Kình Thiên tiến vào cửu trọng tầng 4. Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc tiến vào bát trọng tầng 4. Trên sân rộng lúc này có một vị hộ pháp tiến ra công bố thứ tự các đệ tử. Càng ngày càng có nhiều người thất bại khiến cho không ít đệ tử tham gia đặt cược vì muốn kiếm một chút thế nhưng không ngờ lại thua sạch. Lục Lâm Thiên đã xông lên rồi, xem ra có hy vọng, ta đã đặt vào hắn 5 vạn kim tệ đó. Chỉ bằng ngần đó của ngươi thì tính gì, trên người Lục Lâm Thiên này ta đã đặt 10 vạn kim tệ, còn có một quyển vũ kỹ tinh cấp cao giai nha. Ha ha, nha hoàn Thúy Ngọc của Độc Cô Băng Lan kia lại không có ai để ý, một bồi 50. Ta phòng bị đặt vào đó một ít điểm dự phòng. Hiện tại giàu to rồi, những 50 điểm nha. Siêu. Trong lùm cây lúc này trước người Lục Lâm Thiên có một đầu cự mãng nhảy ra, từ trên người tỏa ra lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian như gấp khúc vậy. Lục Lâm Thiên đang muốn tránh né thế nhưng trong nháy mắt mỉm cười tùy ý để đầu cự mãng này lao thẳng tới phía hắn. Lực lượng cuồng bạo tỏa ra không trung, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Siêu. Ngay khi đầu cự mãng này đi tới phía trước cách Lục Lâm Thiên 3 thước, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận mùi tanh tưởi trong miệng nó, thế nhưng sau khi tiến lên một chút nữa đầu cự mãng này nhất thời hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu! Cảnh tượng trước mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến hóa, hai cánh cửa đá xuất hiện, một cánh chính là đi lên cửu trọng. Vẫn giống như lúc trước sao? Tiếp tục! Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức bước vào trong cửa đá. Lục Lâm Thiên trong 6 canh giờ đã vượt qua bát trọng, thực lực cũng không tồi. Trong đại điện, đại hộ pháp lúc này mở miệng nói. Lâm Thiên, nhất định đệ phải kiên trì tới cuối cùng. Lục Vô Song thầm nghĩ trong lòng, lẳng lặng cầu mong cho hắn. Bản thân nàng cũng không thể đi vào mật địa, cho nên chỉ cần hắn có thể đi vào là được rồi. Thế nhưng so với Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc này dường như còn kinh khủng hơn. Trong chúng trưởng lão, lúc này Tống trưởng lão là người bình tĩnh nhất cũng không khỏi hít sâu một hơi. Những trưởng lão khác cũng đều như vậy. Một tiểu nha hoàn không ngờ lúc này đã tiến vào cửu trọng tầng 4. Băng Lan, thực lực của Thúy Ngọc quả thực rất kinh khủng nha. Tống trưởng lão quay đầu nhìn Độc Cô Băng Lan bên người rồi nói. Vị tiểu thư này không tiến vào được vị trí 20, thế nhưng nha hoàn thì lại tiến tới cửu trọng tầng 4. Vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại với nhau. Muốn vượt qua từng trọng độ khó lúc này lớn hơn không ít. Phàm là đệ tử có thể tiến tới cửu trọng tầng 4, trên cơ bản thực lực lúc này có thể chống lại vũ tướng nhất trọng rồi. Một nha hoàn không ngờ cũng có thực lực như vậy, không chút thua kém những đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông, quả thực tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Vân Khiếu Thiên lúc này cũng mỉm cười, dường như hắn không cảm thấy bất ngờ với chuyện này vậy. Phong Dực yêu mãng, không nghĩ tới lại là loại yêu thú này. Quả thực phải liều mạng rồi. Trên một đỉnh núi, Lục Lâm Thiên nhìn lên bầu trời, trên bầu trời lúc này có một đầu yêu mãng đang bay lượn trọng không trung. Đôi mắt của đầu yêu mãng này như hai cái bánh xe, trên thân thể to lớn có từng lớp lân phiến lóe ra hàn mang, đôi cánh lớn chừng trăm thước, đang không ngừng quạt. Phong Dực yêu mãng, yêu thú phong hệ. Nhìn đầu Phong Dực yêu mãng trước mắt này, Lục Lâm Thiên cảm nhận được nó đã tới tứ giai hậu kỳ. Chỉ sợ đã tiếp cận đỉnh phong rồi cũng nên. Sau khi đánh chết đầu Phong Dực yêu mãng này có lẽ có thể tiến vào nhất trọng tầng 5. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong cửu trọng tầng 4 này dọc đường hắn gặp không ít khó khăn. Vừa rồi trong một pháp trận thiếu chút nữa thất bại, may thay có phù quang lược ảnh, trong vũ linh ảo cảnh này quả thực không dễ dàng vượt qua như trước đó. Lúc này Lục Lâm Thiên hầu như có thể kết luận, những người vượt qua cửu trọng tầng 4 tuyệt đối có đủ thực lực chống lại vũ tướng nhất trọng. Siêu. Phong Dực yêu mãng không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, đôi cánh càng vỗ mạnh hơn đem theo một cỗ uy áp kinh khủng phát tán ra chung quanh, kinh khí tán loạn bay tới trước người Lục Lâm Thiên khiến cho bụi bặm bốc lên. Siêu. Ngay trong sát na này, trên người Phong Dực yêu mãng xuất hiện một đạo phong nhận này chừng 10 thước, trực tiếp phá vỡ không trung bắn về phía Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, chân khí dưới chân chợt lóe. Thân thể nhanh chóng tránh khỏi đạo phong nhận này. Phanh! Đạo phong nhận của Phong Dực yêu mãng rơi vào ngọn núi nơi Lục Lâm Thiên đặt chân khiến cho mặt đất bị cày xới, đất đá bay tứng tung, bụi mù tràn ngập. Không có thời gian chơi với ngươi nữa.
Ngay lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn biến đổi, đột nhiên trong tay xuất hiện quang mang bảy màu, một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho không gian chấn động. Trong khoảnh khắc, cỗ năng lượng này ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu phượng thể đỏ rực, hai cánh mang theo hỏa diễm tràn ngập, không gian chung quanh lúc này chấn động, lắc lư. Chu Tước Quyết, đi! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chân khí cuồng bạo nhanh chóng tiến vào trong cơ thể đầu hỏa phượng này. Đầu hỏa phượng trong nháy mắt biến thành vài chục thước, quanh thân tràn ngập hỏa diễm, khí tức cuồng bạo tỏa ra chung quanh, không khí chấn động. Lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên đã là vũ phách tứ trọng, khi thi triển ra Chu Tước Quyết đã tới tình trạng vô cùng kinh khủng. T. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, trong mắt đầu phong dực yêu mãng kia nhất thời cảm nhận được sự nguy hiểm. Hai cánh khổng lồ trên thân thể nhanh chóng quạt ra, trong miệng phun ra một đám phong nhận, cắt vỡ không gian mang theo lực lượng phô thiên cái địa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng va chạm với nhau khiến cho quang mang bắn tứ tung. Cuồng phong bao phủ hỏa diễm, bầu trời rung động. Trong khoảnh khắc, hư ảnh Phượng Hoàng biến mất, cuối cùng hóa thành một hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu xoay trong không khí lập tức bành trướng. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên giữa không trung. Phanh! Hỏa diễm nổ tung, toàn bộ không gian vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên thân thể to lớn của đầu phong dực yêu mãng kia lúc này đã bị hỏa diễm bao trùm, đang không ngừng kêu lên thảm thiết. Lập tức thì trên không trung rơi xuống đập vào mặt đất, trên mặt đất nơi nó rơi xuống lập tức xuất hiện một cái hố sâu vô cùng to lớn. Thân thể phong dực yêu mãng co quắp một lát rồi sau đó tiêu tán trong thiên địa. Siêu! Hai cánh cửa đá nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong đó có một cánh cửa đi tới tầng năng, nhất trọng chi cảnh. Không thể tưởng tượng nổi Thúy Ngọc kia cũng đã tới nhất trọng tầng 5. Nhị hộ pháp chăm chú nhìn vào ngọc thạch lóe ra quang mang trong đại điện, lúc này ánh mắt không khỏi kinh hãi. Lục Lâm Thiên cũng đã tới nhất trọng tầng 5. Đại hộ pháp kinh ngạc nói, tuyệt đối là chấn động. Lục Lâm Thiên mới đột phá vũ phách cách đây mới 3 tháng mà thôi. Lúc này lại xông tới nhất trọng tầng 5, nói cách khác, hắn có thực lực tương đương với vũ tướng. Tu vi căn bản còn xa mới đạt được vũ tướng, thế nhưng thực lực lại đạt tới vũ tướng, quả thực vô cùng chấn động. Hồng Lăng cũng đã tới nhất trọng tầng 5 rồi sao? Lẽ nào gần đây thực lực của nha đầu này tăng lên sao? Dương trưởng lão lúc nãy cũng có chút kinh ngạc nói. Siêu! Cửa đá mở ra, một đệ tử uể oải đi ra khỏi thạch thất. Bạch Đảo, thứ 9 Long Bảng, hắn cũng thất bại sao? Lúc này trong đại điện đã có thêm hơn 30 đệ tử thất bại đang đứng đó, nhìn vào đệ tử vừa mới xuất hiện không khỏi có chút kinh ngạc. Tông chủ! Vừa vặn chỉ còn 20 đệ tử trong vũ linh ảo cảnh. Ngay khi người đệ tử này đi ra, đại hộ pháp lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Bây giờ mới là ngày thứ 9 đúng không? Vân Khiếu Thiên hỏi. Bẩm tông chủ, đúng là ngày thứ 9. Đại hộ pháp nói. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, ba người này đã tới tam trọng tầng 5. Triệu Kình Thiên, Đồng Phan, Long Tam đã tới nhị trọng tầng 5. Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tăng Sở Hùng, Lục Lâm Thiên, Hồng Lăng đều tới nhất trọng tầng 5. Đệ tử năm nay dường như mạnh hơn không ít những năm trước. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Xem ra lần này đại hội Tam Tông Tứ Môn, Vân Dương Tông cũng có chút nắm chắc rồi. Dương trưởng lão nói. Được rồi, thông chi cho bọn chúng đi ra đi. 20 đệ tử này, 3 ngày sau tiến vào mật địa. Vân Khiếu Thiên chậm rãi đứng dậy, dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại điện. Liệu có nên vượt qua hay không? Lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên có một đầu khôi lỗi cao chừng 10 thước, đầu thạch khôi lỗi này đã đạt tới ngũ giai sơ kỳ, thực lực vô cùng cường hãn. Trên thân thể đầu thạch khôi lỗi này có từng mảng nham thạch vô cùng lớn, khí tức cường hãn, giống như cự nhân vậy. Đối mặt với đầu thạch khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên vô cùng do dự, coi như thực sự động thủ Lục Lâm Thiên hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Đây chính là khôi lỗi ngũ gia thực lực cường hãn đến mức coi như là vũ tướng nhất trọng cũng khó có thể thắng nó. Nếu như hắn muốn thẳng thì chỉ còn nước liều mạng với nó. Những đệ tử còn lại đạt đủ yêu cầu, kết thúc. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang do dự trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của đại hộ pháp. Ta đã tiến vào top 20 sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Nhất trọng tầng 5 hầu như là tương đương với tu vi vũ tướng, cho nên tiến vào top 20 tuyệt đối không thành vấn đề.
Thi đấu trong vũ linh ảo cảnh kết thúc, những đệ tử tiến vào mật địa phân biệt là Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Đổng Phàn, Long Tam, Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tằng Sở Hùng, Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Một hộ pháp bước lên phía trước tuyên bố danh sách 20 người tiến vào mật địa. Lâm Thiên huynh đệ cũng có trong danh sách này, tốt quá. Trong đám người, bốn người Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tính, Bành Truyện Hùng tức thì hét to lên. 20 cái tên được tuyên bố khiến cho chúng đệ tử ước ao đấu kỵ không ngớt. Sau khi tiến vào mật địa, không có bất ngờ gì xảy ra, kẻ kém cỏi nhất cũng kiếm được một chức vị hộ pháp trong tông, đây cũng coi như là rất cao rồi. Một hộ pháp của Vân Dương Tông cũng có địa vị cực cao. Siêu. Trong đại điện, 20 cánh cửa đá đồng thời mở ra, 20 đệ tử còn lại xuất hiện. Cả đám người đều quét mắt nhìn sang bên cạnh, để xem ngoài mình ra còn có những ai cùng tiến vào mật địa. Lục Lâm Thiên chạy ra khỏi cửa đá cũng dùng ánh mắt nhìn quanh đám người. Chiến đao Khuất Đao Tuyệt, Phỉ Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Phách Đao Long Tam, mấy người này đều ở trong đó. Còn có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Phong, Hàn Phong, Đổng Phàn cũng ở trong đám người này. Dù sao đệ tử top 10 Long Bảng tuyệt đối không chỉ có hư danh. Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Trong mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Vân Hồng Lăng có thể tiến vào danh sách 20 người này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng Thúy Ngọc này cũng thể so với những đệ tử đứng đầu của Vân Dương Tông quả thực khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Lâm Thiên, đồ đệ ngoan, con không để cho vi sư thất vọng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Vũ Ngọc Tiền lập tức đi tới. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng có một đồ đệ có thể tiến vào mật địa. Trong sự kích động mắt nhòe đi. Bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên thi lễ với Vũ Ngọc Tiền. Thế nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được có mấy ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người hắn. Lục Lâm Thiên nhìn lại thì quả nhiên là đám người Triệu Gia, Triệu Vô Cực, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, Lục Thiếu Hổ. Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý tới bọn hắn mà âm thầm nghi nhớ trong lòng. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ từ bên người Lục Lâm Thiên vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp từ bên người hắn đi qua. Lục Lâm Thiên nhìn lại thì thấy ngoại trừ Vân Hồng Lăng ra thì còn có thể là ai được nữa. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà lúc này, những đệ tử thân truyền trong đại điển cũng có người vui, có người buồn. Có một vài người vốn trong top 10 Long Bảng, bởi vì một chút sai lầm trong vũ linh ảo cảnh cuối cùng lại đánh mất cơ hội này. Có những lúc, thực lực là điều quan trọng nhất, thế nhưng cũng có lúc vận khí mới là điều quan trọng. Dù sao chỉ cần thứ tự trên Long Bảng không cách xa nhau nhiều quá thì thực lực trên cơ bản cũng không kém nhau là mấy. Khi 20 đệ tử thu được tư cách tiến vào mật địa đi ra đại điện là lúc tiếng tung hô của đám đệ tử bên ngoài vang lên không ngớt. 20 người này không thể nghi ngờ là những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đồng lứa. Thực lực 20 người này đã đạt tới độ cao khiến cho đám đệ tử ở đây phải ao ước và hâm mộ. Những đệ tử thân truyền dưới sự dẫn đầu của sư phụ mình đều cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Chúng đệ tử đứng xem chung quanh rốt cuộc cũng tản đi. Hộ pháp cũng gọi không ít đệ tử lại để làm công tác quét dọn. 9 ngày qua trên mặt đất cũng xuất hiện không ít giấy gói thức ăn rơi xuống, bình nước cũng không ít. Toàn bộ sân rộng lúc này vô cùng hỗn độn. Sư đệ thật giỏi, nhất mạch chúng ta rốt cuộc cũng có ngày ngẩng đầu rồi. Tại đình viện trên ngọn núi của Vũ Ngọc Tiền. Lúc này Mã Phương nói. Sư huynh quá khen rồi. Lục Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên, 3 ngày sau tiến vào mật địa, trong nửa năm này con phải cẩn thận một chút, trong mật địa này tùy thời đều có nguy hiểm, năm trước cũng có đệ tử bất hạnh ngã xuống, cho nên con phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền nghiêm túc dặn dò Lục Lâm Thiên. Con sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên lại nói. Sư phụ, trong mật địa này rốt cuộc có những nguy hiểm gì? Sự ra đời của mật địa này chính là một ít cường giả đỉnh cấp của Vân Dương Tông ta liên thủ phong ấn. Làm nơi bảo hộ vũ linh thánh quả, bản thân mật địa chính là một mảnh của lục địa thượng cổ. Sau này bị cường giả Vân Dương Tông ta phát hiện vũ linh thánh quả trên đó cho nên bọn họ liên thủ phong ấn đem tới Vân Dương Tông. Vũ Ngọc Tiền nói, lục địa thượng cổ sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới từ lục địa thượng cổ này. Con biết quá ít cho nên mới kinh ngạc như vậy, điều này cũng không kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Vũ Ngọc Tiền mỉm cười rồi lại nói.
chờ sau khi thực lực của con mạnh hơn chút tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Việc này vi sư cũng chỉ nghe sư tôn nói qua một lần mà thôi, cũng không thể giải thích rõ ràng cho con nghe. Nói chung, trong mật địa vô cùng nguy hiểm, so với sơn mạch Vũ Đô cũng không kém bao nhiêu. Có không ít yêu thú ở trong đó. Được rồi, trong mật địa còn có một ít trận pháp thượng cổ, ngay cả cường giả trong tông cũng không dám tùy tiện đi vào. Ở ngoài trận đã có không ít ký hiệu, con không được xông loạn vào bên trong, sự nguy hiểm bên trong nó đủ để khiến cho đệ tử lập tức mất mạng. Mật địa thượng cổ trận pháp, vũ linh thánh quả, mật địa này quả thực không đơn giản nha. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, xem ra hiểu biết của hắn về linh vũ đại lục ít ỏi tới mức đáng thương. Con cũng không cần lo lắng quá, 20 đệ tử năm trước người mất mạng cũng rất ít, trừ phi là kẻ vận khí đặc biệt xui xẻo mới mất mạng mà thôi. Nếu như quá nguy hiểm, tông môn cũng không để cho đám đệ tử như các con đi vào. Chỉ là nguy hiểm thực sự tồn tại, đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều, khi trước cường giả trong tông để lại trong mật địa không ít vũ khí. Bản thân mật địa lại là lục địa thượng cổ, nếu như vận khí tốt cũng có thể kiếm được một chút bảo vật. Còn có người nói trong mật địa này cũng không hề thiếu những chỗ khác nhau, ngay cả cường giả trong tông cũng không biết rõ ràng. Nếu như con có cơ duyên thì có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Vũ Ngọc Tiền lại nói, sư phụ, trong mật địa này đám yêu thú có cấp bậc gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Đều từ tứ giai tới ngũ giai. Nếu như vận khí không tốt, yêu thú ngũ giai trung kỳ cũng có thể gặp phải. Những yêu thú có đẳng cấp cao hơn đều bị cường giả trong tông thu phục hoặc là đánh chết. Cho nên hẳn sẽ không có yêu thú đạt tới lục giai. Vũ Ngọc Tiền nói. Có yêu thú là tốt rồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong mật địa này nửa năm. Nếu có yêu thú ở bên trong thì hắn có thể tu luyện giống như khi còn ở trong sơn mạch Vũ Đô, cũng tìm được yêu đan để thôn phệ. Lâm Thiên, ba đầu yêu thú của con cũng không được tiến vào mật địa. Trong mật địa này có phong ấn của cường giả trong tông để phòng yêu thú chạy ra. Vì vậy trong mật địa này có cấm chế, bất luận là một đầu yêu thú nào cũng không thể tiến vào, cũng không thể đi ra khỏi mật địa. Vũ Ngọc Tiền nói, còn có loại cấm chế này sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn đang muốn mang theo Tiểu Long đi vào mật địa, đến lúc đó hắn cũng an toàn hơn một chút, thế này quả thực có chút phiền phức rồi. Không biết có thể mang không gian thú nang đi theo hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày thầm nghĩ. Sau khi từ chỗ Vũ Ngọc Tiền trở về đình viện của mình, Tiểu Long nhanh chóng chạy tới vai của Lục Lâm Thiên, nhanh nhỏ hỏi. Lão đại, thế nào rồi? Có tiến vào top 20 người cuối cùng không? Lão đại của ngươi xuất mã đương nhiên không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nói. Đó là đương nhiên, lão đại xuất mã đương nhiên không thành vấn đề, bằng không sẽ không phải là lão đại của đệ rồi. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, thanh âm truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Còn 3 ngày nữa mới tiến vào mật địa, trong 3 ngày này Lục Lâm Thiên phát hiện ra mình lại chẳng biết làm gì. Cho nên hắn lập tức mỉm cười gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới chỗ ở của Lục Vô Song. Trên một ngọn núi khổng lồ, mây mù lượn lờ ở sườn núi, một đám kiến trúc như ẩn như hiện. Trong một đình viện, lúc này Triệu Vô Cực, Sử Vân Sinh, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ, Tằng Sở Hùng đang ở đó. Kình Hải, Kình Thiên, Sở Hùng, lần này 3 người các ngươi đều có thể đi vào mật địa, nếu 3 người các con liên thủ hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu cơ duyên tốt nói không chừng sẽ thu được một ít bảo vật. Trong mật địa này có không ít bảo vật bất phàm. Triệu Vô Cực nói với mọi người. Ra ra, trong mật địa này còn có những bảo vật gì tốt chứ? Triệu Kình Thiên nói. Con đừng coi thường mật địa này. Trong mật địa còn có không ít trận pháp thượng cổ, ngay cả trưởng lão Linh Đường cũng không thể phá giải. Cho nên đều là cấm địa, các con ngàn vạn lần không được xông vào đó. Về phần bảo vật, Vũ Linh Thánh quả kia tuyệt đối là bảo vật, còn những cái khác phải xem cơ duyên của các con. Triệu Vô Cực nói. Ngoại công. Người có biện pháp nào để cho con tiến vào trong mật địa hay không? Lục Thiếu Hổ lúc này lên tiếng, sắc mặt hắn không tốt chút nào. Tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể tiến vào mật địa mà hắn thì lại không thể, tâm tình của hắn lúc này không cần hỏi cũng biết. Thiếu Hổ, điều này ngoại công cũng không có cách nào. Sau này con cần phải nỗ lực nhiều hơn. Năm nay con mới có 19 tuổi, coi như là lần tới mật địa mở ra con vẫn còn có cơ hội. Triệu Vô Cực nói. Ra ra,
lần này Lục Lâm Thiên kia cũng đi vào mật địa, chúng ta có nên. Trong mắt Triệu Kình Thiên lúc này bắn ra sát ý nói. Mặc kệ thế nào ta cũng không hy vọng hắn còn sống mà đi ra. Ba người các con tiến vào mật địa phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mà không để cho những đệ tử khác biết. Trong mật địa, đệ tử đồng môn không được sát hại lẫn nhau, bằng không ta cũng không bảo vệ được các con. Triệu Vô Cực nói. Một phú phách mà thôi, tuy rằng có chút bản lĩnh thế nhưng muốn giết hắn quả thực so với giết một con rắn còn dễ dàng hơn. Triệu Kình Hải lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra sự kiêu ngạo vô cùng. Thứ nhất Long Bảng, Linh Tướng. Tam trọng, muốn chặn giết một vũ phách quả thực không phải là việc khó khăn gì. Tiểu tử kia có chút bản lĩnh, các con vẫn phải chú ý một chút. Triệu Vô Cực nói. Gió nhẹ nhẹ thổng khiến cho đám sương mù trong núi di động, trên một ngọn núi lúc này có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ngồi trên một tảng đá. Lâm Thiên, sau khi tiến vào mật địa phải cẩn thận, không thể sơ ý. Lục Vô Song nói. Những lời này tỷ đã nói 9 lần rồi nha. Lục Lâm Thiên đáp. Tỷ sợ đệ sơ ý. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song trừng lên với Lục Lâm Thiên, lại nghiêm mặt nói. Và nói cho đệ một chuyện quan trọng. Nói đi, đệ nghe đây. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên ngừng cười nói. Tỷ biết giữa đệ và Hồng Lăng có chút chuyện. Vô Song, đệ và Hồng Lăng thực, chỉ ít hiện tại vẫn không có gì. Lục Lâm Thiên vội vã giải thích. Không được xen nào, hãy nghe tỷ nói hết. Lục Vô Song lấy tay che miệng Lục Lâm Thiên rồi nói. Tỷ biết hiện tại giữa đệ và Hồng Lăng không có gì. Tỷ cũng đã tìm Hồng Lăng nói qua. Hồng Lăng mặc dù là có chút điêu ngoa, thế nhưng ở chung lâu đệ sẽ phát hiện nàng là một nữ hài tốt. Tuy rằng miệng luôn nói hận đệ, là nữ nhân nên tỷ biết trong lòng nàng còn có đệ. Cho nên đệ không được làm nàng tổn thương. Vô Song, ý của tỷ là. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Tuy rằng tỷ không muốn cùng người khác chia sẻ đệ, thế nhưng tỷ cũng không muốn Hồng Lăng phải thương tâm. Quan trọng hơn tỷ biết trong lòng đệ cũng có Hồng Lăng, chỉ vì sợ tỷ ghen cho nên mới giả bộ là không thích Hồng Lăng. Lần này tiến vào mật địa, đệ tự mình nghĩ biện pháp an ủi nàng đi. Lục Vô Song nói. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, một lát sau mới nói. Tỷ thực sự không ăn dấm. Sao tỷ lại phải ăn dấm? Nếu như là nữ nhân khác tỷ nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng Hồng Lăng thì tỷ hiểu rõ, trong lòng nàng thực sự có đệ. Mặc dù tỷ có chút không muốn thế nhưng nghĩ bao lâu nay rốt cuộc cũng thông suốt. Nam nhân các ngươi đều là một dạng như thế này. Có rồi sớm muộn cũng sẽ chán, không chừng một ngày nào đó sẽ vụng trộm sau lưng tỷ. Không bằng để Hồng Lăng tới trông chừng đệ, tỷ cũng an tâm. Sau này nếu đệ lại như vậy cho dù tỷ bỏ qua cho đệ thì Hồng Lăng cũng sẽ thu thập đệ. Lục Vô Song nói. Hóa ra là muốn tìm một người tới quản đệ nha. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Đệ đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Lục Vô Song trừng mắt, đôi tay trắng như bông tuyết đánh vào người Lục Lâm Thiên. Có nữ nhân như tỷ, đệ sao có thể đi tìm ai khác nữa? Ôm nữ tử trước mắt vào lòng, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này không khỏi cảm động. Trong đầu không tự chủ mà hiện lên dáng dấp của nữ nhân điêu ngoa Vân Hồng Lăng kia. Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng quả là có chút giả dối. Thế nhưng việc này hắn cũng không thể làm chủ, cho dù hắn có ý tứ kia thế nhưng hiện tại Vân Hồng Lăng còn đang giận hắn, huống chi còn có một cửa của Vân Khiếu Thiên nữa. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, bên ngoài một đỉnh viện tinh xảo, bên cạnh còn có mấy khóm trúc, lúc này có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Thúy Ngọc, không phải ngươi nói chúng ta sẽ trở về sao? Lại còn muốn vào mật địa của Vân Dương Tông? Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc hỏi. Mật địa của Vân Dương Tông này lai lịch bất phàm, chính là một khối lục địa thượng cổ, ta đi xem có bảo vật nào không? Đặc biệt là Vũ Linh Thánh Quả ta cũng muốn nếm thử một chút. Thúy Ngọc nói. Phỏng chừng bên trong khối lục địa thượng cổ của Vân Dương Tông cũng không có bảo vật cao cấp. Bảo vật trong tộc mỗi một kiện xuất ra đều vô cùng bất phàm. Về phần Vũ Linh Thánh Quả tuy rằng là bất phàm, thế nhưng linh quả trong tộc chúng ta mạnh hơn Vũ Linh Thánh Quả cũng có không ít. Người đi vào trong đó, chỉ sợ còn có mục đích khác. Độc Cô Băng Lan nói. Người muốn nói cái gì? Thúy Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Băng Lan hỏi. Chẳng lẽ là vì Lục Lâm Thiên? Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói. Không phải. Thúy Ngọc ngẩng đầu nói. Lục Lâm Thiên không đơn giản.
còn có Lục Vô Song, ta hoài nghi nàng đã. Nói chung, ta muốn tiến vào mật địa nhìn một phen. Sau đó xem có tìm được tin tức bảo vật kia từ trên người Lục Lâm Thiên hay không. Lời này chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng không tin. Độc Cô Băng Lan Tầm nói, lại nói tiếp. Lục Lâm Thiên tuy rằng bất phàm, là nhân trung chi long. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù hắn mạnh mẽ chỉ sợ cũng không được gia tộc tán thành, bởi vì còn xa mới đạt tới yêu cầu của trong tộc. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chờ sau khi ta rời khỏi mật địa thì ta sẽ rời khỏi Vân Dương Tông. Thúy Ngọc nói, thời gian 3 ngày có thể coi như một cái chớp mắt, trong 3 ngày này ngoại trừ thời gian Lục Lâm Thiên ở cùng Lục Vô Song thì hắn còn đi Vạn Vũ Lâu. Sáng sớm, ngoài cửa gió nhẹ thổi mang theo những chiếc lá rung bay đầy trên núi. Phù! Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Cảm giác chân khí dồi dào trong cơ thể. Tuy rằng hắn vẫn luôn hà khắc với bản thân thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vũ phách tứ trọng, linh phách tứ trọng đỉnh phong. Loại thực lực này cho dù hiện tại hắn có đụng phải vũ phách cửu trọng cũng có thể chém giết. Vũ tướng nhất trọng cũng có lực để chống lại, muốn giết thì không biết có thể làm được hay không. Lão đại, tới giờ xuất phát rồi. Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt thì thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ vô cùng sáng sủa. Vào trong thú nang đi, không biết ta có mang được đệ vào hay không? Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào, để Tiểu Long tiến vào thú nang, Lục Lâm Thiên cũng không dám chắc có thể đem nó vào trong được hay không? Hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Long có chút lo lắng, phải rời khỏi lão đại của nó hơn nửa năm, nó không muốn một chút nào. Trên ngọn chủ phong Vân Dương Tông, ngọn núi vô cùng to lớn, chu vi khoảng chừng 10 dặm, từ dưới đất mọc lên thẳng tới trận trời, là ngọn núi sừng sững to nhất trọng sơn mạch này. Giống như chòm sao thương long ngẩng đầu khí thế vô cùng phi phàm. Lục Lâm Thiên theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền đi tới ngọn núi cao nhất, lúc này trên sân rộng trước đại điện đã có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là chúng hộ pháp của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long ở trong thú nang. Còn huyết tích dịch và thiên sĩ tuyết sư thì lưu lại trên ngọn núi, để cho bọn chúng tu luyện. Siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên còn chưa chạm đất thì giữa không trung xuất hiện mấy đầu yêu thú phi hành khổng lồ, chính là chúng trưởng lão mang theo đệ tử có tư cách tiến vào mật địa tới đây. Siêu siêu! Mọi người đáp xuống mặt đất, một cỗ khí tức khuếch tán khiến cho chung quanh khẽ chấn động. Triệu Kình Hải, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Tằng Sở Hùng. Lục Lâm Thiên đáp xuống sân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lúc này hơn phân nửa người hắn đều biết tên. Những đệ tử này cũng chính là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong Vân Dương Tông hiện tại. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ 3 thân ảnh trong đám người. Thứ nhất, thứ 5 và thứ 12 trên long bảng, 3 người này đều là môn hạ của Triệu Vô Cực. Nếu như tính cả Lý Đạt Giang kia thì top 20 trên long bảng môn hạ Triệu Vô Cực có 4 người. Thảo nào địa vị Triệu Vô Cực trong tông môn lại không thấp. Nhìn vào 3 người này Lục Lâm Thiên khẽ nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý. Trong mật địa này nếu 3 người bọn chúng không trêu chọc tới hắn sợ rằng không có khả năng. Thế nhưng cho dù bọn chúng không trêu chọc tới hắn nhưng nếu có cơ hội bản thân hắn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như toàn bộ 3 người bọn họ chết ở trong mật địa. Tin rằng Triệu Vô Cực sẽ tức giận tới mức nhảy lầu. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên âm thầm cười lạnh, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chặn giết 3 kẻ này, coi như là liều mạng cũng khó có thể làm được. 2 vũ tướng 1 linh tướng tam trọng, thực lực vô cùng kinh khủng, tốt hơn nên ẩn nấp trước một phen rồi tính. Lúc này hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của 3 người dường như vô ý quét về phía hắn. Lục Lâm Thiên lập tức bày ra bộ dáng ta không sợ các ngươi, chí ít. Bản thân hắn cũng có một chút năng lực để tự bảo vệ mình. Chư vị trưởng lão tới thật sớm. Thanh âm của Vân Khiếu Thiên chậm rãi truyền đến, thanh âm vừa dứt thì trên sân xuất hiện 6 đạo thân ảnh. Bái kiến tông chủ. Mọi người hành lễ, 6 người này lần lượt là Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn. Khí tức thật mạnh. Lục Lâm Thiên vẫn không ngừng suy đoán thực lực của Vân Khiếu Thiên này, thế nhưng cũng không đoán ra được. Hắn tuyệt đối có tu vi Vũ Vương, thế nhưng Vũ Vương mấy trọng hắn không đoán ra được. Từ khí tức xem ra, so với Dương trưởng lão kia dường như mạnh hơn không ít.
Tất cả đều đã tới vậy thì chúng ta xuất phát đi mật địa thôi. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Vũ Ngọc Tiền lên tiếng. Hai cánh Lam Ngọc Lang Ưng dựng lên, hai người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Chúng trưởng lão bên cạnh cũng nhảy lên yêu thú phi hành của mình, tất cả những yêu thú này đều đạt tới ngũ giai, vô cùng cường hãn. Hai cánh dựng lên bay về phía trước. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, lúc này nàng vẫn ở bên cạnh Vân Khiếu Thiên, xem ra thân phận của Thúy Ngọc này không tầm thường một chút nào. Rốt cuộc nàng là ai? Lục Lâm Thiên nói, trước đây Nam Thúc đã từng nói, Độc Cô Gia không đơn giản một chút nào. Thế nhưng cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng chưa từng nghe qua có thế lực cường hãn nào gọi là Độc Cô Gia tộc cả. Một lát sau Lục Lâm Thiên cũng lười suy nghĩ nữa. Lúc này từ trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng nhìn xuống, quần sơn lờ mờ, ngọn núi biến hóa, xanh tươi, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc trên các ngọn núi. Dãy núi liên miên dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra quang mang nhàn nhạt có vẻ vô cùng tráng lệ. Trên lưng yêu thú phi hành, mọi người không nói câu nào, sau nửa canh giờ, một hạp cốc khổng lồ xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Trong hạp cốc lúc này có một con sông rộng nghìn thước, nước sông chảy cuồn cuộn liên tục, hạp cốc chia làm hai phần, bao quanh hạp cốc là những ngọn núi cao ngất xuyên thẳng lên trời. Con sông vô cùng rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào trên những tảng đá bên cạnh tạo thành bọt nước. Lâm Thiên, chúng ta tới rồi. Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Mọi người rời khỏi lưng yêu thú phi hành, đứng trên một tảng đá chừng mấy chục thước dưới ngọn núi. Lẽ nào mật địa ở đây sao? Nhìn sang chung quanh, Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, chỗ này dường như cũng không có gì đặc biệt so với những địa phương khác. Những đệ tử tiến vào mật địa nghe đây, bên trong mật địa tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sư phụ các ngươi cũng đã nói cho các ngươi tất cả về mật địa này. Vân Khiếu Thiên nhìn chúng đệ tử, vẻ mặt trầm xuống nói. Trong mật địa có một bảo vật của Vân Dương Tông chúng ta là Vũ Linh Thánh Quả, 3 năm kết trái một lần, mỗi người đều có thể dùng một quả. Sau khi dùng xác suất đột phá Vũ Vương, Linh Vương đạt tới 5 thành, cho nên các ngươi dùng một trái là đủ. Thế nhưng mỗi lần Vũ Linh Thánh Quả kết trái chỉ có 9 trái, nói cách khác. 11 người còn lại sẽ không có Vũ Linh Thánh Quả để dùng. Tiện đây ta cảnh cáo tất cả mọi người, mặc kệ là dưới tình huống gì, bao gồm cả tranh đoạt Vũ Linh Thánh Quả cũng không được đánh chết đồng môn. Bằng không, mặc kệ là ai, sau khi rời khỏi mật địa cũng bị đánh chết. Đồng thời gia tộc phía sau các ngươi cũng bị liên lụy, các ngươi hiểu chưa? Vâng, tông chủ. Chúng đệ tử đáp lại, dưới khí tức uy áp của Vân Khiếu Thiên khiến cho toàn thân bọn họ run rẩy. Ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không có ngoại lệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đánh chết đồng môn không ngờ còn liên lụy tới gia tộc, đủ thấy Vân Dương Tông bảo hộ đệ tử thân truyền ra sao. Trong mật địa còn có bảo vật thứ hai, đó chính là năng lượng bên trong mật địa. Các ngươi ở trong đó tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 5-6 lần. Các ngươi ở trong đó tu luyện nửa năm tương đương với ở bên ngoài tu luyện 2 năm. Đối với vũ giả song hệ tương đương với tu luyện bên ngoài 4-5 năm. Phải nắm chắc cơ hội này, những năng lượng này chỉ đủ cho các ngươi thôn vệ trong nửa năm sau cho dù ở lại cũng không có một chỗ tốt nào cho các ngươi mà chỉ có hại mà thôi. Bởi vì 20 người các ngươi đều là đệ tử mạnh nhất từ trong tông chọn ra, vô luận là linh hồn lực và tâm cảnh đều đạt tới trình độ nhất định. Nếu như đệ tử bình thường tiến vào trong đó phỏng chừng sẽ tạo thành không ít di chứng. Đồng thời mỗi 3 năm vào lúc Vũ Linh Thánh Quả chín mới có thể tạo ra được đám năng lượng này cho các ngươi tu luyện. Bình thường mật địa cũng không có tác dụng này. Vân Khiếu Thiên nói. Còn có loại chuyện như thế này sao? Lục Lâm Thiên thầm khiếp sợ trong lòng, nửa năm không ngờ lại tương đương với thời gian tu luyện 2 năm. Vũ giả song hệ còn trực tiếp tương đương với 4-5 năm. Vậy nếu như vũ giả tam hệ không chừng còn bằng 7-8 năm nha. Quá mức kinh khủng, may mắn thay mỗi 3 năm khi Vũ Linh Thánh Quả chín mới có tác dụng như vậy. Nếu như mật địa lúc nào cũng có tác dụng như vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Vân Dương Tông có thể liên tục để đám đệ tử thiên phú không tồi đưa đến mật địa, lại thêm tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. 20 năm sau, phỏng chừng thực lực Vân Dương Tông sẽ tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiến vào mật địa, bên trong nguy cơ khắp nơi, nếu như có tiêu ký trước cấm địa mà tông môn lưu lại thì không được xông loạn vào trong đó. Các ngươi muốn trở về thì cứ đi thẳng về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả nằm ở vị trí trung ương mật đạo, vì vậy các ngươi chỉ cần tiến về phía trước là có thể tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả.
phải chú ý một điểm. Vũ Linh Thánh Quả vào 3 tháng sau mới chín, nếu như các ngươi không tìm thấy nó, 9 ngày sau Vũ Linh Thánh Quả sẽ tự động héo rũ, hoặc là bị yêu thú ăn vào bụng. Những đệ tử thu được Vũ Linh Thánh Quả có thể trực tiếp ăn vào, hiệu quả ngay lúc hái mới tốt nhất. Nửa năm sau, các ngươi phải lập tức chạy tới nơi xuất gốc, bằng không sẽ bị nhốt trong mật địa 3 năm. Đến lúc đó, phỏng chừng các ngươi cũng đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Nói xong, Vân Khiếu Thiên nhìn một loạt các đệ tử, sau đó nhìn vào một ngọn núi phía trước nói. Mời mấy vị thái thượng trưởng lão mở mật địa. Siêu siêu. Lúc này, trên ngọn núi chung quanh đột nhiên có mấy đạo khí tức xuất hiện. Khí tức thật mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, mấy đạo khí tức này chỉ xuất hiện thôi cũng đã khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Mấy đạo khí tức này thậm chí so với Vân Khiếu Thiên còn mạnh hơn nhiều. Vân Dương Tông thật đáng sợ. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương Tông này tuyệt đối đáng sợ, thực lực biểu hiện ra bên ngoài đã rất kinh khủng rồi, thực lực ẩn giấu lại càng thêm kinh khủng. Tam Tông Tứ Môn, quả thực danh bất hư truyền, quá mức khủng bố. Lục Lâm Thiên lúc này lại nghĩ tới Phi Linh Môn của mình, coi như là có lão độc vật và quỷ tiên tử Bạch Oánh thì Phi Linh Môn của hắn cũng không thể so sánh với đại môn đại phái như Tam Tông Tứ Môn. Ngay khi mấy đạo khí tức này xuất hiện thì đồng thời Lục Lâm Thiên thấy trên ngọn núi cao vót phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang trụ chói mắt, đường kính vô cùng khổng lồ. Tổng cộng có 4 đạo quang trụ, phân biệt là vàng, xanh, trắng, đỏ, 4 loại năng lượng thuộc tính cũng ba động theo, phân biệt là thổ hệ, thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ. 4 đạo quang tụ xuất hiện trong nháy mắt khiến cho không gian rung động. Toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông đột nhiên từ giữa không trung khuếch tán ra. Cỗ hơi thở này dường như đến từ không gian hư vô khiến cho người ta có cảm giác trường tồn với thời gian khiến cho linh hồn những đệ tử ở đây không khỏi run rẩy. Mật địa sắp mở ra. Vũ Ngọc Tiền nhìn không được mà nói. Oanh! Vũ Ngọc Tiền vừa nói xong Lục Lâm Thiên lập tức đưa mắt nhìn về phía con sông rộng kia. Lúc này trên mặt sông bỗng nhiên phát âm thanh bạo liệt, toàn bộ đại địa đều rung động. Nước sông bỗng nhiên cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn giống như cơn đại hồng thủy cao tới mấy chục thước. Ào ào. Đồng thời, trên bầu trời, giữa cái khe sâu kia đột nhiên có một không gian chừng trăm thước chậm rãi hiện ra từ cái khe, không gian bốn phía chấn động. Không khí chung quanh giống như cuộn sóng. Vừa rồi cỗ khí tức cổ xưa kia chính là từ bên trong cái khe phát ra, lúc này khí tức này càng thêm đậm đặc. Đây là mật địa sao? Lục Lâm Thiên nhìn vào không gian đang hiện ra trên cái khe kia không khỏi có chút khiếp sợ mà lẩm bẩm. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên mới biết được bản thân mình nhỏ bé, dưới khí tức này, hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu. Mật địa sắp mở ra, những đệ tử đi vào mật địa chuẩn bị. Sau nửa năm cửa ra sẽ mở ra tới lúc đó các ngươi phải nắm chắc thời gian chạy tới. Vân Khiếu Thiên nhấn mạnh hai chữ nửa năm, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Trong mật địa này có một cỗ năng lượng mà Vân Khiếu Thiên từng nói, không biết hắn có thể thôn phệ hay không. Nếu như âm dương linh vũ quyết của hắn mà cũng không thể thôn phệ thì đây chính là nhược điểm của âm dương linh vũ quyết, khi đó ở trong này hắn sẽ tu luyện giống như bình thường, căn bản không thể so sánh được với những người khác. May thay trong này cũng có yêu thú, đến lúc đó thôn phệ yêu đan, thời gian nửa năm thực lực của hắn tuyệt đối có thể thăng tiến một bước dài. Siêu siêu. Cái khe khổng lồ trên bầu trời giống như là cánh cửa không gian, chu vi chung quanh lúc này có một cỗ khí tức tràn ngập trong không gian. Dưới con sông sóng nước không ngừng dâng cao cuồn cuộn rồi lại đổ xuống nước văng tung tóe như nổ một quả bom trong con sông vậy. Bắt đầu tiến vào mật địa. Vân Khiếu Thiên nói. Siêu siêu. Vân Khiếu Thiên vừa nói xong, có 3 đạo thân ảnh phóng lên cao, mang theo 3 tiếng xé gió. 3 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trực tiếp tiến vào trong không gian bên trong cái khe kia rồi biến mất không thấy. Siêu siêu. Lại có mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh tiếp theo phóng tới, chính là đám người chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong. Siêu. Ngay sau đó, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng trực tiếp tiến vào bên trong đó. Lâm Thiên, đi đi. Tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Nửa năm sau vi sư sẽ chờ con ở đây. Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sự quan tâm. Vâng, đệ tử đi vào đây. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, chân khí dưới chân lóe lên,
thân ảnh giống như một con chim ưng nhẹ nhàng nhảy lên. Không gian thú nang không biết có thể đem vào bên trong không. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn mang theo không gian thú nang trong người, không biết có thể tiến vào trong mật địa hay không. Ngay khi vừa mới tiến cận cái khe kia, Lục Lâm Thiên nhất thời cảm nhận được một cỗ hấp lực đem hắn hút vào bên trong. Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào bên trong, mấy người còn lại ở bên ngoài lúc này chân khí dưới chân cũng run lên, trong nháy mắt lao thẳng lên bầu trời, tiến vào không gian bên trong cái khe. Ngay khi người cuối cùng biến mất trong cái khe kia, bốn đạo quang trụ trên ngọn núi lập tức biến mất. Không gian chung quanh cái khe cũng ba động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mờ ảo rồi biến mất trước mắt mọi người. Phanh phanh! Trong con sông, từng cơn sóng lớn lúc này trong nháy mắt cũng khôi phục lại như cũ. Không biết lúc này ai trong bọn chúng sẽ có được linh vũ thánh quả đây? Dương trưởng lão nhìn vào cái khe đang biến mất trong không gian chậm rãi nói. Vậy thì phải xem thực lực và vận khí của bọn chúng rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Trong không gian trắng xóa, lúc này Lục Lâm Thiên đang đứng ở đó. Phía xa có ánh sáng lóe lên, chung quanh hắn lúc này vô cùng vắng vẻ, khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Không gian thú nang có thể tiến vào trong. Lục Lâm Thiên vỗ không gian thú nang của mình, mối lo trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Xem ra mật địa này không cho yêu thú ra vào thế nhưng nếu mang không gian thú nang là có thể cắt đứt khí tức của yêu thú là có thể tiến vào. Có tiểu long bên người, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc này Lục Lâm Thiên vận chuyển chân khí trong người, đánh giá bốn phía. Siêu! Trong nháy mắt, không gian giống như gấp khúc đột nhiên một cảnh tượng khác xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Đây là một sơn cốc, lúc này trong cửa cốc còn có đám người Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên. Siêu siêu! Phía sau Lục Lâm Thiên lúc này có mấy đạo thân ảnh đang tiến đến. Lúc này, 20 đệ tử tiến vào mật địa đã tập trung ở trong sơn cốc này. Năng lượng thật là đậm đặc. Trong lúc đó, Lục Lâm Thiên âm thầm cảm nhận chung quanh, trong nháy mắt phát hiện ra trong không khí nơi này có một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này theo sự hô hấp của hắn mà tiến vào cơ thể khiến cho cơ thể có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tâm thần tản ra, Lục Lâm Thiên lại phát hiện trong không khí có một tia năng lượng vô cùng nhỏ đang di chuyển. Loại năng lượng kỳ lạ này có chút giống như năng lượng trong thiên địa và năng lượng bên trong linh hồn thần dịch, năng lượng bên trong vũ linh ảo cảnh nữa. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, khí tức này dường như mặc kệ là chân khí hay linh lực đều có chỗ tốt. Hắn khẽ nhíu mày rồi suy đoán, đây có lẽ là loại năng lượng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện trong lời nói của Vân Khiếu Thiên. Lục Lâm Thiên nhất thời vận chuyển âm dương linh vũ quyết thử xem có thể thôn phệ được không. Chân khí vận chuyển, thế nhưng ngay lập tức Lục Lâm Thiên lại thất vọng. Năng lượng này tuy rằng đậm đặc thế nhưng âm dương linh vũ quyết của hắn lại không thể trực tiếp thôn phệ. Dưới tình huống bình thường hắn cũng tu luyện nhanh hơn vũ giả bình thường mấy lần. Thế nhưng có âm dương linh vũ quyết cho nên mới có cảm giác chậm chạp. Hơn nữa tốc độ tu luyện của vũ giả ngũ hệ cũng không phải là thứ mà các vũ giả bình thường có thể so sánh. Thất vọng qua đi, Lục Lâm Thiên cũng không để ý lắm. Bởi vì trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ tới loại kết quả này, bản thân hắn muốn tăng cường thực lực vẫn dựa vào yêu đan là nhanh nhất. Chỉ là không biết bên trong mật địa này có linh thú hay không. Bằng không tu vi linh giả muốn đột phá quả thực có chút phiền phức. Lúc này những đệ tử đều đánh giá chung quanh, đối với mọi người mật địa này là một nơi xa lạ, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến đây. Chư vị, trong mật địa này vô cùng nguy hiểm, nhiều người thì độ an toàn sẽ cao hơn một chút, các vị có muốn đi cùng chúng ta không? Trong đám người, lúc này Triệu Kình Hải nói. Thanh âm của Triệu Kình Hải vang lên, nhất thời có vô số ánh mắt nhìn vào người Triệu Kình Hải. Bên người Triệu Kình Hải lúc này có Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng. Ba người này một người thứ nhất long bảng, một người xếp thứ năm và một người xếp thứ 12. Ta gia nhập. Một nữ đệ tử không có chút do dự nào đi tới bên cạnh ba người Triệu Kình Hải. Vương Bình, xếp thứ 24 trên long bảng, linh sư cửu trọng đỉnh phong. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhanh chóng hiện lên tin tức về nữ nhân này. Cường giả xếp thứ 14 trên long bảng, vận khí không tồi chút nào, lần này không ngờ lại tiến vào top 20. Có ai đi cùng ta không? Chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi. Bởi vì linh vũ thánh quả cũng chỉ có 9 quả. Ánh mắt Vân Hồng Lăng đảo qua mọi người rồi nói.
Vân Hồng Lăng nói xong lập tức có không ít đệ tử đang do dự lúc này cũng không nhịn được mà nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Bên người Vân Hồng Lăng lúc này có Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn. Tổng cộng 4 người, Hàn Phong là cường giả thứ 2 Long Bảng, Đồng Phàn thứ 4. Mà bản thân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc đều có thực lực tiến vào nhất trọng tầng năng của linh vũ ảo cảnh hợp nhất. 4 người này chỉ tính riêng về thực lực cũng không thua kém đám người Triệu Kình Hải. Tính thêm ta nữa. Phi Ưng Lăng Phong nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Vân Hồng Lăng. Tính thêm ta nữa. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần nhíu mày, khí tức quanh người có chút âm trầm, lúc này cũng lắc mình đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Ha ha, ta cũng tới giúp vui. Phách Đao Long Tam cười ha hả nhanh chóng tiến tới bên cạnh Vân Hồng Lăng. Có 4 cường giả này gia nhập, khí thế của trận doanh Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng cường hãn, mọi người đều là cường giả. 9 người còn thiếu 1 người. Lục Lâm Thiên, người tới đây đi. Nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt lại mở miệng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không được chấp nhận đội ngũ. Khuất Đao Tuyệt vừa nói xong thì Vân Hồng Lăng nói. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy mọi người đều nghi hoặc không ngớt, không biết Lục Lâm Thiên đã đắc tội với nữ nhân điêu ngoa này từ bao giờ. Lục Lâm Thiên cười khổ, nữ nhân này xem ra vẫn còn chưa hết giận với hắn. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Lúc này lại có 2 người thanh niên đi lên phía trước, một người là Vũ Phách Lục Trọng, người kia là Vũ Phách Thất Trọng. 2 người này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, một người chính là đệ tử của Ngô Trưởng Lão. Một người là đệ tử của Tôn Trưởng Lão. 2 người này cũng bài danh trong top 10 của Long Bảng. 2 người các ngươi chỉ có 1 người được gia nhập, chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi. Vân Hồng Lăng nhìn 2 người nói. Hồng Lăng, để cho 2 người bọn họ cùng gia nhập đi. Ta rời khỏi đoàn đội. Thúy Ngọc nói với Vân Hồng Lăng. Cái gì, thế nhưng. Vân Hồng Lăng nhìn Thúy Ngọc nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Thúy Ngọc lại nói. Ta tự có chừng mực, không sao đâu. Nhìn Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng dường như cũng biết mình không có cách nào thuyết phục được nàng nên nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy bên người Vân Hồng Lăng đã có 9 người, những đệ tử còn lại của Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể đi tới bên cạnh Triệu Kình Hải mà thôi. Mọi người cũng biết, trong mật địa này vô cùng nguy hiểm. Nhiều người tự nhiên sẽ an toàn hơn một chút, nếu như một mình hành tẩu. Độ nguy hiểm sẽ cao hơn khi hành tẩu cùng đoàn đội hơn mấy lần. Lâm Thiên, ta đi cùng ngươi. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang thầm suy nghĩ trong lòng thì Thúy Ngọc đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi nói. Đi với ta. Lục Lâm Thiên sửng sốt, đi cùng đám người Vân Hồng Lăng, có thêm Hàn Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều, Thúy Ngọc này không biết lại có chủ ý gì nữa đây. Lẽ nào ngươi muốn để cho ta đi một mình sao? Thúy Ngọc nói với Lục Lâm Thiên. Vậy, được rồi. Lục Lâm Thiên nhướng mày rồi đáp. Vậy còn được. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Biểu, Thúy Ngọc, ngươi muốn đi cùng với tiểu tặc này sao? Ta không đồng ý, hắn sẽ bắt nạt ngươi đó. Vân Hồng Lăng tức thì kháng nghị nói. Hồng Lăng, không sao đâu. Ta tin Lâm Thiên không phải loại người như vậy. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Sư muội, chúng ta phải đi thôi. Hàn Phong bên người Vân Hồng Lăng lúc này mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Được rồi, chúng ta xuất phát. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc rồi nói. Sau đó 9 người lập tức rời đi. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Kình Hải nói, ánh mắt quét về phía Lục Lâm Thiên một lát rồi cũng tiến về phía trước. 2 đội này mỗi đội có 9 người, tổng cộng 18 người đều đi về phía trước. Lúc này chỉ còn lại Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nếu như ngươi đi cùng bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói với Thúy Ngọc. Lẽ nào ngươi thấy ta lớn lên không xinh xắn cho nên mới không nguyện ý đi cùng ta? Thúy Ngọc mỉm cười nói. Không xinh sao? Lục Lâm Thiên nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc rồi nói. Nếu như một nữ nhân đẹp mà tâm địa như rắn rết thì ta sẽ lập tức rời khỏi. Xấu hay đẹp không phải dựa vào khuôn mặt cùng dáng người có thể đánh giá được. Tuy rằng nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp, ta cũng vậy, thế nhưng ta càng thêm sợ nữ nhân như độc xà hơn. Thật không, lời nói của ngươi quả thực cũng có chút đạo lý. Thúy Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói.
vậy ngươi nói xem giữa ta và Vô Song tỷ ai hấp dẫn hơn? Chuyện này, Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Vấn đề này quả thực khó trả lời. Thật không, nếu như vậy ta càng muốn ngươi trả lời. Thúy Ngọc nói. Vô Song trong lòng của ta mặc kệ là lúc nào đều là nữ nhân đẹp nhất. Bởi vì nàng trong lòng của ta, cho dù một ngày nào đó nàng già đi, dung nhan biến hóa cũng là người đẹp nhất. Nói như vậy chắc nàng cũng hiểu. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vô Song tỷ rất hạnh phúc. Một lát sau Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Có nàng ấy ta cũng rất hạnh phúc. Lục Lâm Thiên nói, khóe miệng mỉm cười. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. 3 tháng sau nhất định phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả. Diện tích bên trong mật địa này cũng không nhỏ, chúng ta phải đẩy cao tốc độ mới kịp được. Thúy Ngọc nói. Tiểu Long, ra đi. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, sau đó vỗ vào không gian thú nang, tức thì có một đạo quang mang bắn ra, lập tức rơi vào trên vai Lục Lâm Thiên. Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long, Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi. Tiểu Long sao nó cũng vào đây được? Trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào nha. Chuyện này, do bí pháp của ta mà thôi. Lục Lâm Thiên khẽ cười, vuốt đầu Tiểu Long trên vai rồi nói. Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Hai người đi về phía trước, Lục Lâm Thiên không ngừng đánh giá không gian chung quanh. Trong mật địa này có rất ít núi non, sắc trời mông lung, không có mặt trời. Trên bầu trời dường như bị mây mù bao phủ vậy. Dựa theo lời Vân Khiếu Thiên nói. Lục Lâm Thiên trực tiếp đi về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả ở vị trí trung tâm của mật địa, cứ đi về phía trước là đến. Cảm nhận năng lượng đậm đặc trong không khí, Lục Lâm Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Âm Dương Linh Vũ Quyết này ở trong mật địa không có bao nhiêu tác dụng, vẫn phải dùng tới yêu đan. Đi về phía trước, lúc này phía trước đã sớm không còn thân ảnh đám người Vân Hồng Lăng. Hai người cũng không dám chậm trễ vội vã đi về phía trước. Chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tâm thần tản ra chung quanh. Lục Lâm Thiên không dám sơ ý một chút nào, Tiểu Long cũng lúc lắc cái đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Tại một chỗ nào đó trong sơn cốc, dưới không gian mông lung bao phủ, có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến về phía trước. Cẩn thận, có yêu thú. Hai người nhanh chóng thối lui, đồng thời trong sơn cốc lúc này trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, thân thể to lớn. Trên thân được bao phủ bởi một tầng lông màu đen, đuôi đỏ sậm, giống như là lửa vậy. Miệng đầy răng nanh, mắt sáng rực, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm vào hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ. Thúy Ngọc nói, hai người trước mặt 10 đầu Hỏa Vĩ Lang khổng lồ này có chút nhỏ bé, thế nhưng hai người lại không quá để ý tới 10 đầu Hỏa Vĩ Lang này. Lão đại, 10 đầu yêu thú tam giai mà thôi, để có thể dễ dàng đối phó với chúng. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Chưa được sự cho phép của ta, đệ không được xuất thủ. Lục Lâm Thiên nói. Growl. Hơn 10 đầu Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ này gào giống, ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc lúc này như đang nhìn món điểm tâm của bọn nó vậy. Động thủ. Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc nhìn nhau, rồi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ tạo thành một chuỗi tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được. Trực tiếp khiến cho năng lượng chung quanh ba động. Tốc độ thật nhanh. Nhìn vào thân ảnh Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tốc quả thực còn nhanh hơn hắn vài phần. Phanh. Thân ảnh lóe lên, mấy đầu yêu thú tam giai mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên đương nhiên không để vào trong mắt. Thân hình trong nháy mắt bắn về phía trước, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện xuất hiện rồi đánh về phía một đầu Hỏa Vĩ Lang. Tiếng bạo liệt xuất hiện. Đồng thời đầu Hỏa Vĩ Lang khổng lồ này bị Lục Lâm Thiên đánh văng về phía sau trên 100 thước. Cùng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp cũng đánh về phía một đầu Hỏa Vĩ Lang. Thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thân thể của đầu Hỏa Vĩ Lang. Đầu Hỏa Vĩ Lang kia trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể không có một vết thương nào, thế nhưng trong nháy mắt bị mất mạng. Linh lực, Thúy Ngọc này không ngờ lại là linh giả. Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Hắn luôn cho rằng Thúy Ngọc này có chút bí ẩn, thế nhưng thật không ngờ Thúy Ngọc lại là linh giả. Chết đi! Mấy đầu Hỏa Vĩ Lang lúc này cùng xông tới, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến đổi, vòng xoáy xuất hiện dưới chân, thân hình lúc này hóa thành một đám tàn ảnh. Phanh phanh! Lực lượng mang theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên trong sơn cốc. Không khí chung quanh gợn sóng,
âm thanh này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức yên tĩnh lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện về vị trí cũ, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đã có thêm 10 thi thể của Hỏa Vĩ Lang. Không nghĩ tới nàng lại là linh giả. Lục Lâm Thiên nói với Thúy Ngọc, lại nói đến điều này, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý tới nàng, thế nhưng có chút kỳ quái là hắn không thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc này. Ngươi chẳng cũng là vũ giả tam hệ sao? Chúng ta đi thôi, phỏng chừng chúng ta đánh giết thế này sẽ hấp dẫn không ít yêu thú tới đây. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, mặc dù tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng, thế nhưng cũng không gặp phải đội ngũ của Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Kỳ quái, sao lại không có Ban Dêm? Trong một rừng cây, Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nói. Lục Lâm Thiên tính toán mình đã tiến vào mật địa này 12 canh giờ, thế nhưng trên bầu trời vẫn là một mảnh mây mù trắng xóa, không có ban đêm. Đây là một khối lục địa thượng cổ rơi xuống, bị Vân Dương Tông phong ấn ở đây, không gian này khác xa ngoại giới cho nên sẽ không có ban đêm. Thúy Ngọc nói. Xem ra nàng đối với mật địa này hiểu rõ không ít. Lục Lâm Thiên nói. Cẩn thận. Đúng lúc này, Thúy Ngọc quát lên một tiếng. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, một đạo lưu quang chói mắt nhanh chóng xuyên qua không gian hóa thành một đám quang nhận mang theo tiếng bạo liệt bay về phía bầu trời. Đây là cái gì? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trên bầu trời có một cây đại thụ che trời, những cành cây như là vật sống bao phủ phương viên vài trăm thước, lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuống. Phanh! Trong bầu trời vang lên một tiếng, đạo lưu quang trong tay Thúy Ngọc va chạm với đám cành cây khiến cho chúng nổ tung. Siêu siêu! Trong kình khí cuồng bạo, lúc này có mấy thân cây đường kính chừng nửa thước cũng như đang sống lại, trong nháy mắt đâm xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, lực công kích của mấy thân cây này tuyệt đối không thua kém công kích của một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt đánh ra, nhất thời trong không gian có một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ bạo phát. Một trường ấn màu vàng phóng lên cao, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía. Phanh phanh. Tiếng bạo liệt lúc này không ngừng vang vọng trong không gian. Trong kình khí cuồng bạo, cây đại thụ che trời trực tiếp bị ném xuống mặt đất, bị cắt thành vô số đoạn rải rác trong không trung. Chạy mau. Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại khẽ lắc một cái, trong nháy mắt chạy về phía trước. Siêu siêu. Trong không gian lúc này vang lên tiếng gió rít gào. Trong rừng cây. Lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến tới, liếc mắt nhìn qua cũng phải ngàn vạn cành. Chạy! Lục Lâm Thiên không chút do dự, chân khí dưới chân chợt lóe, thi triển phù quang lược ảnh chạy. Hắn có cảm giác nếu như bản thân bị những cành cây này cuốn lây, coi như là hắn liều mạng chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Thúy Ngọc, đây là cái gì vậy? Lục Lâm Thiên nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân dù đã thi triển phù quang lược ảnh thế nhưng lại không đuổi kịp Thúy Ngọc. Trong lòng vô cùng kinh hãi, tốc độ khi thi triển phù quang lược ảnh tuyệt không chậm, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của Thúy Ngọc cũng nhanh như vậy. Đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ, ở địa phương có năng lượng mộc hệ đậm đặc mới sản sinh ra linh trí, tự mình tu luyện. Thế nhưng linh trí của chúng rất thấp, bù lại sinh mệnh rất mạnh. Nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo. Thúy Ngọc vừa chạy vừa nói. Còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao? Lục Lâm Thiên thầm than, cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa, lúc này hai người mới thở dài một hơi. Lục Lâm Thiên ngồi xuống dưới đất. Tiểu Long thì đang cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động. Không nghĩ tới phù quang lược ảnh ngươi lại tu luyện tới mức này rồi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, người tu luyện phù quang lược ảnh cũng chỉ có vài người thành công. Tốc độ của ngươi dường như so với Phi Ưng Lăng Phong không kém là bao. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tốc độ của nàng còn nhanh hơn ta, nàng lại là linh giả, lẽ nào trên đời này còn có linh kỹ thân pháp sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, Thúy Ngọc này là linh giả, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với hắn khi thi triển phù quang lược ảnh còn nhanh hơn. Đây là một loại bí pháp, trong linh kỹ cũng không có linh kỹ thân pháp. Thúy Ngọc mỉm cười nói, lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú tứ giai. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên.
Giống. Xa xa, lúc này có một tiếng giống lớn truyền tới. Thanh âm như sấm rền khiến cho lỗ tai của Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy tê dại. Tiếng gầm này vừa chấm dứt thì có một đầu yêu thú to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Yêu thú này hình thể khổng lồ, thân thể chừng 300 thước, trên người có một cái sừng nhọn hoắt giống như vây lưng cá nhô lên. Yêu thú này cả người vàng óng, đầu có chút tương tự như huyết tích dịch. Cái miệng đỏ tươi mở ra mang theo một đám hoàng quang phô thiên cái địa lao ra. Bốn móng vuốt tráng kiện, được bao bọc bởi một tầng thịt dày. Phần đuôi còn có một cái cọc bên trên, vô cùng sắc bén. Quanh người đầu yêu thú này có một cỗ uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía khiến cho Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc phải vận chuyển chân khí và linh lực để chống lại nó. Yêu thú thổ hệ, tứ giai trung kỳ, thiết bối tích dịch. Lục Lâm Thiên thầm nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc cũng đụng phải yêu thú tứ giai. Bản thân hắn lúc này vô cùng cần yêu đan, có yêu đan rồi thực lực của hắn có thể không ngừng tiến bộ. Nếu như vẫn dùng đan dược mà nói, thứ nhất hiệu quả của đan dược cũng không tốt như yêu đan. Thứ hai cũng tiêu hao quá lớn. Tới tu vi hiện tại, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, coi như là tiêu hao nghìn vạn kim tệ để mua đan dược thì cũng chỉ miễn cưỡng đột phá một trọng mà thôi. Nếu như tới vũ tướng vậy thì càng kinh khủng hơn, phỏng chừng mấy ức kim tệ cũng không thể đột phá một trọng. Cho nên, hắn muốn đột phá tu vi chủ yếu vẫn phải tìm vũ giả, linh giả để thôn phệ, hoặc là thôn phệ yêu đan và linh đan. 3 năm nữa lại trôi qua rồi sao? Lại có nhân loại tới đây? Nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọn, thiết bối tích dịch kia không mở lại mở miệng ra nói ngôn ngữ của nhân loại. Miệng mở ra lập tức có một cỗ khí lưu lớn, yêu thú tứ giai trung kỳ, thực lực cũng không thấp. Lẽ nào chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta, còn không mau lui? Thúy Ngọc trừng mắt nhìn thiết bối tích dịch. Hừ, tiểu oa nhi này khẩu khí thật lớn. Các ngươi chỉ đủ nhét vừa kẽ răng của ta mà thôi. Thiết bối tích dịch nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh thân bắt đầu bạo động. Tứ giai trung kỳ mà thôi, yêu đan của ngươi ta cũng vui lòng nhận lấy. Lục Lâm Thiên trầm xuống, một viên yêu đan tứ giai trung kỳ hẳn là có thể để cho hắn từ vũ phách tứ trọng đột phá tới vũ phách ngũ trọng. Viên yêu đan này đương nhiên là hắn muốn rồi. Thủ ấn trong tay biến hóa. Quanh người Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thức cuồng bạo hóa thành từng vòng xoáy nhỏ đột ngột xuất hiện trong không gian. Vòng xoáy này không ngừng tăng trưởng, trong chớp mắt biến thành một vòng xoáy khổng lồ chừng trăm trượng. Vòng xoáy xoay tròn, khối đá lớn trên mặt đất cũng bị cuốn lên, lập tức tan vỡ thành những mảnh nhỏ trong vòng xoáy. Hừ, trước tiên ta bắt ngươi nhét kẽ răng vậy. Nhìn Lục Lâm Thiên, thiết bối tích dịch nổi giận nói. Bởi vì nó cảm nhận được tu vi của Lục Lâm Thiên là vũ phách tứ trọng. Vũ phách tứ trọng mà thôi, nó đương nhiên là không sợ. Miệng mở rộng, một tiếng gầm lớn vang vọng không gian. Lập tức, quang mang quanh người thiết bối tích dịch đại thịnh, mặt đất bắt đầu run rẩy, một cỗ năng lượng thổ hệ mạnh mẽ từ trong miệng phun ra bên ngoài. Nhân loại, chết đi. Thiết bối tích dịch mở miệng hét lớn, khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt trong miệng trực tiếp hóa thành công kích đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc, muốn chết. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, quanh thân hắn lúc này có một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy kia, một tiếng trầm thấp vang lên. Phong quyển tàn vân. Theo sự xuất hiện của chân khí Lục Thu Du truyền vào, vòng xoáy kia trong nháy mắt tăng vọt, mặt đất bị vòng xoáy này tước đi một lớp trên bề mặt, vô số vết nứt dài, đất đá bị cuốn vào, khí thế phô thiên cái địa phát ra chung quanh. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau, không gian yên tĩnh một lát rồi tiếng nổ ầm vang tức thì vang vọng. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va chạm kình phong bắn ra bốn phía. Trong bầu trời kình khí tràn ngập, cuồng bạo xuất hiện, dưới năng lượng kinh khủng này không ngờ không gian đã bắt đầu rung động. Nhưng vào lúc này Lục Lâm Thiên lại có động tác, chân khí phía sau hóa thành hai cánh thi triển phong chi dực, phối hợp với phù quang lược ảnh. Thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện trong sát na tới phía sau thiết bối tích dịch. Chết đi! Thanh âm lạnh nhạt từ miệng Lục Lâm Thiên phát ra. Hỏa bạo viêm! Thủ ấn xuất hiện, trong tay hắn đột nhiên có một hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn, toàn bộ không gian tràn ngập trong khí tức nóng bỏng, nhiệt độ không ngừng tăng cao, khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Hỏa cầu không ngừng bành trướng rồi bắn về phía trước tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Một cỗ uy áp kinh khủng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía.
cảm giác được sự đáng sợ của kình khí, Thiết Bối Tích Dịch rốt cuộc bắt đầu sợ hãi thối lui, thế nhưng đã không còn kịp nữa, hỏa diễm kinh khủng chung quanh nổ tung, đem nó bao phủ ở bên trong. Phanh! Hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung khiến cho không gian rung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, Thiết Bối Tích Dịch bị hỏa diễm bao phủ, thân thể khổng lồ bị một cỗ kình khí nóng bỏng, cuồng bạo chút xuống. Yêu thú tứ giai trung kỳ, có thể so sánh với vũ phách lục trọng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó sở hữu thực lực như vũ phách lục trọng. Lục Lâm Thiên tuy rằng mới chỉ là vũ phách tứ trọng thế nhưng thực lực của bản thân đã sớm vượt quá tu vi, cho nên muốn giết một đầu Thiết Bối Tích Dịch này vô cùng dễ dàng. Khi năng lượng nóng bỏng tiêu tán trong không trung, trên mặt đất lúc này thân thể to lớn của Thiết Bối Tích Dịch đã cháy đen nằm trên mặt đất. Lục Lâm Thiên không chút khách khí, phong chi dực sau lưng được thu lại, trong nháy mắt đáp xuống trước thi thể của Thiết Bối Tích Dịch. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bắt đầu rạch bụng đầu Thiết Bối Tích Dịch kia. Cạch! Một tiếng cạnh vang lên, một đám tia lửa văng ra bốn phía. Một kiếm này chỉ để lại một vết tích nhàn nhạt trên thi thể của Thiết Bối Tích Dịch. Ra quả thực dày a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Lâm Thiên, dùng cái này lấy yêu đan. Trong tay Thúy Ngọc xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, toàn thân đều là màu đen, trên bề mặt vô cùng sáng bóng, lập tức đưa cho Lục Lâm Thiên. Không phải phàm vật. Thanh kiếm màu đen này Lục Lâm Thiên có cảm giác được tuyệt đối là do linh giả chế luyện, tài liệu cũng bất phàm. Từ bề mặt của nó là có thể đoán được, chỉ sợ ít nhất cũng xuất phát từ tay Linh Xuất, hẳn là Linh Xuất sắp đột phá Linh Vương. Những tài liệu phối hợp để tạo ra nó ít nhất cũng tới 100.000 kim tệ. Tới lúc này, Lục Lâm Thiên kết luận rằng Thúy Ngọc này không chỉ là một nha hoàn, chỉ là hắn cũng không thể nào suy đoán ra xuất thân của nàng. Dọc đường Lục Lâm Thiên cũng nói bóng gió, thế nhưng Thúy Ngọc này lại vô cùng cẩn thận, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Siêu! Một kiếm chém xuống, da thịt cứng như sắt đá của Thiết Bối Tích Dịch lúc này trong nháy mắt giống như là khối thịt mềm bị tách ra. Một viên yêu đan tứ giai trung kỳ xuất hiện trước mặt hắn, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong viên yêu đan không ngừng tiết ra bên ngoài, Lục Lâm Thiên nhanh chóng thu nó vào trong một hộp gấm. Đáng tiếc! Nhìn vào tầng da lông của Thiết Bối Tích Dịch Lục Lâm Thiên có chút đau lòng. Nếu như có thể lột ra giá trị ít nhất cũng tới mấy vạn kim tệ. Thế nhưng hiện tại hắn phải rời đi, cho nên cũng không có thời gian lột da của nó ra. Chà nàng, thanh kiếm này không phải phàm vật nha. Lục Lâm Thiên ném thanh kiếm màu đen về phía Thúy Ngọc. Nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy, coi như ta tặng cho ngươi. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy thì ta đành xấu hổ mà nhận lấy vậy. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói vừa thu thanh kiếm màu đen vào trong túi trữ vật của mình, dường như sợ Thúy Ngọc sẽ đổi ý vậy. Bảo vật như vậy, giá trị chí ít cũng trên 100.000 kim tệ, nếu có thể thu được tội gì không thu. Chúng ta đi thôi, đám người Hồng Lăng hẳn đã đi rất xa rồi. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Thúy Ngọc nhìn quanh rồi nói. Trong không gian không có mặt trời, không có ban đêm khiến cho bọn họ có cảm giác áp lực. Đặc biệt là nguy hiểm tùy lúc đều có thể gặp phải lại càng tăng thêm áp lực cho bọn họ. Thình thịch, phía xa lúc này truyền đến âm thanh nặng nề, âm thanh không ngừng quanh quẩn trong không trung. Tại một cánh rừng lúc này có hai thân ảnh mơ hồ đang không ngừng phát ra công kích. Phanh phanh, năng lượng bàng bạc ba động, một ít tảng đá trên mặt đất trực tiếp bị chấn nát, đại thụ che trời bị bật gốc, lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cuối cùng khi kình khí tiêu tán, thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc xuất hiện trong không gian. Nhìn vào thi thể của đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ, Lục Lâm Thiên nói. Yêu thú tứ giai hậu kỳ. Một tháng qua tổng cộng chúng ta đã đánh chết 15 đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ và 10 đầu yêu thú tứ giai trung kỳ. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Thúy Ngọc, viên yêu đan này thuộc về nàng. Lục Lâm Thiên nói, trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Yêu đan của những yêu thú hai người phối hợp đánh chết đều bị Lục Lâm Thiên thu lấy. Cho nên bây giờ yêu đan trên người hắn đã lên tới con số 20 mấy khỏa. Ngươi nhận lấy đi, tác dụng của nó đối với ta không lớn. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy được rồi. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, lập tức thu yêu đan. Trong đoạn thời gian này, không có ban đêm hai người cũng chỉ có thể dựa vào canh giờ mà phán đoán. Phỏng chừng. Lúc này đã trôi qua được một tháng kể từ khi bọn họ tiến vào mật địa. Lão đại,
huynh không cho đệ xuất thủ, khiến đệ buồn bực muốn chết. Tiểu Long xoay quanh vai Lục Lâm Thiên, thanh âm truyền vào trong đầu Lục Lâm Thiên, kháng nghị nói. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội cho đệ xuất thủ, bây giờ còn chưa phải lúc. Lục Lâm Thiên trả lời. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đã thu được viên yêu đan vào trong tay. Viên yêu đan tứ giai hậu kỳ này to bằng nắm tay, trong tay Lục Lâm Thiên tỏa ra năng lượng kinh khủng. Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát đi. Thúy Ngọc nói. Được. Lục Lâm Thiên trả lời, không có ban đêm, hai người trong khoảng thời gian này sau mười mấy canh giờ sẽ tìm một địa phương nào an toàn nghỉ ngơi một phen. Mà trong khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên vẫn tu luyện bình thường, tuy rằng có thêm năng lượng đặc thù trong mật địa, thế nhưng tốc độ tu luyện bình thường của Lục Lâm Thiên so với võ giả bình thường cũng không khác là bao, không thể đạt được hiệu quả gia tốc tu luyện trong mật địa. Tuy rằng trên người hắn hiện tại có không ít yêu đan, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian để thôn phệ tu luyện. Thời gian 3 tháng phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả, theo lời nói của Vân Khiếu Thiên, khoảng cách này không gần, nếu như thôn phệ yêu đan chuẩn bị đột phá thì sẽ chậm trễ, đánh mất cơ hội có được Vũ Linh Thánh Quả, khi đó cái được sẽ không bù nổi cái mất. Vì vậy Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thu yêu đan vào trong hộp gấm để đó mà thôi. Không thể lập tức thôn phệ đột phá, trong thời gian hơn 1 tháng này, hai người đánh chết không ít yêu thú tứ giai, về phần yêu thú tam giai và nhị giai vô cùng nhiều. Hầu như càng đi sâu vào trong, yêu thú ngày càng nhiều. Ban đầu là yêu thú tứ giai trung kỳ, mấy ngày nay mới xuất hiện một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ. Yêu thú tứ giai Lục Lâm Thiên không để vào mặt, thế nhưng nếu gặp phải yêu thú ngũ giai thì hắn phải có chút cẩn trọng. Yêu thú đạt tới ngũ giai không hề dễ đối phó như tứ giai. Trong một sơn cốc vắng vẻ, hai người sau khi xem xét chung quanh rồi quyết định ở trong sơn cốc này nghỉ mấy canh giờ, cũng thích hợp cho việc điều tức khôi phục thực lực. Phân phó Tiểu Long hộ pháp, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, quanh thân thể nhất thời được bao phủ bởi một đoàn quang mang. Trong quang mang, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được trong không khí có một tia năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể mình. Theo sự tu luyện của hắn đồng thời hóa thành chân khí và linh lực tiến vào trong đan điền và trong đầu. Cỗ năng lượng này vô cùng thần bí, phảng phất như là năng lượng bên trong thiên địa, quả thực có chút giống nhau. Sau khi tiến vào trong cơ thể thậm chí không cần luyện hóa là có thể hóa thành chân khí và linh lực tinh thuần. Mặc dù là như vậy đối với Lục Lâm Thiên mà nói, có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn là bao. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Phù! Chừng 10 canh giờ sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn thu lại rồi đình chỉ tu luyện. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tu luyện bên trong này tuy rằng hắn không hài lòng lắm, thế nhưng cũng có chút tiến bộ, so với tu luyện ở thế giới bên ngoài cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Ánh mắt hắn lại chuyển sang phía Thúy Ngọc bên cạnh, lúc này Thúy Ngọc vẫn còn đang tu luyện, một cỗ linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài bao phủ quanh thân thể, không gian chung quanh ba động, bằng vào mắt thường khó có thể phát hiện. Chỉ có người nào có cảm giác nhanh nhạy mới có thể phát hiện ra lúc này có từng tia năng lượng bị Thúy Ngọc thu vào bên trong thân thể. Nhìn vào Thúy Ngọc, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có một nốt ban đỏ. Nếu như không có một vết ban đỏ này có lẽ nàng sẽ là một nữ tử tuyệt sắc. Lục Lâm Thiên thầm nói, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Có phải ngươi cảm thấy nốt ban đỏ trên mặt ta rất xấu đúng không? Đúng lúc này, Thúy Ngọc dừng tu luyện, mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Không phải là xấu. Chỉ có thể nói nốt ban đỏ này làm ảnh hưởng tới dung nhan xinh đẹp của nàng. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Theo ta được biết, hẳn có linh giả có thể luyện chế một ít đan dược loại bỏ nốt ban đỏ này. Loại bỏ thế nào, lẽ nào ngươi cảm thấy nó rất xấu sao? Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên lại nói. Ý của ta chính là, tâm tư muốn mọi người chú mục ai cũng có. Nếu như không có nốt ban đỏ này có thể sẽ giúp nàng tự tin hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói, ý của ngươi ta, nếu như ta không có nốt ban đỏ này ta sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu giống như Vô Song tỷ đúng không? Thúy Ngọc nói, chuyện này, Lục Lâm Thiên cười khổ, nhất thời cũng không biết trả lời làm sao, hắn do dự một chút rồi nói. Lời ta nói quả thực có một phần là như vậy, thế nhưng tuyệt không phải là toàn bộ. Vậy ngươi thành thật trả lời ta, nếu như nốt ban đỏ trên mặt ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Ta vẫn xấu như vậy.
Nếu là ngươi, ngươi có lấy ta không? Lúc này Thúy Ngọc có chút giảo hoạt nói. Chuyện này, nàng không phải là một người có thể tùy tiện chọn một ai đó mà gả nha. Lục Lâm Thiên nói. Nếu như có người không để ý tới dung nhan của ta, lại không để ý tới thân phận nha hoàn của ta, ta gả cho người đó cũng chính là phúc khí của ta. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi còn chưa trả lời, nếu là ngươi, ngươi có lấy ta không? Ha ha, nếu như trước khi gặp Vô Song, nữ tử như nàng nếu không ghét bỏ ta, ta đương nhiên sẽ lấy. Lục Lâm Thiên cười nói. Ý của ngươi là ta không bằng Vô Song tỷ. Thúy Ngọc nói. Đương nhiên không phải, nàng và Vô Song tỷ không thể so sánh với nhau. Ý tứ của ta là, hiện giờ ta đã có Vô Song cho nên rất khó tiếp thu người khác nữa. Lục Lâm Thiên trả lời. Vậy ngươi không thể đồng thời tiếp nhận hai người hoặc là ba người sao? Thúy Ngọc lại hỏi, trong mắt có chút khác thường. Ta cũng không biết, chỉ ít hiện tại còn chưa biết. Lục Lâm Thiên đáp. Nếu như dứt bỏ tất cả, nữ nhân xấu như ta ngươi có lấy không? Trong đôi mắt xinh đẹp của Thúy Ngọc lúc này có chút khát vọng. Sẽ. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, bằng vào sự lý giải của hắn với Thúy Ngọc, nàng làm sao lại đơn giản như bề ngoài được. Nữ tử như vậy, không một nữ nhân nào có thể so sánh được. Nói xong câu đó, chung quanh hai người nhất thời có chút mờ ám, lập tức yên tĩnh lại. Có những lời này của người ta đã vô cùng cao hứng rồi. Thúy Ngọc khẽ nói, ánh mắt có chút thỏa mãn. Nàng lại là một nữ nhân không đơn giản, nếu thực sự muốn lấy ta, là ta chiếm được tiện nghi nha. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, giả dụ như có một ngày Vô Song tỷ không phản đối, ngươi nhất định phải lấy ta. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Nói xong trên khuôn mặt nàng không nhịn được mà ửng đỏ, bầu không khí chung quanh cũng càng thêm mờ ám. Khụ khụ. Lục Lâm Thiên vội ho một tiếng, nói. Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Cần phải tiếp tục lên đường. Được. Thúy Ngọc đáp một tiếng, hai người lập tức thu dọn rồi rời khỏi sơn cốc. Hai người đi cùng nha ầm dọc đường tuy rằng có thêm nhiều nguy hiểm, thế nhưng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Dù sao thực lực của hai người cũng đều bất phàm. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên ngày càng kinh ngạc, thậm chí Lục Lâm Thiên có một cảm giác rất mơ hồ đó là thực lực của Thúy Ngọc chỉ sợ cho dù hắn liều mạng, xuất ra hết tất cả các con bài chưa lật cũng khó có thể thắng được nàng. Coi như là nàng xuất thủ hắn cũng không đoán được tu vi của nàng. Thế nhưng có một điều chắc chắn đó là tu vi của nàng hẳn đã là linh tướng. Trong ngày kế tiếp, yêu thú hai người gặp phải thực lực càng ngày càng mạnh. Càng về sau yêu thú hầu như đều là tứ giai trung kỳ và hậu kỳ. Yêu thú tam giai đã lâu rồi bọn họ chưa gặp qua. Dưới sự liên thủ của hai người, đánh chết một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ vô cùng dễ dàng. Sau mười mấy canh giờ bôn tẩu, hai người lại tìm một địa phương nào đó điều tức khôi phục một phen. Sau đó lập tức thu thập rồi lên đường, thế nhưng qua một ngày nữa bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng đám người Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Thế nhưng yêu đan trên người Lục Lâm Thiên lúc này cũng tăng lên không ít. Yêu đan đối với người bình thường mà nói thì chỉ có thể đổi ra kim tệ hoặc đan dược từ trong tay linh giả mà thôi. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, yêu đan này đại biểu cho thực lực của hắn, có những viên yêu đan này thực lực của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ. Mà trong mười mấy ngày nay, hắn còn ngoài ý muốn chiếm được hai bộ vũ khí hoàng cấp trung giai. Khi truy sát một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ tới tận xào huyệt của nó, Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra hai bộ vũ khí này. Vốn Lục Lâm Thiên đang hoài nghi lời sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn, nói trong mật địa này có không ít vũ khí, thế nhưng hắn lại chưa từng gặp qua. Lần này xem ra vũ khí là thật, thế nhưng đều rơi vào trong tay đám yêu thú. Dù sao trong mật địa này ngoài cây cối ra cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ mọi thứ trong này nhất. Mười ngày nữa trôi qua, quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc đột nhiên càng thêm mờ ám, có đôi khi không cẩn thận hai người đụng vào nhau, khuôn mặt Thúy Ngọc lúc đó cũng lập tức ửng đỏ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút. Trong một cánh rừng vang lên âm thanh của Lục Lâm Thiên. Một lát sau, trong một khe sâu trống trải, hai người xuất hiện ở đó. Hai người tìm một ít địa phương trống trải cũng an toàn của mình. Bởi vì những địa phương này có thể phòng bị yêu thú đánh lén. Nhanh như vậy đã qua hai tháng rồi, hẳn là sắp tới nơi Vũ Linh Thánh Quả xuất hiện nha. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên nói. Năng lượng chung quanh càng ngày càng mạnh, chứng minh phương hướng chúng ta đi không sai.
có lẽ đã gần tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả. Thúy Ngọc cảm nhận năng lượng trong không gian rồi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghỉ ngơi đi. Lục Lâm Thiên để Tiểu Long hộ pháp rồi lập tức nhắm mắt. Thủ ấn khẽ kết rồi bắt đầu tu luyện, thân thể được bao phủ bởi một tầng quang mang. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Thúy Ngọc lúc này có chút thoảng thốt, khẽ lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc là dạng người gì, ta không thể nhìn thấu hắn. Dường như trên người hắn cất giấu vô số bí mật. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Lâm Thiên ngày càng hiểu hơn về Thúy Ngọc thế nhưng Thúy Ngọc thì càng lại hiếu kỳ về Lục Lâm Thiên. Có thể nữ nhân chính là loại động vật như thế, càng không biết thì càng hiếu kỳ. Nhìn Lục Lâm Thiên đang khoanh chân tu luyện, Thúy Ngọc cười nhợt nhạt, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Siêu! Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, quay đầu nhìn về bốn phía. Hai người tu luyện, hạp cốc trống trải lúc này cũng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có một cơn gió thổi qua. Mà đúng lúc này, trong hạp cốc trống trải, sau khi hai người tu luyện mấy canh giờ thì có một cỗ khí tức kỳ lạ trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện trong không khí. Lão đại, có kẻ đang âm thầm tập kích chúng ta. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Đồng thời thanh âm của Thúy Ngọc cũng vang lên. Lâm Thiên, cẩn thận. Vừa nói xong, thủ ấn trong tay Thúy Ngọc đột nhiên đánh ra tạo thành một đám quang mang chói mắt bao phủ phương viên trước thước chung quanh, kể cả Lục Lâm Thiên đang tu luyện ở gần đó. Siêu. Một đạo quang mang vô hình trong nháy mắt bổ vào trước người Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này lại bổ vào tầng quang cháo trong suốt do Thúy Ngọc bố trí ra, năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Trên tầng quang cháo do Thúy Ngọc bố trí đột nhiên giống như thủy tinh, trên bề mặt có vô số vết nứt. Phanh! Thủ ấn trong tay Thúy Ngọc nhanh chóng biến đổi, quang mang trên quang cháo đại thịnh, vết nứt nẻ nhanh chóng được chữa trị. Quang cháo trong nháy mắt bành trướng đem đạo quang nhận này đánh bay. Công kích bằng linh lực. Khi Thúy Ngọc đánh văng đạo quang nhận kia, hai hàng lông mày của Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đạo quang nhận này lại là công kích bằng linh lực, dựa vào khí thế của nó có lẽ người xuất thủ có tu vi đạt tới linh tướng. Người này là ai Lục Lâm Thiên cho dù nhắm mắt cũng có thể đoán ra được. Ngoại trừ Triệu Kình Hải của Triệu gia thì không còn có ai khác nữa. Lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, lạnh nhạt nói. Người Triệu gia lẽ nào chỉ giỏi đánh lén người khác như thế này thôi sao? Khặc khặc, ta chỉ muốn giải quyết ngươi sớm một chút mà thôi, ngươi còn chưa xứng để ta đánh lén. Thanh âm vang lên bên ngoài hạp cốc, lúc này có 9 đạo thân ảnh xuất hiện. 9 đạo thân ảnh xuất hiện, 3 người phía trước chính là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng. Triệu Kình Hải, lá gan các ngươi quả thực không nhỏ. Quy củ của Vân Dương Tông các ngươi hẳn cũng biết, giết chóc đồng môn, hậu quả như thế nào hẳn các ngươi rõ ràng hơn với ta. Nhìn vào đám người Thúy Ngọc lạnh nhạt nói. Ngươi là Thúy Ngọc đúng không? Ta biết ngươi có chút bất phàm, thế nhưng chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi mau tránh ra. Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc nói. Nếu như ta không rời đi thì sao? Thúy Ngọc nhàn nhạt nói. Nữ nhân xấu xì này. Nếu như ngươi không rời đi vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao? Vẻ mặt Thúy Ngọc đột nhiên trầm xuống, hàn ý toát ra. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, đám người Triệu gia các ngươi khá lắm. Hẳn đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi đúng không? Lục Lâm Thiên tiến lên, rồi khoát tay ý bảo Thúy Ngọc lùi lại. Phiền phức đến tìm hắn. Làm sao hắn có thể để cho một nữ nhân xuất đầu cho mình hát đây? Không lâu, nhưng cũng đáng giá. Hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Các ngươi muốn thế nào? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm đoán tới trong mật địa này người Triệu gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Lẽ nào ngươi không biết sao? Triệu Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Ta sợ các ngươi không có thực lực đó. Lục Lâm Thiên lại lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn vào trên người Triệu Kình Hải, có Tiểu Long bên người, hắn cũng coi như có một lá bài tẩy, muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Thử là biết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu Sư Huynh, Tông Chủ từng nói, đồng môn cấm tàn sát lẫn nhau, chúng ta. Phía sau Triệu Kình Thiên, lúc này Vương Bình Linh Sư Cửu Trọng Đỉnh Phong có chút khẩn trương nói.
Năm người còn lại vẻ mặt cũng ngưng trọng, ánh mắt nhìn vào Lục Lâm Thiên và đám người Triệu Kình Thiên, bọn họ cũng không dám động thủ. Hừ, ai nói chúng ta muốn giết tiểu tử này? Chúng ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Để hắn giống như Lý Đạt Giang là được, mạng của hắn thì không cần thiết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Triệu sư huynh, vậy cũng không được, Lục Lâm Thiên là đệ tử của Vũ trưởng lão. Một thanh niên mặc bạch y nói. Hừ, không cần các ngươi phải động thủ, các ngươi cứ ở một bên nhìn là được. Triệu Kình Hải liếc mắt nhìn năm đệ tử còn lại nhàn nhạt nói. Lục Lâm Thiên, chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp, xin lỗi ngươi. Vương Bình có chút áy náy nói với Lục Lâm Thiên, năm người còn lại nhìn nhau, trong lòng cũng biết Lục Lâm Thiên và Triệu gia có chút thủ oán, không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm, nhất thời lùi lại phía sau. Loại chuyện này bọn họ cũng không dám đắc tội với hai bên, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui mà thôi. Không sao, các ngươi không cùng vây công ta đã rất cảm kích rồi. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười, mấy người này không dám vây công mình, có lẽ bọn chúng sợ hãi sau này sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn đến tìm phiền toái nha. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn thối lui, quả thực bớt cho hắn bao nhiêu phiền toái. Lục Lâm Thiên, hôm nay không ai có thể cứu ngươi được rồi. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Lão đại, thực lực ba người bọn chúng rất mạnh, ta chỉ có thể đối phó với kẻ yếu nhất kia, muốn giết hắn quả thực rất khó khăn. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh tướng tam trọng, vũ tướng nhị trọng. Lục Lâm Thiên nhìn vào thân ảnh của hai người Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Tằng Sở Hùng thì có Tiểu Long đối phó, cũng khó mà đối phó được với Triệu Kình Thiên. Thực lực của nó hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống lại Tằng Sở Hùng mà thôi. Mà hắn nếu như đối phó Triệu Kình Hải chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Lâm Thiên, Triệu Kình Hải này giao cho ta. Hai tên còn lại giao cho ngươi, thế nào? Thúy Ngọc bước tới bên người Lục Lâm Thiên, liếc mắt nhìn ba người Triệu Kình Hải nói. Nàng sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, Triệu Kình Hải này là linh tướng tam trọng, thứ nhất Long Bảng, tuyệt đối là một cường giả. Thực lực của Thúy Ngọc tuy rằng rất mạnh thế nhưng đối phó với Triệu Kình Hải này có lẽ sẽ không dễ dàng một chút nào. Yên tâm đi, giết hắn ta khó có thể làm được, thế nhưng chống lại hắn thì không thành vấn đề. Thúy Ngọc nói, vậy làm phiền nàng rồi. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng không cự tuyệt tấm lòng của nàng, hiện tại quả thực hắn cần Thúy Ngọc trợ giúp. Nếu như có thể ngăn cản được Triệu Kình Hải thì Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng kia, Tiểu Long và hắn mỗi người một tên tuyệt đối có thực lực chống lại. Vậy ngươi thiếu ta một cái nhân tình, sau này phải trả gấp bội. Thúy Ngọc lãnh đạm nói, không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nói, hừ, Thúy Ngọc. Tốt nhất ngươi nên lui ra, việc này không liên quan tới ngươi, hà tất phải giúp đỡ hắn. Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc nói, một kích vừa rồi Thúy Ngọc có thể chặn lại hắn khiến cho hắn chấn động, thực lực của Thúy Ngọc tuyệt đối bằng hắn bằng không sao hắn có thể phí nước bọt nói nhiều với nàng như vậy. Chuyện này ta cứ thích quản, về phần ngươi, ta không để vào trong mắt. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn mang. Hai người các ngươi đối phó với Lục Lâm Thiên. Ta đối phó với Thúy Ngọc này. Trên mặt Triệu Kình Hải tràn ngập hàn ý, vung tay lên nói. Tốc chiến tốc thắng, lưu lại nửa cái mạng cho Lục Lâm Thiên là được. Vâng. Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng gật đầu, lập tức đi về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí quanh thân tỏa ra, mỗi một bước đều tạo thành một dấu chân sâu trên mặt đất. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, khóe miệng nhếch lên, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Siêu. Ngay lúc này, Triệu Kình Hải dậm chân một cái, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo trưởng ấn bạch sắc được ngưng tụ, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng, trong sát na đánh về phía Thúy Ngọc. Lâm Thiên, cẩn thận một chút. Thúy Ngọc vừa nói xong, thân ảnh xinh đẹp đã biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh nàng xuất hiện thì hai người đã giao thủ cùng nhau. Linh lực tràn ngập trong sơn cốc, khiến cho năm người bàng quang đứng nhìn ngoài xa không khỏi chú ý. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên cười lớn. Lẽ nào các ngươi nghĩ hai người các ngươi có thực lực này hay sao? Tiêu ý thu liếm lại, trên người Lục Lâm Thiên chỉ còn hàn ý tràn ngập, sát khí vô hình tỏa ra chung quanh, đồng thời hắn phân phó Tiểu Long. Tiểu Long, để có thể xuất thủ. Lão đại, không thành vấn đề.
Siêu. Tiểu Long nhảy khỏi vai Lục Lâm Thiên, thân thể trong nháy mắt tăng vọt tới 300 thước. Lân phiến quanh thân dựng đứng, trên người có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn, một cỗ uy áp cực lớn tỏa ra chung quanh. Yêu thú của ngươi sao lại vào đây được? Sắc mặt đám người Triệu Kình Thiên đại biến. Trong mật địa này không cho yêu thú tiến vào, thế nhưng bọn họ không ngờ được yêu thú của Lục Lâm Thiên tại sao lại có thể tiến vào trong này. Túi chữ vật, nhẫn chữ vật đều không thể đem vật còn sống thu vào được. Lão đại, để đối phó tên có thực lực yếu hơn kia không thành vấn đề, huynh phải cẩn thận một chút. Tiểu Long lúc này dùng đôi mắt lớn hung hăng nhìn về phía hai người Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng nói. Để cũng cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng hắn biết Tiểu Long có lực phòng ngự cường hãn. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng, Tiểu Long hiện tại dù sao cũng chỉ là yêu thú tam giai trung kỳ mà thôi. Ta đối phó với Lục Lâm Thiên, người đối phó đầu yêu thú kia. Lúc này Triệu Kình Thiên nhanh chóng triển khai công kích vừa nói với Tằng Sở Hùng. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên, nắm tay tràn ngập hỏa diễm không chút hoa mỹ nào đánh về phía đầu Lục Lâm Thiên. Siêu. Đồng thời trong lúc đó Tằng Sở Hùng trong nháy mắt đánh về phía Tiểu Long, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có một thanh đại đao màu xanh mang theo hơi nước nhẹ nhẹ. Đao mang bổ ra xuyên thấu không gian khiến cho không gian gợn sóng. Siêu. Thân thể Tiểu Long tuy rằng to lớn thế nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn không gì sánh được, thân thể khổng lồ đánh về phía Tằng Sở Hùng. Lúc Tiểu Long xuất thủ thì bên này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có hành động. Hàn ý trong mắt bắt ra, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, đối mặt với đạo công kích cường hãn của Triệu Kình Thiên, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện, một cỗ chân khí thổ hệ bạo phát, một đạo trưởng ấn hoàng sắc phóng lên cao. Thiên thủ liệt cương ấn. Trưởng ấn khiến cho không gian gợn sóng, giống như là phá vỡ không gian, quyền ấn của Triệu Kình Thiên vừa mới tới, hai cỗ kình khí khổng lồ va chạm với nhau. Oanh! Quyền trưởng va chạm, kình phong đáng sợ khiến cho mặt đất dưới chân hai người rung chuyển, vô số vết nứt dài xuất hiện, vô số đá vụn bắn tung tóe. Mà thân hình Lục Lâm Thiên cũng trong nháy mắt dưới cỗ lực lượng này lui về phía sau mấy bước. Nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp, cho dù là như vậy, khí huyết trong cơ thể cũng cuồn cuộn, hầu như tới tình trạng muốn phun ra một ngụm máu. Vũ tướng nhị trọng quả nhiên mạnh mẽ. Sắc mặt trắng bệch, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Triệu Kình Thiên này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn một chút. Chịu chết đi. Lạnh lùng quát lên một tiếng, sắc mặt Triệu Kình Thiên tràn ngập hàn ý, thân hình chợt lóe. Một đạo quyền ấn trong nháy mắt được ngưng tụ, kình phong kinh khủng tàn sát chung quanh, không gian chung quanh lúc này chấn động. Khôi nhất, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến hóa, một thân ảnh màu đen trong nháy mắt nhảy ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Triệu Kình Thiên. Phanh, hai đạo lực lượng trực tiếp va chạm, năng lượng kinh khủng bạo liệt, một thân ảnh bị đánh văng ra ngoài vài trăm thước. Trên ngực có một quyền ấn. Khôi lỗi tứ giai hậu kỳ. Trên khuôn mặt Triệu Kình Thiên hiện lên sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Loại đồ vật thưa thớt này mà Lục Lâm Thiên cũng có. Phanh phanh. Đất đá chung quanh bắn tán loạn, tiếng nổ vang lên không dứt. Tiểu Long và Tằng Sở Hùng không ngừng giao thủ với nhau. Đối mặt với công kích của Tằng Sở Hùng, tuy rằng Tiểu Long không thể chiếm thế thượng phong, thế nhưng bằng vào tốc độ và lực phòng ngự của mình Tiểu Long cũng khiến cho Tằng Sở Hùng không thể chiến thắng được nó. Lúc này Triệu Kình Hải và Thúy Ngọc cũng giao thủ đã tới mức độ vô cùng kinh khủng. Đối mặt với đệ nhất cường giả trẻ tuổi trong Vân Dương Tông là Triệu Kình Hải này, thân ảnh Thúy Ngọc không ngừng chớp động, dưới chân xuất hiện quang mang không ngừng tạo ra đường vòng cung huyền ảo. Những công kích bằng linh lực của Triệu Kình Hải đều bị nàng nhẹ nhàng né đi, mà mỗi một lần khi linh lực của hai người va chạm vào nhau khiến cho không gian nổ tung, kình khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Tiểu tử, khôi lỗi cũng không thể nào cứu được ngươi nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Kình Hải cũng không dừng lại. Nắm tay một lần nữa nắm chặt, trên tay tràn ngập hỏa diễm, khí thế so với vừa rồi càng thêm cường hãn, một đạo quyền ấn đột nhiên được đánh ra. Dưới quyền ấn mạnh mẽ, cuồng bạo này chu vi không gian chắc quanh như lắc lư. Một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Hỏa bạo viêm, phong quyển tàn vân, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tay trái thi triển hỏa viêm bạo, tay phải thi triển phong quyển tàn vân. Hai cỗ lực lượng vô cùng cường hãn nhanh chóng được ngưng tụ ra.
chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút đi. Hỏa cầu trên tay trái hắn trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ không gian. Trên tay phải, năng lượng phong hệ nhanh chóng hội tụ tới. Toàn bộ không gian lúc này đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện, giống như một cơn lốc đang gào thét, vòng xoáy xuất hiện hút vào trong vô số đất đá, khi thế phô thiên cái địa tỏa ra bốn phía. Hai cỗ lực lượng này hầu như cùng một lúc va chạm với quyền ấn mà Triệu Kình Thiên ngưng tụ ra, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, vang vọng chung quanh. Phanh phanh, không gian như nứt ra, kình khí nóng bỏng, khí thế bài sơn hải đảo khuếch tán ra bốn phía. Năng lượng kinh khủng tràn ngập không trung, vòng xoáy đạt tới cực hạn khi va chạm với quyền ấn đột nhiên nổ tung trên không trung, kình khí bắn ra tứ phía. Một màn chấn động như vậy khiến cho sắc mặt năm người đệ tử đứng ở bên ngoài không khỏi đại biến. Loại thực lực này, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể làm được. Khi kình khí cuồng bạo biến mất trong không khí, thân thể Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng lảo đảo, lùi lại phía sau. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dưới lực lượng cuồng bạo này, Lục Lâm Thiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thậm chí còn có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát. Nếu không có Thanh Linh Khải Giáp, hắn không thể nào chống đỡ được dư âm một kích này của Triệu Kình Thiên. Đối phương là vũ tướng nhị trọng, mà hắn chỉ là vũ phách tứ trọng. Thực lực cách xa nhau quá lớn, nếu là vũ tướng nhất trọng hắn còn có thực lực để liều mạng, thế nhưng vũ tướng nhị trọng so với vũ xuất nhất trọng còn cường hãn gấp mấy lần. Hảo tiểu tử, có thể tiếp được hai chiêu của ta, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chỉ là, chiêu tiếp theo ngươi cũng không còn cơ hội này nữa. Triệu Kình Thiên chắp tay đứng đó, nhẹ nhàng lắc cánh tay phải ở sau lưng. Trên nắm tay hắn lúc này truyền đến cảm giác tê dại. Đối với thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của tên này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng này. Nếu hôm nay không thể trừ bỏ hắn, chỉ sợ ngày khác muốn làm điều này sẽ vô cùng khó khăn. Triệu Kình Thiên vừa nói xong thì lập tức giơ cánh tay phải có chút tê dại lên. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, lưu quang trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo mà nóng bỏng được bổ ra. Kiếm quang mang theo tiếng rít chói tai xé tan không gian hung hăng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chung quanh đạo kiếm quang này không khí như bị chặt đứt. Một kiếm này đã chân chính đạt tới trình độ cắt đứt không gian. Điều này có thể thấy được danh xưng tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thực lực của cường giả xếp thứ 5 trên long bảng tuyệt đối là cường hãn. Khôi Nhất, ngăn hắn. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong khi thủ ấn biến đổi thì ra lệnh cho Khôi Lỗi. Quanh thân hắn lúc này có quang mang 7 màu bao bọc, một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu hội tụ. Khí tức thật là khủng khiếp. Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt Triệu Kình Hải càng thêm lạnh lùng. Đương nhiên hắn nhìn ra được Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ một loại vũ khí kinh khủng, kiếm quang trong tay càng thêm cuồng bạo nhanh chóng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Cũng vào lúc này, trước người Lục Lâm Thiên, Khôi Nhất đột nhiên xuất hiện. Nó vung tay lên tạo ra một đạo kình phong sắc bén mà hung hãn đánh về phía kiếm quang của Triệu Kình Thiên. Trong nháy mắt này, hai người Triệu Kình Hải và Thúy Ngọc đang chiến đấu kịch liệt. Linh lực hỗn loạn mà cuồng bạo không ngừng tỏa ra chung quanh. Triệu Kình Hải vung tay lên, linh lực ngưng tụ thành một hư ảnh yêu thú giống như cự lang đánh về phía Thúy Ngọc. Vẻ mặt Thúy Ngọc trầm xuống, nàng khẽ nhíu mày, quang mang lóe lên, đầu ngón chân khẽ điểm một cái, thân hình mượn lực bay lên giữa không trung. Mái tóc đen nhánh như thác tung bay, một cỗ linh lực cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Sau đó hóa thành một trường ấn chừng trăm thước, xé rách không gian đánh về phía hư ảnh cự lang kia. Phanh! Hai đạo công kích va chạm với nhau, lực lượng ba động bạo liệt, hai cỗ năng lượng lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Phì phì. Trong hạp gốc, Tiểu Long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển khiến cho đá vụn bay tứ tung. Siêu. Đao mang của Tằng Sở Hùng phá không mà tới, vũ tướng nhất trọng tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là ở bên ngoài cũng là một cường giả. Trong đao mang ngập trời lúc này mang theo một đám hơi nước nồng nặc. Giống như trong không gian đột nhiên xuất hiện mưa phùn, từng giọt nước bắn ra bốn phía. Một đạo đao mang bổ vào trên lưng Tiểu Long, nhất thời khiến cho tia lửa bắn ra bốn phía, để lại một dấu vết lờ mờ trên lân phiến của nó. Phanh! Nhanh như chớp, Tiểu Long quật cái đuôi của mình, lấy khí thế sét đánh phá vỡ sự cách trở của không gian đánh về phía người Tằng Sở Hùng.
thân thể Tằng Sở Hùng lập tức bắn về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Khôi lỗi chết tiệt. Lúc này Triệu Kình Thiên đối mặt với một kích của khôi lỗi cũng không biết làm cách nào khác mà đành phải dùng kiếm quang chém thẳng vào người khôi lỗi. Phanh! Kình khí cuồng bạo va chạm với nhau, kình phong sắc bén trong nháy mắt khuếch tán. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, dưới đạo kiếm quang xé rách không gian của Triệu Kình Hải, cánh tay A của khôi nhất trực tiếp bị chém đứt, thân thể bị đánh bay về phía sau. Mà trong dư ba của kình khí cuồng bạo, Triệu Kình Thiên cũng phải lui về phía sau vài bước. Lúc này quang mang bảy màu quanh người Lục Lâm Thiên trong nháy mắt ngưng tụ, khí tức quanh người càng lúc càng trở nên kinh khủng. Sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống, không có chút do dự nào. Đương nhiên hắn sẽ không để cho Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra một kích kinh khủng này, chân khí dưới chân run lên, thân thể tạo thành một đoàn tàn ảnh, kiếm trong tay lần thứ hai bổ về phía Lục Lâm Thiên. Kiếm quang cắt ngang không trung, khiến cho không gian rung động. Kình khí không ngừng rít gào ầm vang trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh khuếch tán ra bốn phía, giống như một cái lưới lớn, bao phủ Lục Lâm Thiên. Triệu Kình Thiên đã thi triển phá cương kiếm quyết, đây chính là tuyệt chiêu của hắn.